bật thông báo like lên, đang không được bật thông báo like lên, đi đây coi nè, nó tự tắt thấy thông báo like á, đi đây gì coi thử, tắt tiếng đi. Đi chị coi nè, hắm túi lên luôn, em nói túi xịn lắm. Cái trứng gì mà cái ăn xong cái mắt nó nhíu lại ta. Dung ơi Dung, bổ lại cái bông keo. Cứ là cứ ăn xong là hai con mắt nó nhíu lại bực mình thiệt chứ. Cái gì vậy? Áo chống nắng màu đỏ đằng sau còn có mỗi màu đó chị ơi, còn áo phông rộng, có phông rộng luôn, cái gì cũng có. Đưa coi nè, có chưa? Bật chưa, bật thông báo like đúng không? Bây giờ bấm theo dõi mà không bật thông báo like cũng không có. Thương hay lắm. Trời, vô nhớ dẻ mình ơi. Trời, cái đầu tóc mới gọi. Alo chị Su, hello chị Na Hòn nha, hello chị Phạm Hằng, rồi chị nào thấy nguyên rồi tương tác lên luôn dùng giọng mình ơi. Cái đầu tóc chán chưa, lên nhanh nha chị em mình ơi, trưa nay túi xách lại xịn, mẹ nó là siêu rẻ. À gì em, chị đó, chị nói hắn đó, mi gọi hắn là mi gọi chị đó. Người tiếng ra quạo rồi. Hello cả nhà nha, hello chị Mẫn Đặng, hello má nhím nha, hello chị Nhung Cà Phê nè. Rồi Thái Nguyên chưa dạo mình ơi, tương tác dùng Nguyên nha, vào nhanh. Em cái chip này là họ lái hết rồi em ơi, cái chip sọc này họ lái hết rồi em. Đúng rồi, cái chiếc sọc này họ đi cho chị máy xét thôi, chị bán tàng đầu lai. Hello chị Văn Nguyễn, hello chị Lan Pha, cái chiếc sọc này là họ lấy hết rồi, cho chị một cái chiếc lợn này là họ lấy hết rồi, cho chị một cái thì mấy chục xét á, cho cái này bán tàng phát đó, bán tàng đầu lai nha, tương tác cho Nguyên dạo mình ơi, nhìn ổn chưa, trưa nay lên túi rất là đẹp nha, em nói toàn dòng cao cấp, cái dạ mình phải mua, nếu mà dạ mình mua rẻ phải là 300.000 dòng xịn. Không, để lại cho chị 5 set đi, cho chị bán tặng 5 set đi, tương tác cho Nguyên nha, cố gắng tương tác nha dạ mình ơi. Thằng cái này phát nè, cái mã này thì nó khác cái mã hôm qua dạ mình ơi, khác cái mã hôm qua, cái mã này còn đắt hơn mã ngày hôm qua nữa nha, ngày hôm trước nữa. Cái này khách nhà em đặt hết rồi, chắc thì phê luôn. Cái này khách đặt hết rồi nha, chị em mình lưu ý cái hàng này nó đắt hơn cả cái hàng đi 49.000 ngày hôm qua, nhưng mà cái này khách nhà Nguyên đặt hết rồi. Hello chị Hoa Quý nha, hello chị Văn Nguyễn Văn này, rồi cho Nguyên cái này, lưu ý cho Nguyên này, cái này em bán tặng thì khách đã đặt hết rồi. Em bóc lại máy set, em bóc lại máy set em bán tặng chị em mình này. Giảng vô tư, giảng thoải mái nha, cái này giảng vô tư, giảng thoải mái cho Nguyên, cái này em lên mã tặng chip cho Nguyên là được. Em chúc cái gì, 5 set không, 6 set, chia đôi là 6 set, chia đôi là 6 set, em đi chạy mình 39.000 một set, 39.000 một set 5 cái như thế này, khác cái mã ngày hôm qua, cái mã này còn đắt hơn mã ngày hôm qua là 18 gần 20.000 gì đó một set nha, nhưng mà cái này em cũng hết hàng rồi, khách bóc hết rồi, cho nguyên cái này em bán tặng luôn dạ mình luôn 39.000, em bóc lại 3 set để em bán tặng cái dạ mình mã này, ba lố là được 6 set, em bán tặng luôn kẹo mình 39.000 một set, cố gắng hỗ trợ trong xin lượt chia sẻ nha. Nha, chia sẻ mạnh tay dạ mình ơi, trời ơi, chắc nè, lên mã chip 39, chốt lên 6 set,
6 set với giá 39.000. 6 set thì là 3 bịch em bóc vô 3 bịch đấy. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã chip 39 cho Nguyên là được. Cố gắng mỗi chị em mình vô xem like nhớ thả cho ông xin lượt chia sẻ nhé. Có quần em không chị, là quần gì ta? Quần gì ta? Comment cái gì đó ta? Rồi chị nào lấy cái này lên mã chip 39 cho Nguyên là ok. Cố gắng mỗi chị lên cho ông xin lượt chia sẻ nhé. Chip cho chị. Chưa năng Nguyên sẽ lên túi luôn. Chưa năng Nguyên sẽ lên túi luôn nha. Chờ ông siêu. 5 set thôi, 5 à quên lộn, 6 set thôi nha. 6 set thôi nha. Đó, lên nhanh tay cho Nguyên nghe chị em mình ơi. 6 set thôi. Cái hàng này nó đẹp hơn cả cái hàng 49 được kia. Mới nhận áo tung đẹp quá sao ơi. Cảm ơn chị Thúy lời nha. Rồi nha, qua cái này nha, chị nào lấy cái này lên ship cho Nguyên là được. Cố gắng tương tác cái gì đây? Cái gì đây? Thôi coi như bán tặng đầu like phát nha. Coi như bán tặng đầu like từng này cái nha. Cặp hôm thứ hai mà Lê Hạnh có đơn ta? Chiếc cho chị mua vừa. Lê Hạnh áo bé tím tím á. Dạ. Áo bé tím tím á. Chiếc không có máy xét em bán tặng. Cái này em bán tặng mỗi chị một cái nữa nè. Và cái này thương thái mới lên. Thôi kệ, còn từng đại cái em bán tặng đầu lai. Cố gắng mỗi chị một vài lượt chia sẻ dùm Nguyên nha. Thứ bảy hả chị? Kiểm tra dùm Nguyên Lê Hạnh tím tím Nguyên có đơn hiện. Có đơn hiện. Em lên túi ngay đây, em nói là riêng trưa nay mà dạ mình không coi túi không tiếc. Nó xịn sò dạ mang luôn. Hàng cao cấp luôn. Đó. Cái này có cái size nhỏ nữa mà bữa nó mua cái size to uống trời là lưỡi. Uống lên nước mía 10.000 uống cả tới từ trưa tới chiều luôn. Rồi cho Nguyên cái này em bán tặng luôn chị em mình mỗi chị cái. Cố gắng mỗi chị một vài lượt chia sẻ dùng Nguyên nha. Em bán tặng luôn cho chị em mình cái này. Comment mã này lên luôn dùng Nguyên nè. 29.000 nha. Bán tặng đổi lấy lượt chia sẻ 29.000. Chị ơi để nhà em rep chị giờ chị hỏi em cũng không biết á. Để nhà em rep nhé. Lên mã tặng đen 29 chị em mình mua món tranh thủ chốt đơn ngày hôm qua xong. Nó thiệt sự xong mà kê đơn. Còn mấy chị ngày hôm qua thì ngày nay ngày mới chốt đơn nhá. Chị ơi ngày hôm qua thì ngày vô cái like gì cái đơn gì chỉ có mỗi món 19.000 và 29.000 xong ao mất tiêu nha. Còn chị nên là dễ mình mua hàng cố gắng kẹp thêm hàng để ấy chứ còn mà cứ vô 19.000 xong mất công lắm. Tặng hồng 29.000 luôn chị em mình ơi. Tặng hồng 29.000 luôn. Cái này có máy coi bán tặng đầu like á, tặng hồng 29.000. Tặng hồng 29.000, tặng lon 29 luôn. Tặng lon 29 luôn, chị nào lấy lon 29 nha. Chị em mình mua món tranh thủ chốt thêm chứ đừng có vô mua món xong ao mất tiêu đến lúc chốt đơn chẳng biết chốt cái gì luôn. Rồi nha, chị nào lấy cái này ưu tiên lên cho khách có logo người chia sẻ nhé. Lon bán tặng 29.000 luôn. Xanh 29.000 luôn. Xanh 29 nhá, chị nào lấy xanh 29 chốt xanh 29 cho Nguyên là được. Form này chị em lấy 60 ok. Những cái mã này là em tặng đầu like thôi, có mấy con tặng đầu like thôi. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên xanh 29 cho Nguyên là được nhá. Xanh Minh Hiếu 29.000 chốt mã xanh 29 cho Nguyên là được nhá. Chưa bao giờ mua hàng online mà không thất vọng như số thẻ. Nói ngược quá. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nha. Tham giờ người ta chủ yếu bán online mà, dễ gì có shop người ta bán điêu đâu. Rồi cho Nguyên con này team tặng luôn 29.000. Tặng team 29.000 luôn, chị nào ở team 29 bán tặng 29.000 nha. Những cái mã này là mã tặng đầu like á dạ mình ơi, nên là dạ mình cố gắng tương tác cho Nguyên nha. Rồi chị nào lấy cái này lên mã team 29.000 cho Nguyên là được. Chốt team 29 cho Nguyên là ok gì vậy mình ơi. Team 29 cái này nè. Cọc này là cũng một mã em bán tặng nữa. Chị Anna Lê. Em nói nè, hàng này toàn bộ hàng em lấy 69.000 nha. Bán tặng cái gì còn ít. Cái gì còn ít là em lên em bán tặng đó. Rồi cho Nguyên cái này nè. Mấy bữa nay mới thấy chị Bằng Lan tiếng vô coi like hả? Không. Anh đây không thấy. Team cho chị Hương Viên. Rồi nhanh có nè dạ mình ơi, nhanh có nha. Cái này nhanh có nha. Thử con cái chứ mấy 55 độ vì.
Cái này là mã bán tặng nhá. Cái này là mã bán tặng nha dạ mọi người. Nhìn nè. Hàng này là hàng 69 của Nguyên nhưng mà mỗi thấy con cái em bán tặng luôn. Lên túi giờ đó chị, lên túi giờ. Ê, lấy giùm chị cái ly giữ nhiệt màu vàng đó lấy. Bán tặng cho em 39.000 con nè. 55 đổ về là chị em chốt được. 39.000 con này nhá. Lên 39 cho chị Trần Thị Thanh vui. Được mấy cá mà cắt bóc hết trơn rồi chị ơi. Mai về lại nha. Còn nó là tích điện sẵn rồi, em nó rẻ lắm. Cho chị vô cái ấn đỡ đây này. Đừng có sai. Im bỏ im vô đó. Đây cái đó. Im ra, đưa vậy. Chấn lau ra đá. Đá giùm vậy đó. Không được sai nha. Em nhờ thông má. Xanh 55 á. Thì bán 39.000 gì bỏ xuống dưới rồi. Cam 39 luôn nha dì em ơi. Nhanh những cái mã này nè, phải chốt nhanh nha. Em bán tặng đó, đầu like. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nha. Nè, em chưa lên túi, mới có 11 phút mà xíu nữa nha. Xíu nữa lên view, xíu nữa rồi em lên. Trắng 39 luôn Nguyên nói nè. Cái này mà em bán không lỗ, em không bán hàng nữa luôn. Không bán lỗ là không bán hàng nữa luôn, bán tặng à. Kệ phát tới đi. 39 trắng luôn cho Nguyên nhé. 39 trắng luôn cho Nguyên nhé. Riêng áo mà có tông tàu mà có cổ. Được về được có ít nhưng mà khách bóc hết rồi. Túi Nguyên đi 169.000. 169.000 nhưng mà nó xịn rồi. Lắm, mua cá hai cá nha, dòng xịn luôn, dòng cao cấp. Chị em mình đi mua sợt là đầu 300 mấy một cái túi hết à. Rồi chị nào lấy cái nào lên hồng cho Nguyên. Cam cho chị Lưu. Hồng 39 luôn. Hồng 39, đen 39, cố gắng mỗi chị một lượt chia sẻ dùm Nguyên nhé. Đen 39, hàng này hàng 69. Hàng này là hàng 69 nha. Nhớ tương tác dùm Nguyên nghe giọng mình ơi. Mua Nguyên nói nè, mua một món tranh thủ chốt thêm để đủ đơn đi đơn nha. Chị em mình đừng vua mua một cái xong ao mất tiêu. Rồi chị nào lấy cái này. Cố gắng mỗi chị. Cái này toàn bộ là theo 55 đổ về là chị em chốt đẹp. Từ từ, túi từ từ. Em Nguyên nói là xịn lắm. 55 đổ về á chị Nguyễn Trâm Anh ơi. 55 đổ về là được nha. Rồi cho Nguyên con này đen 55 đổ về và dòng có tông tàu không phải làng khô. Hello cô Nguyễn Thu Hương nha. Rồi chị nào lấy cái này lên đen. Chốt đen cho Nguyên là được nhá. Comment đen cho Nguyên là được nha. Đen cho chị Trần thì comment đen cho là được. Có cái lon bò hút trong đó kìa em kìa. Ngồi lấy cái nó uống. Trong tủ á. Còn cho chị Nguyễn Trâm Anh. Tinh với bò hút của máy. Tinh đậm hơn. Đậm hơn à? Mình lau rồi mình uống là tinh. Ngày xưa mình xưa uống tinh. Giờ mình không uống sting nữa. Rồi đỏ luôn 39.000 nha dạ mình ơi, đỏ 39. Uống cà phê biết đúng rồi. chị về chị khen là cà phê nhà chị à. Đỏ đây chị Trần Nhượng. Chị nhum cà phê ngon đúng không? Chị về chị khen. Đấy. Thơm, đúng rồi. Bà nói nhà đi uống mấy nhà mà nhà chị với là chị Vi Tăng Thợ Vi nữa vậy. Bà khen mấy nhà cà phê ngon. Nghiện cà phê á, trên này toàn mấy người nghiện cà phê không à, không dám uống thôi. Rồi cho Nguyên cái này. Cho Nguyên con này xám, cái này dẻ mình nhanh tay nè. Quần dài cho bé em đang không? Nè, chắc nè. Trên này toàn mấy người nghiện cà phê, đợt này là em ít đó. Rồi cho Nguyên cái này. Bình thường mà Nguyên một ngày hai cửa cà phê. Trưa, tối. Rồi chị nào lấy cái này lên xám bán tặng 39.000. Bán tặng 39.000 nha. Chị nào lấy xám lên tặng 39.000. Giá này giá bán tặng, cái này em nói rồi không bán lỗ, em không bán hàng nữa luôn ấy. Đó nha, bán tặng thôi. Dạ không gom đơn ngày hôm nay chị ơi. Không gom đơn ngày hôm nay nha. Trời ơi, chắc con này 60 kg ok, bán tặng 39.000 luôn. Nha, bán tặng 39.000. Comment bác. Hiền mình con quần quật mẫu không? Có sĩ nào còn quật không? Cắt tóc cả chưa? Thế thôi ngày mai mới có hàng. Ngày mai mới có hàng. Quần gan trong cái bì vàng vàng đó. Cam bộ nam size to còn. Dạ còn xíu nữa chờ em, xíu em lên nó. Còn một cái xám nè em. Còn một cái xám nè em. Rồi đô luôn dùng Nguyên này. Đô nhá 29. Ôi lộn 39.000. À, không em không có size 90kg đâu nhà. Em không có size 90kg. Áo mang lên chưa Nguyên? Dạ từ từ chờ em, xíu em lên luôn. Đẹp hay coi đẹp ghê luôn, chờ một xíu lên luôn có mấy cái cho chị Vân Nguyễn, chờ em xíu nha.
Rồi lên luôn dùng cái này đỏ luôn dùng nguyên á. Đi chợ mình là 39.000 đỏ. 39.000 đỏ, chị nào lấy đỏ lên đỏ cho qua được 39.000 thôi tạm đó. Hai con đen này nè, hồi nãy lên đen rồi. Hồi nãy lên đen rồi. Ok, lên con áo chị mang có mấy con rồi. Có tông tàu nha, xì xò nha. Form này giảm 60 còn mang được. Dễ mang, form này rất là dễ mang. Đây này ngay trên kệ chị thấy màu hồng đó kìa. Con này cực kỳ dễ mang luôn. Đấy, đẹp đẹp đẹp. Rồi trong em cái này đen còn hai cái. Đỏ cho chị Hiếu vỏ. Còn hai cái màu đen. Hai cái màu đen em đi giảm 39.000 con này nhá, có tông tàu đẹp luôn. Hai cái màu đen, chị nào lấy đen lên đen cũng được. Cái này em có ba tông màu thôi. Nè, chữ của nó là chữ in nổi như này nè chị mình ơi. Ba tông màu nhá. Đen như chị Trần nhiều. Còn ba tông màu thôi. Ok chị. Đây chị đặng đi chiều nay gái lái. Rồi cái này em còn có mấy con, còn một cặp thôi. Lên luôn dùng nguyên cái mã này, có tông tàu xịn lạc lai như thế này nè. Thôi em mua chứ biếu gì. Em thấy là em mua chứ. Bình thường mọi khi uống nhiều là một ngày nào em cũng hình như là à, đi nguyên chai đó. Bữa nay em đang cai. Bữa nay em đang cai cà phê. Lâu lâu uống một ly thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nè. Cho nguyên cái này. Cảm ơn chị Nhung cà phê nhé. Rồi cho nguyên cái này nè. Cho nguyên cái này. Bữa nay Nguyên đang cai là lâu lâu mới làm xíu thôi. Cho nó tỉnh thôi. Rồi cho nguyên cái này. Ba tông màu, màu nâu, màu đen, màu hồng. Nâu đen hồng. Nâu đen hồng. Em đem luôn trẻ mình con này 49.000 cả. Cái này trẻ mình chốt nha. 49.000 con này chắc có tông tàu xịn. Form này 60 ok. Tay lặt như thế này. Còn ba tông màu với mã này nữa thôi. Em đem luôn trẻ mình con này giá lên trẻ 49.000 một cái. Riêng có tông tàu mà đi 49 được này. Hồng 49 cho chị Lưu Bảo Lan. Hồng 49 cho chị Nguyễn Trâm Anh. Cái màu cho Nguyên nhé. Cái màu cho Nguyên. Cái màu cho Nguyên nha trẻ mình ơi. Màu hồng, màu đen và màu nâu. Hồng đen nâu ba tông màu thôi. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nhá. Hồng đen nâu. Hồng đen nâu. Nâu cho chị 49.000. Dạ mình yên tâm chắc, yên tâm giá đi. Yên tâm chắc, yên tâm giá đi. À, từ từ chờ em xếp cái mã này. Đen cho chị Lưu Bảo Lan. Huyền, vô mã này chị Nguyệt chị chắc ở đâu ta? Chị còn màu hay không? Thấy ở dưới cái bắp treo này nè. Kiếm ơi, kiếm còn. Thôi còn màu vô. Rồi ok chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. 49.000 cái kèm màu. Màu hồng Nguyên đang mang. Màu này lên trắng da này dạ mình ơi. Màu hồng đang mang nè. À, quần sọc à. Đúng không? Mã nó đúng không? Ừ crop top đó. Không phải crop top. Cái này là form lửng thôi. Cái này là form lửng cho mấy crop top. Em cũng đi chị em 49.000 thôi. Ấy. Không ta? 49.000 luôn. 49.000 luôn. Rồi trong Nguyên con này 49.000 kèm màu. Ok. Màu hồng Nguyên đang mang. Màu nâu và màu đen, màu nào cũng đẹp hết, màu nào cũng dễ mang hết chị mình ơi. Nha, rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. Comment mã này 49.000 kèm màu luôn cho Nguyên là được. Lên 49k kèm màu cho Nguyên là ok chị em mình ơi, qua nha. Chị nào lấy cái này lên mã hồng 49 cho Nguyên là được. Nâu 49 cho Nguyên là ok và đen 49 cho Nguyên là được nhá. 49.000 một cái. 49.000 một cái nhá. Đây, cái mã này lên luôn, chị em mình chốt luôn. Em kêu 49.000. Con này phun lửng chứ không phải là cà rốt tốt đó chị em mình không. Cái nhắn này dán lửng cho mấy cà rốt tốt đó. Chị em mình lên mã lửng chung là được nha. Lửng chứ không phải là crop top. Có 4 tông màu. Có thêm màu hồng mà. Mã này là mã lửng chứ không phải là crop top nha chị em mình ơi. Crop top chị em mình mang ngắn lên trên này luôn nè. Ngắn lên trên này. Còn chị em mình mang cái phone của nó như thế này. 57 đổ về là chị em cho ok. Viền rất là đẹp. Con này chị em 49.000 một cái. Nguyên có màu nâu nè. Có màu trắng nè. Có màu bơ nè. Có màu đen. Có thêm màu hồng nữa. Chứ rút cho chị cái màu hồng luôn nha. Từ này tông màu cho cái mã 49 này thôi. 5 màu. Cái này em có 5 màu nha. Chị nào lấy cái này lên mã lửng kèm màu cho được. Đẩy cái gì ta, cái móc cho chị quên. Không ôm chị ơi. Cái này mang không ôm nhé. Cái này mang không ôm nha. Riêng cái này không phải là mang phông ôm nha chị em mình ơi. Phông nằm 57 chị nào gọn lấy 60. Rồi chị nào lấy lửng chút lửng kèm màu cho được nhé. Lên lửng kèm màu cho là ok như vậy mình ơi. Hồng Nguyên đang mang gì nhà mai Kim Anh luôn. Ok. Rồi chị em mình lên mã lửng kèm màu cho được nhé. Lên lửng cái này mang không ôm nha chị ơi. Nha. Mang vừa phom như thế này tầm khoảng 57 đổ về không ôm thì chị chỉ có lái cờ phom Boris thôi. Boris không ôm. Rồi nha chị nào lấy cái này mã lửng kèm màu. Lửng Nguyên có màu nâu, lửng Nguyên có màu trắng, đẹp toàn màu đẹp. Mấy cái này dễ mình mang nè. Em nói nè, mấy cái này mà mua mấy cái quần sung của nhà Nguyên ấy. Cho chị Vũ Minh Thư. Cái quần sung màu đen ấy. Quần sung đen ấy. Trong quần sung đen ấy. Dạ mình. Hả?
xung đen tâm á, xung đen tâm á. Mấy cái viền chị em mình mua những cái tông áo mà có cái viền đen đây nè, thì là xíu nó mít cái quần 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 xung đen lên rất là đẹp nha, ra sát rất là đẹp luôn. Này chị em mình lấy những cái tông màu mà cái viền của nó có màu, viền của nó có viền màu đen này, đây nè, trong này, tam kia, tam sáu lăm. Em nói nè, chị em mình lấy những cái tông này nè, những cái mà nó có cái viền đen xíu nông quân lên, chị em mình cái quần xung để chị em mình mix ra sát rất là đẹp. Sơ mi cà rốt tóc em không có chị ơi. Rồi nha, qua nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng em, 49.000 cái rồi. Sáng cho chị Huyền Anh. Chẳng có tông tàu. Có tông tàu nhá, không, cái này áo thôi chị. Quần xung từ từ cho em xin, cái này áo thôi. Cái này áo thôi, không phải quần nha. Đây này chị em mình ơi, thích con này. Sáng cho chị Nguyễn Kim Phương. Cạch cái quần đen lên cho mình. Cạch cái quần đen, cái cạch này cạch quần lên cho mình đấy. Kẹp quần lên cho mình đấy, còn kẹp tao hết rồi ta. Rồi nha, ai lấy cái này lên luôn dùng 49.000 kèm màu cho em. 49.000 kèm màu, em sẽ bóc cái quần này để chị em mình mít nè. Bóc cái quần này lên cho em mình mít nè. Nếu giả mình lấy những cái tông màu có cái viền mà màu đen như thế này nè, mix set này lên rất là đẹp. Đây, cứ 5-7 đổ về là chị em mình mang cái này ok luôn. Đây nè, được chưa? Được chưa? Giờ hot những cái con quần xung như thế này nè. Quần xung em sale luôn, giả mình 59.000 một cái nắp luôn. 57 đổ về là ok. Được cho chị nào mà lấy áo những cái tông màu mà nó có cái viền màu đen này, mix cái cái quần màu này vô cực đẹp luôn nha. Đó, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nha. Comment mã quần, quần thì lộng đi, dạ mình sale luôn nó 59.000 một cái. Hàng tâm dày lắm luôn ý. Xung tâm dày nha dạ mình ơi, lưu ý cho nguyên nha. Nha, quần xung này em có hai tông màu, em sale dạ mình 59.000 luôn. Màu đen và màu nâu. Đó, còn áo là 49, quần 59, dạ mình ưa màu gì chốt màu đó. Áo là 49.000, lên mã lửng 49 kèm màu. Chốt mã lửng kèm màu. Còn quần là 59.000, chị em mình chốt mã quần xung hoặc là lên mã 59.000 kèm cho nguyên cái màu là được. Quần xung này còn hai tông màu, hàng dài với chị em mình ơi. Không có phải hàng cái dòng mà vừa hàng hàng mỏng dơ lên, nhìn bên này thấy bên kia nha. Màu bơ nha chị Trần Thị Kim Thoa. Màu bơ trong phải màu vàng nha chị ơi. Riêng xung giờ em không lên, có nhưng mà không lên nhé. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Được chưa? Hai tông màu cho cái mã quần xung là màu đen và màu nâu, em sale luôn 59.000. Đó, áo này. Áo mình có màu bơ này, màu này màu bơ trong màu vàng nha, lửng bơ, lửng đen, lửng hồng, lửng trắng và lửng nâu trắng cho chị Linh Hoa. Rồi ok, qua nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng em nhé. Qua nhá, Linh Hoa này, Linh Hoa mới hả ta? Linh Hoa mới à? Lên thông tin trên live cho em phát nào, khách mới lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên live cho em nhé. Rồi chị nào lấy cái này lên lên nhanh luôn dùng em, mã lửng kèm màu cho em như vậy mình ơi. Em đi luôn trả mình 49.000 con. Quần quần em đi trả mình là quần em xem luôn trả mình 59.000 một cái. Quần sale 59.000 một cái, áo sale 49 và quần sale 59. Và đen cho chị nha, qua nha chị em mình ơi, qua nhá. Qua nhá, em lên chị em mình túi này giờ chốt nha, giờ phải chốt nha. Toàn bộ cái dòng hàng này là cái hàng chị em mình. Ủa sao ba? Tự nhiên đang live bấm gì đó. Chị Trần thì kim hoa lá trắng đen nâu đó không chị? Lửng hồng cho chị khuyên nè hả? Rồi em lên túi nha, lên nhanh nha chị em mình ơi. Cho những cái những thứ còn cái em nói nè, những đen cái hàng này cho chị Tần Đàm, lên thông tin giúp em chị ơi. Chị Đinh Hoa lên địa chỉ giúp em luôn nha. Những cái mã này về là em báo bỏ hộp luôn, bỏ hộp ra để đỡ bớt cái tiền vận chuyển. Em nói thiệt sự, cái dòng hàng này nếu mà chị em mình đi mua rơi đầu ba toàn nguyên up lên, chị em mình thấy mẫu giá không, 3-4 XS không bao giờ có giá rẻ. Những cái con túi xịn, túi cao cấp như này em về để em về đợt. Nói thật sự những cái mã này vận chuyển nó nhiều mà em thường em bán lãi ít quen rồi. Bán lãi ít quen rồi, thường là ví dụ như túi rồi người ta bán gì em phải lãi được 40-50 nghìn. Còn nguyên bán lãi ít, cái này em về lần hai lần phục vụ cho chị em mình đi đi chơi, đi hè đồ, đi chơi đồ thôi. Chứ còn em không chạy nhiều đâu, những cái này em không chạy nhiều thôi. Đợt này là săn được hàng sale nha. Em lên luôn chị em mình luôn, đồng giá luôn 169.000 cái. Nha, 169.000. Đưa cho chị những cái mã lẻ trước nè. Thứ con cái nó trước nè. Đó, đây này, đây mấy cái đây mã này trước nè. Đó. Cho chị lên cái chỗ này đi ta. Cái ghế kia đi. Cái ghế đi.
Rồi em lên nha, giờ bắt đầu lên túi nha dạ mình ơi, tương tác đây xíu em lên túi luôn. Lên túi những cái mã này có một cái em lên trước nó là bao xịn sò luôn nha. Bao xịn sò luôn nha, không chốt hơi bị phí nha. Những cái mã này là thứ con cái thôi dạ mình nè. Này chốt nhanh tay cái nào đúng con cái. Mã này có đúng con cái, dòng này xịn lắm, em nói nhận hàng về chỉ có ưng. Nguyên nó là nhận hàng về chỉ có ưng thôi nha dạ mình ơi. Dòng này toàn bộ là dòng cao cấp này dạ mình, nhìn hàng này. Trong này bao nhiêu ngăn? Cái này có một cái thôi. Em đi đồng giá hết 169.000 một cái. 169.000 một cái nha dạ mình ơi. Lên cho nguyên mã này mã 1. Em nói nhận hàng về không phải dòng hàng xịn. Da nó cực kỳ mềm nha. Em nói cực kỳ mềm, em lai nhanh thôi. Không có nhiều nha. Cái này em về có 100 túi thôi. Em về có đúng 100 túi, không có nhiều. Nói chung là cái dòng này chị em mình sẽ mua cái dòng 3 đầu 300 độ lên. 300 độ lên người ta có sale, người ta cũng sale 200 mấy nghìn một cái nha. Lưu ý cho Nguyên nè. Lên cho Nguyên mã số 1. Em đi luôn chị em mình con này, giá đi chị em mình 169.000, sale đồng giá túi luôn. Cái nào cũng 169.000 hết nha. Đây cái này có cả dây nè, chị nào lấy cái này lên mã 1 chung là được cho nó nha. Có đúng một cái nha, mã này thì đúng một cái. Quần sung cho chị Nguyễn Khánh Tiền có cả dây như thế này. Rồi ok, có một cái duy nhất, cái này có cái duy nhất thôi nha. Chị nào lấy cái này lên một rồi đúng rồi đúng không, có chút rồi đúng không, mỗi chị bông trần ok nè. Em đi đồng giá 169.000 một cái nha dạ mình ơi. Những cái mã này thứ có một cái hàng hộp nhưng mà em tách hộp nha dạ mình ơi. Trời ơi, mã một hết nha chị ơi. Lên mã này lên mã 2, comment mã này lên mã 2 cho Nguyên nè. Con cái à. Dép em còn. Em nói rồi, em nói này, dòng hàng chị em mình sẽ mua với giá là đầu 3 độ lên. Nên là đừng có hỏi cái da mềm hay là không. Em đã nói cái hàng cao cấp mà, hàng full hộp ấy. Nhưng mà tại vì em báo là đóng tách về một cái hộp, vì bình thường nếu như mà một thùng ấy, một thùng được 50 bình thường nếu không hộp là năm được 50 túi, còn cái này là nó đóng túi vô được 20-30 cái nè. Thôi tự nhiên phí tiền vận chuyển quá mà em báo bọc kỹ, bọc rất là kỹ luôn, có cái túi này rồi nè. Thôi không cần không ấy thôi, chứ còn hàng này em nói thật sự bỏ hộp em không lên đồ bán. Chị ơi chị Đinh Hoa lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên live cho em. Dòng này chị em mình mua xong chị em mình sệt lại nè, đầu 300 chỗ lên hết, da cực kỳ mềm luôn nha chị em mình ơi. Dòng xịn như thế này nè chị em mình. Rồi chị nào lấy cái này lên mã số 2 cho Nguyên là được nè. Con cái à ta. Nè. Nè, chị em mình nhìn cái bảng dây của hắn này. Lên cho Nguyên mã số 2, cái này cũng con cái thôi. Nha, mã này cũng con cái, lên mã số 2 cho Nguyên là được nhé. Comment mã 2, cái này có 2 cái, lên mã số 2 cho Nguyên là được nha. Không là áo ngực, chị nào lấy cái này lên mã 2 cho Nguyên là ok. Mã 2 cho chị. Em nói đẹp. 169 em comment lên cho chị đi, sale đồng giá 169, không phải dòng xịn sò. Quay đầu như vậy mình ơi, không phải dòng xịn sò quay đầu nha. Em nói rồi, em về một đúng một đợt thôi. Em like thật sự là em like tương tác, bán tặng kèm hàng cái dạ mình thôi. Chứ những cái này em chạy lại không nhiều nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. Like nó mệt lắm. Chị nào lấy cái này lên mã 2, có đúng 2 cái. Cái này có đúng 2 cái nhá. Chị nào lấy mã 2 lên mã 2. Em sale đồng giá 169.000 bỏ vô em. Nha, bỏ vô. Em sale đồng giá 169.000 toàn bộ là mã cao cấp hết nha. Toàn bộ là những cái mã hàng cao cấp hết nên là chị em yên tâm. Mã 2 này có 2 cái đó, chị nào lấy cái này lên mã 2, 169.000 chung là được, không mua phí. Em nói rồi, không mua là phí nhé. Rồi chị nào lấy cái này lên. Chị Sâm Nguyễn có mã 2 nha. Cái mã lẻ lẻ đẩy qua cho chị tiếp nha. Gấu này có đúng 2 cái luôn. Rồi lên cho Nguyên con này lên mã gấu chung là được. Sale 169.000 đồng giá nha. Đẹp chưa nè. Chị em mình nhìn cái con túi này, em nói da không mềm. Da không mềm, da không xịn thì đừng mua nữa nha chị em mình ơi. Nha, dòng toàn bộ là dòng xịn. Cái này em kẹp hàng cho chị em mình thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên mã gấu, có 2 cái thôi. Mỗi mã được 1 cái 2 cái thôi chị em mình ơi. Nhìn cái dây của hắn này, xịn chưa. Toàn bộ là dòng cao cấp hết. 2-3 tát như thế này nè. Đấy, 3 ngăn trong nè. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã gấu cho Nguyên có 2 con gấu. Em đi chị em mình 169.000. Em đi đồng giá 169. Chị nào lấy cái này lên gấu 169, làm chi bạo lực ghê trời. 169 trong Nguyên là được nhá. Bao chắc. Này, hàng xịn, em nói là dòng xịn nha, dạ mình yên tâm. Nha, cho Nguyên con này gấu trong Nguyên là dòng xịn, em nói dòng xịn. Em up lên là dạ mình thấy rồi. Hàng này người ta đòi toàn bán đầu 3 đầu 4 không à. Nha, chị nào lấy gấu comment gấu trong Nguyên là được nhá. Không phải cái hàng. Em nói này, giá này đúng bằng cái giá mà chị em mình đi mua cái hàng rồi là hàng xưởng ấy.
bà hàng xưởng ấy, hàng này toàn bộ là hàng Quảng Châu cao cấp, không chạy hàng xưởng ấy dạ mọi người nha. Chị nào lấy cái này da cực kỳ mềm rồi, chị nào lấy gấu, còn một con gấu à, còn một con gấu, chị nào lấy gấu comment gấu cho qua được. Cái này thứ con cá lên, những cái mã này thứ có đúng một cái vậy mình chốt nhanh tay này. Cái này em lai nhanh thôi, em chủ yếu em đi quần áo thì cái này em kẹt hàng vậy mình thôi. Ui, cái này còn á, cái này có mấy con là cái này có mấy con là lên mã này, lên mã theo Trung Nguyên đi, comment lên mã theo Trung là được nhá. 169.000 theo nha, chị nào lấy theo comment theo Trung Nguyên là được, dòng xịn nha chị em mình ơi, yên tâm da cực kỳ mềm. Chị nào lấy cái mã này lên mã theo Trung Nguyên, cái này đi còn mấy con này, mã này đẹp lắm, mã này còn được mấy con này, toàn bộ là dòng Quảng Châu cao cấp, không đi hàng xưởng nha chị em mình ơi, cái này em không đi hàng xưởng đâu, hàng vì là đẹp mà săn được hàng sale nên là em về thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên mã theo Trung là được, mã này đẹp nè, mã này đẹp quá nè. Chị nào lấy theo comment theo Trung là được nhé. Cái này có được mấy con, cái này được vài con cho mã theo nhé. Em đi trả mình 169.000 lên mã theo Trung là được nha, lên mã theo bỏ cái này vô chị, cái này như được mấy con ấy. Chị nhớ hồi nãy được 2-3 con mã theo ấy, chị nào lấy mã theo lên mã theo Trung đi. Rồi tiếp luôn, cái này ừ, cái này con cái, cái này còn con cái, người nào cũng có con cái. Rồi lên mã này, lên mã ép cho Nguyên nhé, con cái này lên mã ép cho Nguyên là được nhé, xịn sò. Cái này có kèm cả bảng dây như thế này nè chị em mình, mềm nhũng luôn. Chốt mã ép cho Nguyên có đúng một cái nha, mã này đúng một cái mã ép, chị nào lấy mã ép, chốt mã ép cho Nguyên là được, đúng một cái mã ép, chị nào lấy mã ép, chốt ép cho Nguyên ok. Chốt mã ép con hoài liếng hồ, có một ép thôi, theo chị Lưu Bảo Lan có một ép thôi. Rồi bỏ xuống này, bỏ xuống luôn. Còn bộ những cái này là còn thứ cái đây nè, đẹp, em nói đẹp lắm, nhận cái con. Ủa cái này cũng còn cái à, cái này cũng còn con cái à, lên mã số 1 cho Nguyên là được. Cái này siêu mềm, con này Nguyên nói đúng siêu mềm luôn, lên cho Nguyên mã 1 cho Nguyên là được nha dạ mình ơi, comment mã 1 siêu mềm luôn. Đây cái này cho chị Ngô Hương, Ngô Hương nhanh thế, xịn lắm, em nói xịn dạ mình yên tâm, em nói xịn sò dạ mình yên tâm. Sang những cái hàng này chị em mình đi mua cao lắm. Em mua toàn 355.000, hai cái túi trong đó 355.000 đó. 355.000 cái. Rồi lên mã số 2 XL màu trắng. Cũng con cái. Mã số 1 em mã gì thấy xuống là mã số 1, thấy con cái vậy mọi người. Rồi lên luôn dùng nguyên con nè. Cái này màu trắng, chị em mình nhớ là đi hàng Quảng Châu chứ không phải là đi hàng xưởng. Giá này bằng giá hàng xưởng chứ mày. Đi hàng Quảng Châu mà hàng Quảng Châu cao cấp hàng hộp ấy, chứ không phải là cái hàng ba cái hàng sổn đâu. Yên tâm nhận hàng về coi chắc nha. Rồi chị nào lấy cái này lên mã số 2 cho được màu trắng. Mã số 2 màu trắng nha cho chị Huỳnh Minh Phượng. Cho chị Huỳnh Minh Phượng, cái này thứ con cái. Cái này Huỳnh Minh Phượng 169.000 đồng giá cho chị Huỳnh Minh Phượng. Rồi tiếp luôn dùng lên cái này. Ê, cái này xinh chưa? Cái này xinh chưa? Hai ba cái dây, hai ba kiểu dây, trời ơi xài thêm ba cái dây trong này. Lên trong nguyên mã số 3 có con cái duy nhất, cái này có đúng một cái duy nhất, trời ơi ưa đeo kiểu dây gì chốt nha. Chị nào lấy cái này mà khách không chốt nguyên trường luôn, thiệt sự luôn, cái này mà khách không chốt nguyên trường luôn, đẹp lắm, da cực kỳ mềm như vậy mọi người, da dòng này siêu mềm. Lên mã số 3 cái này có ba cái dây là nha, lên mã số 3 cho là được có đúng một cái. Lên mã 3 chung là được, có đúng một cái mã số 3. Đúng một cái mã số 3. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Đẹp. Xịn nha, chị em mình mua hàng nhà Nguyên tin tưởng đi, em nói là dòng này là dòng toàn dòng 300 không. Dòng hàng 300 mấy nghìn. Xin này. Còn chị em mình mua hàng yên tâm. Nó không có chạy lâu lâu sang được hàng xịn mà giá như thế này, em mới về em đâu có chuyên chạy những cái này đâu. Người ta bán rất là cao. Chứ bình thường mà bán kiểu này, chạy kiểu này em biết người ta bán lại đâu người ta bán. Rồi trong nguyên con này lên mã số 4, cái này cũng con cá lên. Xịn ơi là xịn. Cái này xịn ơi là xịn, lên mã số 4. Cái này lên mã số 4, con cá duy nhất. Cái này giờ đi mùa trẻ mình đi tiệc, đi cưới rồi kìa. Đi du lịch, đi đồ, ui là trời. Rồi chị nào lấy cái này, lên luôn dùng mã số 4 con cá. Có một cái duy nhất mã 4, em nói dòng xịn hết nha. Mã 4 con cá. Mã 4 có một cái duy nhất này, chốt mã 4 đi em. Chốt mã 4 cho Nguyên. Mã 4 cho chị. Cái này thứ con cái em like trước, lên mã này là mã số 5 cho là được. Lên mã 5 bằng dạ mình đi mua cái hàng thường thường thôi, em nói thiệt sự luôn. Lên mã 5, trong này còn hai cái dây nè. Coi cá bên tay trái.
mã này còn biết mấy cái, không biết mã này nào đó, từ từ chọn xíu. Chọn xíu. Xíu nha mấy chị. Mã gấu à, mã gấu còn nè. Mã gấu còn một cái đó. Mã này mã mấy rồi? Mã 5. Mã 5 cho chị Ngân, Kim Ngân. Cho chị Kim Ngân. Cái này chị Kim Ngân, gấu kìa, gấu cho chị nào đó kìa. Gấu cho chị Trần Nhượng. Em nói thật sự lâu lâu em mới về một đợt túi thôi, phải rẻ phải đẹp em mới về nha. Chứ em không có chạy thường xuyên đâu nên là chị em mình tranh thủ. Mã 5 cho chị nha. Kim Ngân. Cái này cũng đúng một cái. Ok. Wow. Lên mã trắng cho mình được đúng một cái, da này siêu mềm, em nói dòng này da siêu mềm luôn. Hàng hàng xịn nha chị em mình yên tâm cho Nguyên nè. Một dây nè. Cái này còn cái nơ lụa như thế này nữa nè. Rồi lên mã trắng cho qua được. Trời ơi cái này chị em mình về ấy. Em sale. Trắng cho chị Thảo Vương. Ừ, nâu nâu chủ bà nè, cái này hả? Cái này hả? Cái này đúng không? Toàn dòng xịn, chị em mình mua hàng nha Nguyên yên tâm đi. Nó hàng xịn chị em mình cứ yên tâm đặt thôi. Hàng này chị em mình đi mua đầu ba, hàng đầu ba chị em mình so sánh cái chắc. Chứ nhiều khi là sale đầu trăm mấy chị em mình lại nghĩ là chỉ mua được hàng xưởng, không có nha. Hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Cái này lên mã hoa, cái này nhìn còn đâu. Lên mã hoa cho Nguyên cái bản dây cái này nè. Chị em mình nhìn hàng cho Nguyên. Chiếc điều hòa hả? Thế? Chiếc điều hòa chị em mình đặt lên trên bài viết giùm em đi. Cũng không trọng màu mà. Rồi lên mã hoa cho Nguyên cái này con cái. Cầm em mã hoa cho Nguyên được nhá. Hoa này đang có một cái, chị nào lấy hoa lên hoa cho được. Em nói là xịn lắm luôn nha, chốt mã hoa cho Nguyên được nhá. Comment lên hoa cho Nguyên là ok, có một cái. Những cái có một cái em lên trước. Hoa cho chị Sương Thái. Cũng có, ở đâu? Ở đâu? Rồi, xíu nữa có hoa Nguyên chừa. Ôi, nhiều mã đẹp lắm. Đây, cái màu này được không? Hoa kem này được không này? Cái trắng vừa rồi khách chốt rồi Hằng ơi. Nguyên like nhanh thôi nha, xịn lắm. Chiếu điều hòa tùy kích thước chị ơi. Rồi lên mã này, lên mã hoa kem cho Nguyên là được như vậy mình ơi. Comment lên mã hoa kem cho Nguyên là ok. Xịn nha, hoa kem này có hai cái này. Nè, toàn bộ là hàng Quảng Châu cao cấp hết. Cho Nguyên cái này, lên mã hoa kem cho Nguyên là được. Cái này mình sẽ mình order về cao đó. Order về đầu 4. Đấy. Tiêu cho tôi hết rồi, chốt đi. Mét 6 là 259.000. Mét 6 là 259. Chị em mình nhìn cái bản dây của hắn này, đẹp cực kỳ luôn, lên mã hoa kem cho Nguyên là được. Nhìn nè, xịn xò lắm luôn. Chốt mã hoa kem, có hai cái hoa kem nha, hai cái hoa kem, lên mã hoa kem cho Nguyên là được. Hoa kem cứ nhận hàng, con hàng về đi chị em mình. Hoa kem, hoa kem cho bên hàng Tràng luôn nè. Bên hàng Tràng luôn nè. Xịn ơi là xịn luôn. Xịn ơi là xịn nha. Còn một hoa kem nữa nè. Còn một cái hoa kem nữa nè. Rồi lấy mã trà cho Nguyên là được. Trà đen. Để kiểm tra em ấy, phải trà đen không? Hoa trà màu đen. Yêu. Hả? Hoa trà đi chị em mình, lên mã trà cho được. Đẩy mẫu qua cho chị cái em. Đẩy qua phía này giùm chị cái. Lên mã trà cho Nguyên là được nhé. Tạm thì thấy một cái, phải không? Hai cái à? Hai cái, lên mã trà màu đen chị em mình nói. Ôi trời đẹp quá chị em mình nói. Cái này ba ngăn nha. Cái này ba ngăn. Ba cái à, mở ra kiểm tra phải không? Nè, đẹp chưa? Cái này đẹp quá nè. Rồi lên mã trà cho Nguyên là được, xịn xò nha. Này chị em mình về cả dây vô. 169.000 một cái, chị em mình yên tâm đi. Toàn bộ là hàng cao cấp hết á. Chứ không phải ba hàng xưởng đâu. Cái này không phải hàng xưởng nha. Hàng Quảng Châu cao cấp. Cái này chị em mình đi mua mà cái chỗ người ta chuyên túi đâu cao lắm. Có giá rẻ như này đâu. Rồi chị nào lấy trà comment trà cho Nguyên được. Kiểu gì cũng mua cả hai cái để dành mà dùng nha chị em mình ơi. Khi mà săn được cái lô rẻ như thế này chị em mình tranh thủ chốt. Rồi lên trà cho Nguyên nhé. Khi mà săn được cái lô rẻ này Nguyên, chị em mình thấy mấy khi Nguyên lai túi đâu. Trà ít chị lắm. Tăng Nguyễn. Ít lắm, lai nó mệt. Hàng người ta bán lãi thiệt là nhiều. 40-50 nghìn cái túi đi chứ còn Nguyên lại ít nên lai nó tốn thời gian lắm. Mà tiền vận chuyển nó nhiều quá. Trà cho chị Hải Văn Nguyễn Thị. Trời ơi, đẹp lắm. Mê luôn, em nói nhận hàng cái con túi này. Tiền mềm nhũn ra luôn. Hết trà rồi đúng không? Hết trà rồi. Hết trà rồi nhá. Cái này đây đang. Rồi lên mã nào.
lên mã này lên luôn dùng đi. Cái này có 5 cá hả? Đấy. 5 cá. 5 cá. 5 cá, mã này có 5 cá. Rồi lên mã này. Comment mã M cho Nguyên là được nha dạ mọi người. Nhìn trong của hắn này. Xịn ôi là xịn. Này. Rồi lên mã M, cái này mà chạy mình đi chơi, đi tiệc, đi cưới đồ đều đẹp hết. Lúc cần em nói thiệt sự. Đi mua mấy trăm nghìn. Nha, rồi lên mã M cho Nguyên là được nha. Nguyên mấy khi em đi túi. Em lai sang dạ mình thôi. Lao lao sang được cái hàng này gọi là hàng xịn mà. Giá em mới đi dạ mình thôi. Này dạ mình nhìn này. Lên mã M cho Nguyên là được nha. Comment mã M cho Nguyên là ok những con túi này. Chốt mã M cho Nguyên là được nha dạ mình ơi. Comment mã M nha. Lên luôn dạ mình là 169.000 cho mã M. Comment M cho Nguyên là được. Không có nhiều như dạ mình ơi. Toàn bộ là dòng hàng xịn. Nên là dạ mình yên tâm. Chị ơi lên địa chỉ lấy số điện thoại luôn trên live cho em nha. Cũ à. Mua hàng kèm địa chỉ ca số điện thoại hết trên live cho em nhé. Rồi chị em mình lên mã M cho Nguyên là được. Lên mã M em like nhanh thôi. Mời cho chị mẫu đơn hoa. Cái này em like nhanh thôi. Like nhanh để còn like quần áo nhé. Còn em chủ đạo vẫn là quần áo chứ còn cái này em xem thôi. Em xem sang được cái lô xịn lô rẻ em mới đi chị mình à. Em mới like em mới về thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên mã số. Chốt mã số 5 cho Nguyên. Ok chị nào lấy mã M comment mã M. Lên mã số 5 cho Nguyên là được. Đây. À và hiện tiêu mã này nữa. Chốt luôn nè. Lên mã số 5 cho Nguyên này dạ mình ơi. Comment mã này lên mã số 5 cho Nguyên là được. Ở trong của nó này dạ mình nè. Dây nè. Nơ nè. Cái này về chị em mình tự về tự thắt vô nhé. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn cho Nguyên nhé. Nè. Cưng chưa. Lên cho Nguyên cái này lên mã số 5 cho Nguyên là được. Cái mã này cưng quá nè. Mã này cưng quá nè dạ mình ơi. Lên mã số 5 cho Nguyên là ok nha. Chốt mã số 5 cho Nguyên là được. Mời cho chị Phan Thu. Comment mã số 5 cho Nguyên là ok về chị mình tự thắt nơ. Nè, comment mã số 5 có kèm dây to như thế này nữa. Chốt mã số 5 cho Nguyên là được nhá. Ưa thì sách thì để như thế này, còn không ưa mang thì mang cái này, đeo cái này vô. 5 nha. Chị nào lấy cái này lên mã số 5 cho Nguyên là được. Chốt mã số 5 cho Nguyên là ok dạ mình luôn. 5 cho chị Hồng Sa. Đấy. Đẹp lắm, em nói đẹp lắm luôn ấy. Lên mã 5 cho Nguyên là được nha dạ mình ơi. Cái này sang quá nè. Cái này về chị em tự thắt dây thắt nơ gì đó. Cho chị Nguyễn Kim Vương. Thắt dây thắt nơ gì đó cho nó đẹp nha. Đó, chị nào lấy cái này lên mã 5 cho Nguyên là ok nha. Còn một cái mã 5 nè em. Còn một cái mã 5. Sâu lắm, toàn bộ là hàng Quảng Châu cao cấp nha dạ mình ơi. Toàn bộ là hàng Quảng Châu cao cấp. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 5 cho Nguyên là được. Nha, chút mã 5. Em lâu lâu mới về một đợt túi thôi. Bán mấy cái này vận chuyển nó nhiều lắm. Ta bán lãi nhiều chứ còn Nguyên bán lãi ít này bán này mất công. Rồi chị nào lấy cái này lên mã số 9 cho Nguyên là được. Tiếp mã này lên mã 9 cho Nguyên. Chủ yếu là túi hộp như vậy mà thôi. Dễ mang. Cực kỳ dễ mang luôn. Rồi. Lên mã số 9 cho Nguyên. Cái này up lệch khách hỏi quá là nhiều cái mã này nè. À, đúng cái mã này nè. Ok cô. Đúng cái mã này người ta đi 360.000 nè. Đúng cái mã này người ta đi 360.000 nè. Rồi nhá, có sen trong này chị ơi. Rồi cho Nguyên con này lên mã số 9 cho Nguyên đi. Chốt mã 9 cho Nguyên là được nhá. Comment lên mã 9 cho Nguyên là ok. Nha, chốt mã 9 cho Nguyên là được nha dạ mọi người. Nên hả? Cái gì? Ok mà. Rồi cho Nguyên con này lên mã 9 cho Nguyên là được nhá. Đẹp lắm chị em mình ơi. Bỏ qua cái like này thì phí lắm luôn. 169.000 cho mã số 9. Chị nào lấy mã số 9, comment mã số 9 cho Nguyên là được nhé. Lên mã 9 cho Nguyên là ok nè. Mã này khách hỏi nhiều lắm nè. Vì giá của nó là đầu ba rồi. Trắng à. Trắng là như còn có hoa trà màu trắng vậy. Được cho chị nào lấy cái này lên mã số 9 cho Nguyên là ok. Nha, chốt mã 9 cho Nguyên là được nha dạ mọi người. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Này về chị em mình gọi lên mã 9 cho Nguyên là được. Comment mã 9 khách mới lên địa chỉ lên số điện thoại hết trên live cho em nhé. Comment mã 9 cho Nguyên là ok dạ mọi người. Comment lên mã 9. 169.000 có ghim cái giá đó chị. 169.000 một cái nha. Rồi chị nào lấy mã 9, comment mã 9 lên luôn dùng Nguyên nhé. Chốt mã 9 cho Nguyên là được. Mỗi mã được có vài cái à. Đây chị em mình tranh thủ. Cái này chị em mình lúc cần mua đi. Lúc cần đi mua cao lắm. Đi mua 300-400.000 cái túi à. Chứ làm gì có giá rẻ. Hàng Quảng Châu mà. Hàng này không có giá rẻ đâu chị em mình nhìn cái dây nó cũng xịn sò. Rồi bỏ cái này vô cho chị đi. Rồi lên mã 9 cho Nguyên là được. Comment mã 9 cho Nguyên là được. Rồi lên mã này lên mã số 8 cho Nguyên.
Đây, một kem gấu kem đi. Dạ mình nên đúng mã gấu kem cho là được. Lên mã gấu kem, like nhanh thôi, em còn like quần áo. Nó đẹp lắm, vậy mình tranh thủ chốt lên mã gấu kem cho là được nè. Comment lên mã gấu kem chưa thấy cái mã này. Mã này Duyên lấy mấy cái nè. Mã này là mã D. Cái này là mã D nè. Em thấy lò trai chưa? Rồi cho nguyên con này lên mã gấu kem cho là được nhá, màu kem. Màu này là màu kem nha dạ mình ơi, trong màu màu trắng nha. Cho nguyên con này lên mã gấu kem cho được, cái này 3 ngăn. Em đi trả mình 169.000 toàn bộ là dòng xịn sò, dòng cao cấp hết. Cho nguyên con này lên gấu kem, có mấy con thôi. Mã này có 3 con phải. Mã này còn 4 con. Mã này có 4 con nhé, chị em mình lên mã gấu kem cho là được nè. Xịn quá à. Xịn quá à, chị em mình ơi, mềm lắm, da nó rất là mềm. Cho nguyên mã gấu kem cho là được. Đẹp. Nguyên 3 cái. Gấu kem cho chị Sương Thái. Cũng biết làm chi nhưng mà ghiền quá là để lại thôi. 3 cái rồi. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên mã gấu kem cho Nguyên là được. Chị em mình sách cũng được. Đây cái bản da, bản da to. Rồi chị nào lấy cái này lên mã gấu kem cho được nhá. 169.000 cho mã gấu kem. Chúc nhanh tay mã gấu kem cho là được như vậy mọi người. Bao đẹp luôn. Bao đẹp luôn. Ghép em còn lẻ tẻ thôi chứ mấy. Rồi nha, qua nhá, chị nào lấy cái này lên mã gấu kem cho là được nha. Comment mã gấu kem, gấu kem. Chị ơi, em nói toàn bộ là hàng Quảng Châu cao cấp. Em đã nói hàng toàn 300 mấy, 400 mấy nghìn, không phải là dòng hàng rẻ. Lưu ý dùng Nguyên nha, Nguyên không có nói deal đâu. Hàng này toàn hàng Quảng Châu cao cấp hết. Hàng đóng từ bên kia về mà. Đó, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. Chứ không phải là hàng xưởng lên đâu. Hàng xưởng lên thì nói làm gì. Lâu lâu mới săn được những cái mã này. Nếu như mà bình thường đi cái hàng mấy trăm, 300-400 bình thường chị em mình đi mua chỗ khác mua cũng được. Còn hàng này là đã săn được hàng sale. Được 100 cái thôi. Săn được hàng sale gì em mình ơi. Săn được 100 cái thôi em mới về ấy. Chứ không thôi. Để chị em mình mua những cái chỗ khác người ta vẫn bán 300-400 cái người ta vẫn đi đầy nha. Rồi nhưng mà giá này em rất là ít. Riêng giá này thì rất là ít. Em nói riêng giá hàng sale rất là ít nha. Đó, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Toàn bộ là hàng Quảng Châu cao cấp hết á. Rồi cho nguyên con này lên mã. Ủa, cái này có 2 cái thôi. Cái này có 2 cái thôi. À, mã này hồi nãy có rồi. Mã này như hồi nãy phải có mà mã này khác đúng không? Này chị em mình ơi, lên mã 2. Chốt mã 20 cho Nguyên là ok. Cái này có đúng 2 cái. Chốt mã 20 nhé. Ui, cái này có cả dây lụa này. 2 dây nhé. Mã này lên mã 20 cho Nguyên là được. Cái này có đúng 2 cái nha chị em mình ơi. Comment lên mã 20 cho Nguyên là ok. Riêng mã này có đúng 2 cái. 169.000 thì chị em mình ơi, không mua thì phí lắm luôn ấy. Chứ bình thường nếu mà để chị em mình đi mua mấy trăm nghìn thì đi ra ngò mua đầy, 300-400 nghìn thì ra ngò mua đầy. Nhưng mà cái giá này hơi bị hiếm nè. Cái giá này hơi bị hiếm nè. Toàn hàng Quảng Châu cao cấp thôi. Cái này 2 bản dây. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 20 có 2 con. Mã này có đúng 2 con cho mã 20 nhé. Chị mình lên mã 20 cho Nguyên là được nha. Lên mã 20 có đúng 2 con. Còn mấy mã nên là em hết à. Cái này không có nhiều đâu. Em lại về theo đợt. Năm có khi về đợt túi. Về đợt túi thôi. Lai sen như vậy mình thôi. Không có về nhiều. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã 20 chung là ok. Comment mã 20 chung là được. Chốt mã 20 chung là được nhé. Cho chị mã số 1 trong này nè. Mã số 1 đẹp lắm. Cho chị mã số 1 đi. Rồi lên mã 1 chung là được. Cái mã D nó chưa lòi ra rồi ta. Mã D nó cũng mấy cái chứ mấy. Rồi cho nguyên con này nè. Comment mã này lên mã 1. Hả? Chốt mã này lên mã 1 chung là được. Cái gì mà nó đẹp lắm. Cái màu này đẹp. Màu này đẹp nè. Comment lên mã 1 cho Nguyên là được. Sách cũng được mà chị em mình có cái dây đeo như thế này luôn nè. Đó, được chưa? Lên mã 1 luôn cho Nguyên là ok nhá. Được chưa? Đi 169.000 một em thôi. Nên là tranh thủ chốt. Chốt mã 1 cho Nguyên là ok nè chị em mình này. Comment 1 cho Nguyên là được nha. Lên 1 cho Nguyên nha. Ôi cái màu này. Màu này nhẹ nhẹ chị em mình nhìn cái bảng dây này. Nó xịn ơi là xịn. Chứ không phải ba cái hàng sổng sổng đâu. Rồi chốt 1 lên luôn dùng Nguyên là được nha chị em mình ơi. Comment mã 1 cho Nguyên là ok nhá. Này, đẹp quá à. Chị em mình sách cũng được. Cái dây này chị em mình chỉnh được. Đục thêm dây cũng được. Rồi chị nào lấy cái này. Comment mã 1 cho Nguyên là ok nhá. Chốt mã 1 cho Nguyên là được. Đẹp lắm. Ở trong của nó này chị em mình ơi. Mua cái để dành mà. Đi đâu mà mang. Toàn bộ là hàng Quảng Châu cao cấp hết. Chứ không phải là hàng sổng sổng đâu. Không phải là hàng xưởng đâu. Nha, không phải là hàng xưởng. Da nó rất là mềm. Hàng Quảng Châu cao cấp hết nha chị em mình ơi. Tại vì chị biết không? Dạ mình biết không? Em về dép trước.
em về dép trước, ngày hôm bữa về dép trước mà em thấy một thùng đóng rất được rất như dép như thế này nè, em thấy nó phí tiền vận chuyển quá. Đóng được rất là ít cái dép trong này, một cái hộp này nè, tốn diện tích quá nên là thôi em báo là một cái chị Út Mai, em báo là bóc hộp ra bỏ túi này, bỏ túi này, bóc hộp ra bỏ túi này vô cho Nguyên thì nó đỡ tiền vận chuyển. Cái này xuống phải gần 10.000 cái, xuống tiền vận chuyển hơn 10.000 nè, gần 10.000 cái đó. Đó, được chưa? Chị nào lấy cái này lên mã 1 trong em là được nhé. Mã 1 169.000. Em nói là toàn bộ dòng hàng cao cấp nên là chị mình yên tâm nha, toàn bộ là dòng hàng cao cấp hết á, không phải là ba cái hàng sổng sổng đâu. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 1 trong em là được nhé. Comment lên mã 1 trong em là ok, chị nào lấy 1 chút 1 trong em là được nhé. Comment lên 1 nha, 1 169.000 một cái nha chị em ơi. 169.000 một cái, bao xịn sò, hàng hộp hết á. Chị em mình lại tưởng hàng hàng xưởng à, rẻ quá chị em mình lại tưởng hàng xưởng à. Em nói là cái này là sang được hàng sale có chị. Em nói chị em mình nghe cái hàng đầu một chị em mình lại tưởng hàng xưởng, không phải nha. Hàng này toàn bộ là hàng Quảng Châu cao cấp đó nha chị Út Mai ơi. Ok chị Phạm Phượng có, chị Minh Hiền em còn nhé. Rồi nha, chị nào lấy mã 1, chút mã 1 chúng ta là được. 169.000 một cái như thế này, không chốt thì phí chưa. Rồi nha, lên mã 1 chúng ta là được. Comment mã 1 chúng ta là ok. Comment mã 1 169 chúng ta là ok nhé. Rồi tiếp luôn dùng đi. Cái này thì con cái này. Cái này mỗi thứ con cái nè. Cái mã này mỗi thứ con cái rồi nè. Ok chị Bi Lý. Cái này mỗi thứ con cá thôi dạ mình nè. Này có cả hai bản dây dạ mình ơi. Hai bản dây đeo kiểu gì cũng được trong này nhé. Ui trong này cũng phải ba túi nữa nè. Trong này 3 ngăn nè, 1 ngăn nè, 2 ngăn, 3, 4 ngăn luôn, nhỏ nhỏ như thế này mà 4 ngăn luôn. Đó, cái này thì dạ mình đi chơi nhẹ 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 đều đẹp. Rồi cho nguyên con này lên mã mấy ta? Mã này có 1 cái duy nhất. Mã này có 1 cái duy nhất. Lên mã 10 cho nguyên đi, có 1 cái chứ mà. Nha, cái này đúng một cái duy nhất. Chị nào lấy cái này lên mã số 10 cho Nguyên là ok nè chị mình này. Lên mã 10 cho Nguyên là ok nhá. Giờ đi những cái kiểu như thế này nhiều nè chị mình ơi. Chị nào lấy cái này lên mã 10 có đúng một cái. 10 có đúng một cái. Ở trong này từng này mà ha, 4 ngăn trong này. Hai kéo nha. Rồi nha, lên mã 10 ok chị Khai, Nguyễn Thị Khai. Rồi cho Nguyên con này lên mã 11 có hai con luôn. Chốt mã 11 có hai con luôn nha, trẻ mình lên mã 11 có đúng hai con nha, đẹp xịn lắm chị em ơi. Cái mã D nó đâu ra ta, còn mấy cái nó như chị Duyên lấy cái rồi, phải Duyên lấy cái rồi. Rồi lên mã 12 cho 11 chung là ok, cái này có hai cái. Chốt mã 11 chung là ok. Ở trong này có tặng 4 ngăn nha dạ mình ơi. Cái này có tặng 4 ngăn nhá, xịn so lắm, toàn bộ là hàng Quảng Châu. Mà trẻ mình mua cái này ngang như giá hàng xưởng rồi, giá này giá hàng xưởng thôi. Thôi nhá, chị nào lấy cái này lên mã 10 11 cho Nguyên là ok. Đây mã 11 nè. Đây mã 11. Cái này thứ con cá cá à ta? Phải không? Cái này thứ con cá à? Cái này nãy nhớ chị có lên rồi đúng không? Cái này lên mã 10 còn có một cái siêu mềm luôn. Mã 11 cho chị Linh Đặng. Lên mã 10 có một cái thôi nha dạ mình ơi, xịn lắm. Comment lên mã 10 cho Nguyên là ok. Chị nào lấy mã 10 chúc mã 10 cho Nguyên là được nhá. Cái này có một cái thôi. Da siêu mềm. Da siêu mềm luôn, có một cái mã M, chị nào lấy mã M comment M trong là được nha. Lên mã M. Có một cái duy nhất mã M nha. Trong nó cùng một mã đó em. Ủa bỏ chung vô trong đó hả? Cái này chị Tuyết Ngô. Cái này chị Tuyết Ngô một cái dây. Dây của nó xịn sò lắm luôn nè. Cầm cái con túi nó sướng rồi con cá. Mã này con cá đó. Ủa cái mã D nó đâu ta? Mã D, mã D, mã D. Cái mã quay rồi quay chị. Mã quay bên này. Cái này xịn lắm. Quay màu nhạt, cái này đang có 2 cái. Quay màu nhạt, cái này đang có 2 cái. Em có ghi cái giá kìa. Chào ơi. Này. Này. Cái này người ta like cao lắm chị em mình ơi, mấy trăm nghìn cái túi này không có giá rẻ. Rồi lên màu quay màu nhạt cho Nguyên có 2 cái thôi. Quay màu nhạt nhé, chị em mình lên mã quay màu nhạt. Cái này cưng nè, đó cái khóa của nó nè, cái này đẹp quá. Lên mã quay màu nhạt có hai cái và màu đậm có ba cái.
nha. Chị nào lấy cái này lên mã quay chung là được nhé. Quay màu nhạt, đây có hai cái thôi. Dạ, chị Lê thì Ánh Nguyệt và chị Ngô thì Chanh. Có hai cái, bỏ cái dây luôn. Rồi quay màu đậm cho em. Đó, cái nớ với cái nớ thôi em. Rồi lên quay màu đậm chung là được nhé. Quay màu nhạt em hết rồi. Quay nhạt hết rồi nhé. Cái này dễ mình đi mua cao, không có giá rẻ như thế này đâu chị Đồng ơi. Này, này, nhìn nè. Nha, rồi chị nào lấy cái này lên mã quay đậm cho được. Quay đậm nhé, quay đậm có ba cái. Hết nhạt rồi, chuyển qua màu đậm dùng em nhé. Chuyển qua màu đậm trong em nhé. Toàn bộ là hàng Quảng Châu cao cấp hết chị ạ Phần ơi. Chứ không phải là hàng ấy đâu. Màu đậm trong em nhé. Chị nào lấy quay màu đậm comment quay đậm cho được. Đậm kia. Đậm có 3 cái. Chị em mình quay đậm. Màu nhạt em hết đậm rồi. Đậm cho chị Thu Hương. Có 3 cái màu. 3 cái màu đậm thôi. Đậm cho chị Lệ Xuân Trần. Còn một cái màu đậm nữa là nguyên hết. Còn một màu đậm nữa là nguyên hết nhá. Mềm lắm. Này chị em mình nhìn cái ấy của hắn. Trang đẹp lắm. Hàng này Nguyên đi mua 355.000. Nguyên nói thiệt sự mua trơn thôi chứ không phải chữ này đâu. Mua 355.000. Cái này bọc cái túi ở trong rồi đã bỏ cái bao này rồi. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên quay. Ủa cái mã D này ở đâu ta? À, em tìm ra cho chị cái mã D với. Cái mã D á, tìm cho chị cái. Hồi nãy em bỏ. Mã như đây nè, có nữa. Em coi trong chị trong thùng còn không? Ở đó đấy có đây. À, cái nào nãy có rồi nè. Lên mã theo. Nha, chốt mã theo. Mã này lúc nãy có rồi nè. Comment lên theo cho Nguyên là được nha vợ mình ơi. 169.000 cho mã theo, chị em mình lên mã theo cho Nguyên là được nhé. Đẹp dữ này. Không sao thì phí. Cho Nguyên con này lên theo cho Nguyên là được nha. Chốt mã theo cho Nguyên nhé. Đó, chị nào lấy mã theo lên theo cho là được. 100 xịn sò lắm chị bự rồi. 169.000 đúng xịn sò luôn. Theo chị Ngân Nguyễn. Rồi chị em mình lên theo nhé. Theo ấy, comment theo cho Nguyên nha. Lên theo cho Nguyên là ok. Nha, chốt theo. Cái này có mấy cái đây em? Cái này chị mới bỏ bì xuống. Cái này có 4 cái. Cái này có 4 cái. Lên mã theo. Chị em mình đi làm đi chơi cũng được mấy con này luôn. Nhẹ nhàng lịch sự. Đó, nhẹ nhàng lịch sự đơn giản như thế này thôi. Rồi chị nào lấy theo lên theo cho được. Này. 1 2 3. Này chị em mình rất khó kéo nó xịn sò. Theo cho chị Nguyễn Phan Hà Kim. Theo có 4 cái theo. Có 4 cái theo à. Sao hết mã rồi chị em mình, hết mã rồi đó. Hết mã rồi đó. Đó Trúc Nguyễn Nguyễn. Sao hết mã rồi đó. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên theo cho Nguyên hết rồi đúng không? Chưa. Hết rồi em. Bên nâu à. Cái này bà Duyên thì bà lấy cái này. Bà Duyên sáng rồi gọi cái này. Cái mã đằng sau á. Cái mã đằng sau á. Đẹp chưa? Lên mã đê nâu chung là được. Đê nâu, cái này coi mấy cái em. Hai cái à? Trời ơi. Cái này thì bị viêm bợ rồi nè. Hả? Có cái dài, cái bạn dài này cưng quá nè. Thế còn mấy cái? Còn hai cái à? Cái dài này cưng chưa nè. Rồi lên mã này là mã đê nâu chung là được. Đê nâu với đê đen. Đê này có hai tông màu, màu đen và màu nâu nha. Mã này cưng quá nè chị em mình ơi. Chị Trần Nhường lấy mã quay đậm hay đăng chị? Đi chậm hay sao? Đê nâu và đê đen, hai tông màu, đẹp quá. Đê nâu và đê đen nha. Đê đen cho chị Diệu Thanh. Cái này cái dây nó đẹp quá nè. Này cái dây nó đẹp quá à. Nè, sang chảnh chưa? Đê kèm màu. Lên mã đê kèm màu. Em nói là da siêu mềm luôn. Cái này da siêu mềm luôn. Màu nâu. Còn cái màu đen trên này nữa hết nè. Vô. Còn một cái màu đen trên này nữa là hết nè. Đẹp quá à. Nâu cho chị Thùy Ngân. Rồi chị nào lấy cái này lên mã D. D đen và nâu. Ôi lộn. Chị Trại Cá Trường Xuân. D đen và D nâu. Đẹp. Mang đi chơi, mang đi làm gì cũng được hết chị em mình ơi. Nha. Mềm, da cực kỳ mềm. Cái này toàn bộ may theo xung quanh như thế này. Toàn nâu bộ này hoặc theo xung quanh. Còn đen à? Còn một cái đen hả em? Còn một cái màu đen đó chị em mình ơi. Còn một em màu đen nha.
Đê đen cho chị Dương Võ. Cái này có hai cái là một trắng một đen. Cái này có hai cái, một trắng và một đen, lên mã số 2 cho em. Một cái màu nâu và một cái màu trắng chứ lộn. Cái này một cái màu nâu và một cái màu trắng. Mã đen hết luôn nhé. Cái này có một cái màu nâu, một cái màu trắng thôi. Lên mã 2, một cái màu nâu và một cái màu trắng. Chốt mã 2 cho em nhé. Đẹp chưa? Rồi chị nào lấy cái này lên mã 2 nâu này. Đẹp vậy, cái này đẹp đấy. Nhiều ngăn nữa. Cái nâu cho chị Đặng Lina. Còn đây, cái này chị Đặng Lina rồi. Có cái chứ. Còn màu trắng, mã 2 còn màu trắng. Mã 2 đang còn màu trắng thôi chị ơi. Mã 2 đang còn màu trắng thôi. Nha, mã 2. Trắng cho chị Tú Nguyễn. Một kem màu sữa ấy, màu sữa sữa cho mấy màu trắng. Màu sữa sữa đẹp này. Rồi, tiếp tục luôn dùng nguyên trong thùng nó còn mãi gì đây. Rồi tiếp tục. Cái này còn con cá này. Cái này còn con cá này. Giờ tới còn con cá thôi. Trà đen. Trà đen, chị em mình lên mã trà đen vô được còn con cá. Lên mã trà đen, em kiểm tra cho chị cái mã số 6 rồi còn. Ông hồi kia còn mã số 6 không? Ok con. Hết rồi. Cái hoa trà này cũng quay nữa dạ mình nè. Cái hoa trà này cũng quay. Cái hoa trà này cũng quay nè. Con cá. Rồi tiếp tục. Mã này còn cái. À đây nè em. Cái mã hồi nãy á. Cái mã hồi nãy con cái màu kem nè. Màu kem màu trắng vậy nè. Mã số 2 á. Mã số 2 á. Mã số 2 mới hồi nãy chị nào chưa có nè. Tìm mỹ trên vỏ nè. Đó. Đó đấy. Nó đấy, ừ đây đây. Đây, cái này là sót á, sót. Chưa đánh mã. Ở đây chị đi. Nữ trên vỏ. Rồi lên trà màu kem kem nha dạ mình ơi. Lên trà màu kem kem. Chị nào lấy trà kem thêm rửa luôn cái này nhé. Kiểu gì dạ mình đều rửa ra đi chị. Đúng không? Lên mã trà kem có 1 cái. Comment mã trà kem có 1 cái nha. Chị nào lấy trà kem bản dây to như thế này nè dạ mình ơi. Lên mã trà kem cho là được đúng 1 cái nha, chốt mã trà kem cho là được một cái thôi nha chị em mình. Chốt chuẩn giùm em nha, tại vì thứ có một cái chốt là chốt chuẩn luôn giùm em nhé. Nè đẹp chưa, nhìn cái túi nè cực kỳ mềm luôn, da cực kỳ mềm luôn, đẹp. Ok hết trà kem, hết trà kem rồi nha. Cái này cũng còn cá, đẩy qua chị những giờ mẫu nào cũng còn con cá thôi chị em mình ơi. Lên mã M đi, M này có một cái duy nhất, còn một cái duy nhất. Comment mã M chung là được. Dây nữa của cái trà kem ấy. Dây nữa của trà kem đây. Hết trà kem rồi mấy chị ơi. Lên mã M. Em đi giá rẻ quá chị ạ, mình lại tưởng là đi hàng xưởng đây nè. Thiệt sự luôn ý. Tưởng là đi hàng sổn sổn luôn ý. Nha, cái hàng này là săn được hàng sale. Nghe rõ là dùng là săn được hàng sale. M này chị Đặng Lina. Ra bờ bốn bốn cho trời ước chi giờ hồi này lựa mình đam mê túi sách. Rồi lên luôn dùng nguyên con này, lên mã 3, chốt mã này lên mã 3 cho ngon là được. Ê mã này cũng đẹp nè, mã này hồi nãy nhiều chị không có nè, mã hoa này từ đầu nè. Chứ lên nè, lên mã 3 cho ngon là được nha dạ mọi người. Mã này từ đầu như chị chốt không có nè. Comment mã này lên mã 3 cho Nguyên là được nha. Đẹp chưa? Chốt mã 3, toàn bộ cái form này dễ mang lắm. Chị mình mang đi làm cũng được. Dùng đi làm cũng được, đi chơi cũng được. Đi tiệc, đi cưới ok luôn. Đó, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Comment mã này lên mã 3 cho Nguyên là được. Còn vài cái nữa là Nguyên hết luôn. Nha, chốt lên mã này lên mã 3 cho Nguyên là ok. Đẹp, toàn bộ bản dây to như thế này. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 3 cho Nguyên là được. Chị Út Kim. Comment mã 3 cho Nguyên là ok. Chốt mã 3 cho Nguyên là được nha.
Comment lên 3 nha chị ông mình ơi. 3 cho chị Hằng Lê. 4 chút lên mã này lên mã 4. Comment còn mấy mã nữa em hết thôi. Rồi cho nguyên con này nhé. Cái này cưng thế. Giống dạng túi trống, giống túi trống á. Cái này lên mã 4 chung em là được. Comment mã 4 chung em là ok. Cái này mà chị em mình đi du lịch rồi mang những con này quá đẹp luôn gì nữa. Sang con này giá một mấy? 169 thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 4 chung là được. Comment mã 4 chung em là ok vậy mọi người. Lên mã 4 nó xịn ghê luôn á, từ cái khóa kéo nó xịn. Rồi cho nguyên con này lên mã 4 nha. Chốt mã 4 chung em là được. Đơn giản như thế này thôi. Đẹp chưa? Lên chung nguyên con này lên mã 4, chị em mình đeo ngang cũng được. Em đeo như này, đưa chéo cũng được. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 4. Comment mã 4 màu đậm. Rồi mã 4 màu kem, có một cái màu kem. Chị nào lấy 4 kem, comment 4 kem chung là được nha. Từ có cái cũng đẹp. Rồi lên mã 4 kem chung là ok, cái này có một cái. Lên mã 4 kem, rửa cái dây ra, rửa cái dây ra nhận vô trong cái túi cho nó gọn. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã 4 kem trong được. Chị em mình nhìn cái khóa đồ là chị em mình đủ biết là xịn sò rồi. Rồi trong nguyên con này lên mã 4 một kem, có một cái. 4 kem còn một cái, chị nào lấy 4 kem comment mã 4 kem trong là ok. Mã cá luôn cho chị cái mã cá nó luôn em kìa. Mã cá nó luôn kìa. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã 4 một kem luôn dùng là được nha. Chốt mã 4 một kem trong là ok. Rồi còn 2 3 mã nữa là nguyên hết. Y cái mã này rồi. Y mã 4 này mà màu khác thôi. Màu khác thôi đó. Rồi cho chị cái mã cá nó đi. Rồi tiếp cái mã này. Còn 3 mã nên lòng hết luôn ý. Tương tác lên xíu dạ mọi người. Em lên em sale quần áo. Sale tiếp tục quần áo, sale dép. Trời ơi. Có 3 con rồi đúng không? Cái này có 3 con thôi dạ mình lên mã cá chung là được. Comment lên mã cá chung là ok. Anh kêu đầu rồng, anh kêu mã cá, anh kêu nào tiên cá là đọc mã cá đây cho nó nhanh. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã cá trong con lượt. Mã này đẹp quá nè. Cá cho chị Hằng Lê. Mình kêu đầu rồng là hắn kêu cá đó. Đọc cá cho nó nhanh, ghi đầu rồng nó lâu quá. Cái này có 3 con thôi. Nhức cái nách kìa. Cái này nhức cái nách kìa. Cá cho chị Phạm Trung Hiếu. Cái này có 3 con. Cá cho chị Ngô Hương. Chị Phạm Trung Hiếu là ai ta? Phạm Trung Hiếu chứ không phải là khách đổi tên à, nhớ tên gì đổi qua ấy chứ. Hết cá rồi chị ơi, có 3 ăn cá rồi, có 3 ăn cá rồi, có 3 con cá thôi chị ơi. Chị Ngô Hương, chị Hằng Lê và chị Phạm Thị Trung Hiếu có đơn cá nha. Đấy rồi, lên mã này lên mã chữ cho mình. Hết mã cá rồi chị ơi. Đây cái này là y cái mã, là cái mã nguyên ốc luôn lên nè. Cái mã này là cái mã nguyên ốc lên nè. Mở ra thì nó mới thấy nó đẹp. Ok, tạm này đi. Rồi lên mã chữ trong ăn là được. Chốt mã chữ trong ăn là ok. Đẹp chứ chị em mình ơi. Nha, comment lên mã chữ. Dạ bằng sách cũng được. Cái này nhẹ nhàng dạ bằng sách cũng được. Dạ bằng đeo dây cũng được. Đó, mang đi làm đi chơi gì cũng được hết đó. Đi tiệc đi cưới vô tư luôn. Chốt mã chữ trong là được. Như vậy mà nó thấy mã rồi đúng không? Lên mã chữ cho Nguyên là ok nha. Comment lên mã chữ cho Nguyên là được. Có 4 cái mã chữ này nè. Đó, lên mã chữ cho Nguyên là được. Các chị em mình ơi, nhìn cái hàng này đi. Nhìn cái con này đi. Chữ cho chị Bella Vân. Khách nhà em đặt gần hết luôn rồi đó. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã chữ cho Nguyên là được. Comment mã chữ. Đẹp chưa? Lên mã chữ cho Nguyên là ok nhá. Comment lên mã chữ cho Nguyên là được. Nguyên đi luôn chị em mình là 169 đi. Chốt mã chữ. Chữ cho chị Thiên Lý. Còn mã bên kia nữa thôi đúng không? Rồi nha, chị nào lấy mã chữ, comment mã chữ cho Nguyên là được. Comment chữ cho Nguyên được hết à. Hết chữ nha chị em mình ơi, hết chữ nha. Hết chữ nha. Ừ, mà nó mã chữ đó. Rồi lên luôn dùng nguyên mã này lên mã 9.
nó tương tự cái mã chữ ấy, nhưng mà cái chỗ cái khóa nó khác xíu thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên gỡ ra luôn chị em, cho nó đẹp, cho nó thấy đẹp nhé. Rồi chị nào lấy cái này lên mã số 9 cho Nguyên là được, mã nào cũng đẹp chị em mình ơi. Mà em đi giá này một lần duy nhất, em nói thiệt sự luôn, một lần duy nhất mấy cái này nó thiệt sự là bù tiền hoàn chuyển là đuối luôn ấy. Bán gọi là bán kẹp hàng gì vậy mà những cái mã này bù tiền hoàn chuyển đuối luôn đấy. Rồi chị nào lấy cái này lên mã số 9 cho Nguyên là ok, comment mã 9 cho Nguyên là được nhé, đẹp ha, lên mã 9 cho Nguyên là ok đấy, lần thôi. Nãy giờ một tiếng đồng hồ like phải được mấy bao nhiêu mã quần áo rồi. Rồi nha chị nào lấy cái này lên, cái like quần áo nó nhẹ nhàng như nó vẻ. Cái này người ta phải bán thiệt là lợi kìa, thiệt là lãi kìa. Ví dụ như người ta bán lãi 40-50 nghìn một mã, hoặc là có chỗ người ta bán cả đầu trăm, lãi đầu trăm nghìn một mã. Cho mình thường những cái này người ta chạy like, người ta chạy lâu quảng cáo nhiều, người ta chạy quảng cáo lãi rất là nhiều, người ta bà đập vô đó. Chứ còn mà nó thật sự là để lãi như nhà Nguyên lãi bằng cái áo thun, bằng cái bộ đồ thì thôi. Đấy, Nguyên chỉ kẹp hàng, sang được hàng sale, sang được hàng đẹp, hàng rẻ, em mới lên, em mới về cho chị mình thôi. Rồi nhá, chị nào lấy mã 9 trong là được, cho chị Nhung mua mã số 9 này em. Mã số 9 này nè. Rồi, còn mã 1 nữa là hết ha, hết rồi đúng không? Rồi, còn một mã 1 này nữa là hết nha, còn mã 1 này nữa là hết chị mình ơi. Em chuyển qua quần áo, em sale chị mình quần áo nha. Còn dép xíu này em lên sau. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã 1 cho Nguyên là ok, comment lên mã màu này đẹp, màu này đúng đẹp luôn này. Mở hết ra chị em mình nhìn rõ của hắn này, da cực kỳ mềm, con này da cực kỳ mềm. Chị em mình mua đi, đến lúc ví dụ như vậy em mình đi tiệc đi cưới nhiều khi là tìm cái con túi sách cho nó mới nó đẹp đẹp lại tìm không ra, mà đi mua đi mấy trăm nghìn. Lên mã 1 cho Nguyên là được, mã này đẹp quá nè. Rồi lên mã 1 cho Nguyên là ok này, cái bản dai của nó này. Comment mã 1 nha, lên mã 1 nha dạ mình ơi, chốt 1 dùng Nguyên nha. Còn có mấy cái thôi nữa là hết nè, xịn sò chưa, xịn sò chưa, mà đi dạ mình 100 mấy nè, đẹp lắm. Cứ nhận hàng về đi, cứ nhận hàng về đi dạ mình ơi. Em nói là em đi 1 đến 2, mã 1. Rồi lên mã 1 cho Nguyên nhá, comment lên mã 1 cho Nguyên là được. Rồi ok, mã 1 cho chị Nguyễn Thị Trang. Không, em không đổi qua đổi lại đâu chị Thiên Lý, không có đổi qua. Em nói rồi, mỗi mã có được có vài cái mà chị em mình chốt xong đổi qua đổi về. Quần ống rộng vải xung tâm. Ống rộng vải xung tâm. Cái nào hề? Cái này hả? Cái này hả chị bé heo ơi? Cái này đúng không? Hồi nãy con sale 59 nghìn một cái. Mã này lúc nãy con sale 59 nghìn một cái. Nha, mã này thì Nguyên sale 59 nghìn cái, sale 57 đổ về. Chị em mình để ý nè, không phải là hàng mỏng đâu. Hàng dày chứ không phải hàng mỏng nha. Dạ mình để ý cái này, cái dòng này có cái loại mỏng mà dơ lên nhìn bên này thấy bên kia nữa kia. Nha, mấy không chạy hàng mỏng. Đó, cái này có hai tông màu và em để giá 59 nghìn. Không chạy hàng mỏng. Hết rồi. Không một không? Hết một rồi. Thế còn mã gì nữa lẻ nữa không? Bên kia là hết luôn rồi đúng không? Ừ. Hai quần xung như chị Ngọc Văn. Bỏ có chị Minh Quân ra kìa. Bỏ có chị Minh Quân ra. Có không? Chị Minh Quân có không? Bỏ có chị Minh Quân ra chốt cho khách khác đi. Còn mã nào nữa không? Cho lên đi cho nó dứt đi. Còn mã nào nữa không? Bên kia hết rồi. Lại đẩy qua cho chị luôn đi. Lượt qua sau phát nữa rồi lai quần áo. Nên cho nó dứt luôn đi. Này, mã 1 đi cho đi. Bỏ cho khách khác đi. Dép nữa hả? À? Dép mới đeo tối. Dép giờ nó hết. Hết hết thôi. Rồi đi kia em lên được lại mấy đôi này nữa thôi. Còn được 5. Màng yếu quá à. Mã quay nào nãy chị nào không có. Mã quay này còn đúng cái này dạ mình ơi. Bóc cho bé heo hai cái này. Này, lúc nãy chị nào chưa có cái mã này. Mã 1 cho chị Dương Võ. Lên mã quay chung là được đúng một cái. Chị Trại Cá Trường Xuân có cái gì vậy ta? Không biết cái chị nha. Này. Rồi lên mã quay chung là được nha. Ừ, là trời. Mã 1 cho chị Phạm Thị Trung Hiếu. Quay này có một cái. Quay này còn được có một cái.
cái này còn mấy cái lẻ lẻ nữa em lượt lại là hết. Hết rồi. Quay hết cho rồi. Chị Trần Nhượng. Chị Huyền Anh có mã 1 không? Hình như không đúng không? Chị Huyền Anh hình như không có đúng không? Hình như không á chị Huyền Anh ơi. Thì chốt lúc nãy hồi nãy có là có rồi. Lên mã 20. Đúng, giờ mỗi mã còn đúng một cái nữa là hết cái dạng mình ơi. Nha. Mỗi mã giờ còn đúng một cái là gần gọi là gần tới tháng 6 là tháng mùa cưới rồi. Tháng 6 mùa cưới và hàng vô mùa du lịch mua đồ em về đợt hai đợt như thế này thôi. Đó, để cho chị em mình ấy thôi. Chị chạy cá trình xung được cái nào chưa? Lên cho nguyên mã này mã 20 nha, like từng mã nó mệt người lắm. Lãi phải thiệt được là thiệt nhiều kia chứ còn mà lãi mà bằng cái áo thun thì thôi. Thiệt sự luôn, em này săn được hàng sale. Mà vì lãi như cái áo thun lại nó mệt. Mã nào? Đây bỏ chị. Đây mã này. Mã 20. Mã này là mã 20. Mã này có hai dây, có cái bản dây lụa như thế này nè dạ mình ơi. Có cái dây lụa này về dạ mình cột nơ rồi dạ mình, nếu dạ mình đi tiệc đó thì là xách cái này thôi. Cột cái nơ lên cho nó đẹp đẹp thôi, xách. Đó, chị nào lấy cái này lên mã 20 chung là được nhá. Mã này là mã 20. Nha, chốt mã 20 trong cái này bỏ về vô mã 20. Em lượt lại phát nữa. Mã này lên mã 10. Mã này lên mã 10, còn mấy cái nữa tôi làm hết. Dép từ từ xíu nữa em soạn lại đã nhé dạ mình. Dép giờ lộn xộn lắm. Mã này lên mã 10. Này. Nhìn đi, chốt mã M, mã này mà không chốt nó phí. Nha, comment lên mã M chung là được nhá. M này em còn 2 cái. M này còn được 2 cái, chị em lên mã M chung là ok. Bản dây của hắn này dạ mình nè. Đẹp chưa? Comment M chung là được nè. M nhá, M này còn được 2 cái thôi, chị Út Kim một cái nè. Xịn sò như thế này mà đi 169.000 thì em nói là bằng chị em mình đi mua hàng xưởng chứ mấy. Này, hàng người ta bán chợ chứ mấy. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Này, nhìn cái khuy nè, đẹp chưa? Đấy, chị nào lấy cái này lên mã M, còn một cái M nữa. Chị nào lấy M lên M cho con được. Hết rồi đó chị em mình ơi. Hết rồi đó. Ê, cái này còn cái sách này nè, cái sách này, cái kẹp nè. Chị em mình lấy mã kẹp cho con được. Cái kẹp nè, chị nào lấy kẹp lên kẹp cho con là được nè. Em này mã này mã M. Lên mã kẹp cho con là ok. Chị nào lấy kẹp comment kẹp chung là được nhá. 169.000 cho mã kẹp, chị nào lấy kẹp comment kẹp lên luôn dùng là được nè. Mã này lên mã 8, mã này cũng đẹp nè chị em mình ơi. Đấy, mã kẹp đấy, qua lượt lại một lượt nữa thôi. Chị nào lấy mã kẹp comment mã kẹp chung là được nè. Mã M cũng đẹp, mã gấu nặng cân nè. Em mở hết ra chị em mình xem nhìn rõ cái túi nè. Lên mã gấu kem trong nguyên là được. Chốt mã gấu kem trong là ok, con này đẹp quá nè. Đấy, thấy chưa? Gấu kem, hết mã. Hết mã nha. Đấy, chốt mã gấu kem trong là ok. Nhìn nè, nhìn cái con túi này dạ mọi người. Nhìn nè. Đó, 169.000, hết mã nha. Em qua, gấu kem nha. Gấu kem này còn đúng cả, chị nào lấy gấu kem, chốt gấu kem. Màu kem chứ không phải là màu trắng đâu chị. Nè, gấu kem luôn em, gấu kem thích chốt rồi đó. Gấu kem thích sốt rồi đó. Gấu kem cho chị Thi măng bỏ. Hết rồi, còn được mấy cái mã 20 nữa là hết rồi. Hết rồi nha chị em mình ơi. Hết rồi nha. Mỗi lần mà up cái gì mà định lên buổi trưa á, chị em mình không coi like được là chị em mình lại gọi rúi lên luôn ấy. Rồi nha, hết nha. Còn được lẻ tẻ mấy cái thôi em like sao. Cho chị cái này chị bán tặng luôn nè. Có chị cái này bán tặng, còn mấy cái này em bán tặng luôn người sát đi. Bán tặng luôn cho nó giúp cái mã này tương tác lên xíu như vậy mà nó bán tặng nó cái mã này luôn nè. Vào nhanh cái này nè, còn được máy sát cuối cùng. Combo này là combo 3 cái. Size này dành cho chị em mình tầm 57 đổ về là ok. Nha, 57 đổ về, combo 3 cái quần này đúng vô mùa này chị em mình mặc nhà, mang đi biển, mang đi tập. Cái này khách chốt rồi chứ. Khách chốt luôn rồi. Cái này khách chốt luôn rồi, hết rồi. Cái đó là khách chốt luôn rồi nha. Rồi cho nguyên con này. Dép từ từ còn ít xíu nữa lên sao. Nguyên đi luôn chị em mình con này. 57 đổ về là chị em mình cho ok. Mang nhà mang đi tập. Có tông dày nha chị em mình nói. Có mái cái thôi.
Em đi combo 3 cái luôn, giờ sale gọn luôn nha. Còn mấy combo 4 5 combo nữa là hết. 4 5 cặp nữa là hết rồi. Em đi chọn mình nguyên 3 cái như thế này. 80.000 luôn. Sale 80.000 ba con luôn. Chắc đẹp nha dạo mình ơi. Bán tàn gọn luôn, chẻ mình 60 nhầm 80.000 ba con. Mấy combo đó, size 57 độ vị. Ba quần cho chị Út Hâm, ba quần cho chị Phạm Thị Trung Hiếu, ba quần cho chị Văn Nguyễn. Ba quần mà đi 80.000 à. Mình nãy đọc 80.000 đúng không? Rồi nhá, 80.000. Huyền cái ngực xịn đó, coi còn size gì mất ơi cho Nguyên với nha. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã 80.000 mặc ba con quần. Trời ơi. 80.000 và ba con quần nha, nghe rõ cái số lượng cho Nguyên nha dẹp mình ơi. 80.000 và hẳn ba con quần chứ không phải là một. Sợ luôn, sợ giá luôn. Rồi chị nào lấy mã 80, chốt mã 80 cho Nguyên nha. Rồi tiếp luôn. Mới size 36 rồi. Giờ cái ngực xịn này nè, K91, em nói chị nào nhận hàng về kêu đúng chuẩn và đúng rẻ luôn. Ba quần cho chị Hương Viên. Nói chung là Nguyên không có chuyên chạy túi, không chuyên chạy túi. Túi chỉ có làm lâu lâu sang được hàng đẹp, hàng xịn. Giá ok thì em về thôi chứ em nói chung là tại vì bán túi cũng lãi, như cái áo thun thì là mỗi tiền vận chuyển với đóng gói đi rồi lai lâu. Lai lâu nữa. Rồi cho Nguyên cái này, bán nãy giờ còn mỗi size 36. Size này gọi là cái size dễ mang nhất. Size gọi là size chị em mình hay mua nhất. Giờ còn size này 34 và 38 em hết sạch nha. Ngực K21 chị em mình cứ mua cứ sợt thoải mái luôn. K91 không hết 38 luôn rồi chị ơi. Còn mỗi 36 thôi. Còn mỗi size 36 thôi. K91 sợt vô tư thoải mái là 130.000 cái là đắt nhất, còn bình thường là 115.000 một cái. Giờ còn mỗi size 36 rồi. Nha, chị nào lấy cái này lên mã xịn cho Nguyên. Giờ còn mỗi size 36 nhé. Nha, giờ còn mỗi size 36. Lên luôn dùng cái này lên mã 36 cho Nguyên là được. 135.000 một cặp. Mỗi size 36, túi em hết rồi chị ơi, túi em hết rồi. Mỗi size 36, này chị mình nhìn nè. Nguyên đi luôn chị mình 135.000 cặp, cái này em bao giá. Khi chị mình mua 130.000 một cái, em đi chị mình 135.000 cặp. Đấy, riêng cái này em bao giá luôn cho chị mình luôn. Chị nào lấy cái này, comment mã này lên mã 36 cho Nguyên là được. Cái này không chọn màu nha. Cái này không chọn màu nha, lưu ý cho Nguyên nha. Cái này không chọn màu dùng Nguyên nha. Đẹp, cái gì mình nhìn cái phông ngực nè. Mốt của nó là mốt 3 phân. Mốt 3 phân, dễ mang. Đấy, để mình nhìn cái quả của nó nè. Được chưa, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã 36 cho Nguyên là được. Còn mỗi size 36. Cái này like 2 like rồi. Mà khách đặt lên trang cá nhân nhiều rồi. Nên là giờ còn mỗi size 36. Cái màu, cái size 36 là cái size con về nhiều nhất. Là còn size 36. Nhiều chị đặt 34 và 38 đang hết hàng. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Comment mã 36 cho Nguyên là được. Mỗi size 36 thôi. Giờ còn mỗi size 36 thôi. Ê nhờ nha, chốt mã 36 cho Nguyên là được. Nhắc cho chị. Chip còn không à? Ok, còn chip, bóp chip cho chị em. Còn chip cho chị ơi. Bóp chip luôn cho chị trước đây. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã ngực cho Nguyên là được. Mỗi size 36 tôi hết hàng rồi. Còn mỗi size 36 thôi. Ừ, ngực 36 bóp luôn đi. Bóp luôn đó đi, sẵn đây bóp luôn. 36 cho Thương Huỳnh. Rồi cho Nguyên cái này. 36 cho Phạm Thị Trung Hiếu. Cái này còn được ri, em đã nhận con quần này vì chỉ có ưng thôi. Chị có ưng 135.000. Tao quýnh chữ mới lai ngực mới đi ra bóp ngực nó mới. Cái gì em miếng rồi. Chip. Ủa. 35 à? À 45. 135. 135 à. Em nói nhận con quần này về đi chị em mình. 136 cho Khánh Trang. U là nó xịn. Bộ gấu phía sau. Tiền chưa ra cái quần, lai hội còn cái áo không có cái quần. Chip mình đang đi á, chip mình đang đi á, còn chip kia để đám cho khách rồi. Chip nó hết luôn rồi. Thế tạm là bóc cho chị ít chip kia thôi. Cái giờ hết chip rồi, giờ làm sao? Chip nó nhập cao hơn 18.000 lận. Còn cục à? Thôi thôi,
Thế thôi chốt mãi chia đi chiếc bia chị đi. Em nói xịn ôi là xịn. Cái con quần này đúng một ri nha dạ mình ơi. Cái này có đúng một ri nha. Cái này bà Hiền lái rồi phải không? Bà Hiền lái màu đen rồi phải không? SMLXL. SMLXL thôi. Form này đến 60kg dạ mình ok. Đúng một ri. Cái này em còn đúng một ri. Ồ, 62kg ok. Cái này 62kg ok. Em nói nè, nhận hàng con quần này về đi dạ mình ơi. Nhìn cái sợi dài của hắn này. Con vừa là dòng xịn hàng giả nha dạ mình ơi. Ống này, ống bo nha. Dạng quần giãn chéo. Em bán tặng luôn dạ mình con này luôn này. 85.000 một cái. Mã này chốt nha, 85.000 một cái. Xịn sò nha, hàng 125 nha dạ mình ơi. 2 dây. Bản này 2 dây nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. Comment mã này là mã xịn cho Nguyên, kèm size cho Nguyên 62 đổ về là ok. 40 đổ lên, 62 đổ về là giảm cho ok. Có đúng một ri. Mã này còn đúng một ri như dạ mình nhá. Cái này về bóc hết cho khách. Đó, ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. 62 đổ về là ok. Hồi nãy đi bao nhiêu tiền mới đọc xong bao nhiêu tiền? Mới đọc xong bao nhiêu tiền? Mới về đọc xong bao nhiêu tiền ấy? Mới phải đọc xong bao nhiêu tiền đấy chị em mình ơi, đúng không? CS cho chị Doãn Thị Hạnh. Nguyên mới vừa đọc xong cái nó chỗ Úc Khâm đi. Nguyên mới vừa đọc bao nhiêu tiền đấy? Ok Úc Khâm nha. Úc Khâm Doãn Thị Hạnh con được đúng một ri rồi. 85.000 85.000 55 như chị Hoa Viên. 55 lấy cái này như chị Hoa Viên. Rồi còn một cái 57, một cái 60 nữa là hết. Còn một cái 57. Cái này cho chị Phạm Thị Trung Hiếu. Còn một cái 60 kg nữa là hết. Còn một cái 60 kg nữa là nguyên hết đi vậy mọi người. Đào á. Nói trước quên sau, nói trước quên sau. Rồi cho nguyên cái này. Thôi như này. Cái này em bán tặng vì cái mã kia em hết luôn rồi. Cái này em nhận đơn 20 xác đi. Cái này nhận đơn 20 xác nha dạ mọi người. Chip nè. Dạng vô tư, dạng thoải mái. Cái này nó đắt hơn cái mã chip kia của nhà Nguyên là 16 hay 18 nghìn một xác à. Nha. Tầm 16 hay 18 nghìn một xác không ít nha dạ mọi người. Nhìn nè. Em đi luôn trẻ mình nè. Lên mã chip, cái này mông to mông bự gì mang ok thoải mái luôn. Nha, size giảm từ 40 độ lên 62 độ về. Em đi luôn trẻ em, cái này cũng 49.000 một set 5 cái luôn. Nha, chị nào lấy chip lên chip trong anh được. 49.000 cho một set 5 cái. Chị nào lấy cái này của cái tờ tờ giấy cứng của bên đâu ta? Tờ giấy cứng của máy đây. Rồi chị đây này đưa cái này đây. Lên luôn dùng mã chip trong anh được 49.000. Nha. Yeah. Không phải, mà đi nãy đó. Rồi. Chip 49 trong anh là được, 5 cái. Chị nào lấy chip comment chip trong anh là ok. 49.000 trong anh là được. Em soạn luôn cái dép luôn đi chị cái hay vô. Xong dép còn à, còn mã nào đã chị like luôn cái. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã chip 49 trong nguyên là được. Ủa là như cái đống này hốc mà. Rồi lên nhanh tay dạ mình. Cái này đắt hơn cái mã mọi khi mình mua là mười mấy nghìn. Đó. Mười mấy nghìn. Áo thun em còn á chị Thơ Nguyễn, chờ em xíu xíu. Áo thun nhà em còn. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã chip thun phối thun đồ đẹp. Đâu rồi. Rồi chốt chip đi, chị nào lấy chip comment chip 49 trong nguyên là được đây. Ok luôn trên này trên bì luôn đi, trên bì hàng chip 49.000 một set 5 cá. Cá này dạ mình không chốt phí lắm luôn nha. Giảm vô tư, giảm thoải mái. Cái loại này là em đi nhập cao hơn 16.000. 16.000 nha. Xem áo tay chút đi làm đó nha. Cái nào hả? Tay phải. Tay nào? Ở trên là áo lửng. Ở trên là áo lửng. Còn đúng mà tay phải là tay này. Tay phải tay này là cái áo gấu này là bộ, chứ không phải là áo không. Rồi trong nguyên con này 49.000. Không chốt cái này phí nữa dạ mọi người. Nha, chị nào lấy cái này lên mã chip 49 cho nguyên là ok. Nha, lên chip 49 cho nguyên là được nha. Chốt nhanh tay. Chip 49.000, size này dành cho chị em mình 62, thậm chí 65 bộ trang được luôn nha. Qua cái mã này, chị nào lấy cái này lên mã chip 49 cho nguyên là được. Lấy cái bộ mại lên cho chị luôn được. Rồi, cái này hiện tại em đã có size nhỏ nè. Hiện tại đã có size nhỏ nè, trả không xong cho khách rồi nè. Em nói về cái này là đợt nào là bay cái đợt đó. Về đợt nào là bay đợt đó, cái mã áo thun phối của chị còn nè.
về đợt nào là nguyên bay cái đợt đó luôn. Bộ mẹ bộ này bộ xịn sò, quần của nó là quần ống sớ nhé dì ông ơi. Hả? Hả? Đây nè. Ok, áo ngực cho Quỳnh Hương, chip cho Quỳnh Hương luôn, hai set. Lên mã bộ mẹ cho Nguyên. Đây. Trên nè. Bộ mẹ hiện tại Nguyên đã có size từ 50 độ lên, 62 độ về là ok. Em nói mua nha, định mua cho mẹ mình bộ hai bộ như thế này dạ mình ơi. Em nói là chị nào nhận hàng cái này về cũng ưng. Vừa rẻ và vừa đẹp, nó bằng tiền công may chứ mấy. Bộ lanh nhung mà quần ống sớ nhá, mẹ mình mang thì tầm khoảng tới mắt cá chân, trên mắt cá chân xíu. Bộ lanh nhung lên mã bộ mẹ cho Nguyên là được. Comment lên mã bộ mẹ cho Nguyên kèm số ký lanh nhung nha. Hết rồi chị, bóc luôn cái đằng sau xuống đi. Bóc luôn cái đằng sau xuống đi, hết luôn rồi chị. Túi đằng đằng sau hết luôn. Comment mã này luôn dùng Nguyên nhé. Bộ mẹ kèm số ký 50 độ lên, 50 độ lên, 62 độ về là có size. Nhưng mà chị em phải kèm số ký cho Nguyên là được nha. Bộ Nguyên lên luôn chị em mình luôn. Lên luôn chị em mình con này luôn, 85.000 một bộ, 85.000 một bộ nhá. Chị em mình lên mã bộ mẹ hoa 3D. Nó ná giống nhau. Đừng mua một bộ, Nguyên nói thiệt sự luôn. Đừng mua một bộ, đẹp lắm luôn nha. Quần ống sớ cái mã này em nói là chạy cực kỳ nhiều rồi, mà đợt nào về là bay đợt đó nha. Tới 62 độ về, 62 độ về mà giờ đã có size nhỏ này. Hôm bữa là chỉ có mỗi size to size đại thôi, giờ đã có size nhỏ rồi nha chị em mình. Nó về trả xong cho khách rồi. Chị nào lấy cái này lên mã bộ mẹ, màu hoa nào cũng đẹp hết nha, màu hoa nào cũng đẹp hết. Chị em mình đừng lấy một bộ, Nguyên nói thiệt sự luôn, nhận hàng về đi, cái này chạy nhiều lắm. Cái này Nguyên cũng về bao nhiêu rồi, em nói thiệt sự, cái hàng nào không đẹp, hàng nào khách không hỏi em về đúng một lần. Cái này là cứ hết xong, về xong, hết, về xong, hết. Cái này em về lần thứ 5, lần thứ 6 của nhà Nguyên này. Trong một tháng về lần thứ 5, lần thứ 6 rồi, chứ không phải là ít này. Đó, mà đợt nào cũng hết. Đợt nào không về không nhiều, nó ra không nhiều. Được mấy trăm bộ thôi. Nha, cái này em về lần thứ 5, lần thứ 6 rồi. Lần thứ N rồi. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã bộ mẹ cho Nguyên là được. Kèm trong số cái 48 thì sẽ hơi rộng xíu nha. Riêng 48 là sẽ hơi rộng một xíu xíu nha. Rồi ok, chị em mình lên mã bộ mẹ kèm số ký trong là được. Dạ, chị cứ kèm số ký 48 là hơi rộng nha. Phải từ 50 độ lên. Từ 50 độ lên, đẹp lắm. Đẹp lắm. Cái này Nguyên bữa Nguyên thử lên vui. Cái quần của nó là dáng dáng sớ, dễ mang lắm. Cái này rất là dễ mang. 62 ký á chị Đỗ Kỳ Duyên ơi. 60-62 ký được đấy. Này, đẹp lắm. Lanh nhung xịn. Chị mình nếu mà chị mình mua nhà khác người ta sẽ bảo là 65 kg 67 kg về mang không vừa đâu. Em nói thiệt sự. Rồi lại không đổi được. Cái này lanh nó còn rút lại xíu này làm chút thông thả 60. Giờ ví dụ về mang rộng xíu rộng được. Rút lại xíu nữa là vừa. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã bộ mẹ kèm trong cái số ký nhé. Đẹp lắm, lanh nhung. Bằng tiền công may. Giờ mẹ mình đi may á là tiền công may không đã là 101 rồi đúng không chị em mình ơi? 101.000 bộ đồ rồi đúng không? Đó, giờ bà cả tiền công, tiền vải, tiền công may, quần sung như thế này nữa, tốn vải. Đó, đi luôn chị em mình là 85.000 một bộ. Rồi chị nào lấy cái này lên mã bộ mẹ lên kèm số ký cho Nguyên là được, qua nha. Qua nha chị em mình ơi, lên mã bộ mẹ kèm số ký cho Nguyên là ok. Chốt mã bộ mẹ kèm số ký cho Nguyên là được. Rồi nha. Lên số ký đi Mai Nguyễn nha. Lên số ký cho em đi. Lên số cái mã này chị mình chốt này, phải chốt nha. Bạn đẩy trước giùm chị cái này dùng. Bộ Nam Minh còn mấy bộ nó đẩy trước cho chị đã. Bộ này chị nào chưa săn được cho chồng, chưa săn được cho con săn luôn. Đó, ngay chân em. Bộ Nam Minh. Bao cao cấp, bao xịn sò. Ok Mai Nguyễn. Ok chị em mình lên bộ mã kèm số ký vô trong Nguyên nhé. Cứ lên kèm số ký trong Nguyên là được nha. U là trời, nó nhận cái bộ đồ này về đi. Mê không? Thử có mê không? Mê cái bộ đồ này không nha. Size 70-72 này, còn một bộ này. Ai dạ mình nhìn cái bộ đồ phối này. Cái này chỉ còn lẻ thôi, không có còn nhiều nha. Lên cái màu nào là chốt cái màu đó thôi, không có đủ size. Lên cái size nào là chốt size đó thôi nha. Cái này phải là một tháng nữa mới có hàng. Nguyên nói thật sự, chờ một tháng nữa sẽ có hàng. Có hàng nữa chứ không phải là không, nhưng mà nó sẽ ra những cái phối khác, những cái màu khác, nó ra theo đợt ấy. Này chị em mình riêng cái áo này không mua bao nhiêu tiền. Em đi chị em mình nguyên cả bộ như thế này. Eo, cái này bị lộn áo lộn quần rồi bạn ơi, phải không? Phải không? Lộn áo lộn quần rồi, bộ này lộn áo lộn quần rồi.
lộn áo lộn quần mất tiêu rồi. Phải chị ơi, không có size 65kg đâu chị ơi, không có size 65kg nha, không có size 65kg đâu. Rồi cho Nguyên hai cái bộ này, hai cái bộ nam này, size này là 65 đổ về, 68 đổ về là ok, nó đẹp cực kỳ. Nếu giả mình xem không chốt cái bộ này, mua không mua cho chồng không mua cho con thì phí lắm luôn. 125.000 một bộ, bằng cái áo bằng cái quần thôi giả mình ơi nha. Toàn bộ là hàng xịn sò nha giả mình, không phải ba hàng sổng sổng đâu. Nam min size 65 68, phố đẹp chưa? Hôm bữa lên nhiều chị không chốt được mã này, giờ còn được 3 bộ, sót lại được 3 bộ xanh là size 65 68 cho size XL. 3 bộ giá đi chị em 125, chị nào nhận cái bộ này về đi. Phải hàng xịn không? Phải hàng rẻ không? Đó, xịn mà rẻ nha. Cái này em còn được 3 bộ size 65 68. Được 3 bộ thôi, từ 65 đến 68 kg là ok, size XL. Thì Phạm Thị Trung Hiếu chị Trung Hiếu. Nguyễn Như Lê. 125.000. 125.000, rồi còn một bộ nữa là hết. Mã này hôm bữa là nhiều chị không chốt được nè. Hôm bữa là buổi tối nhiều chị không chốt được luôn nè. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nha. Còn một bộ size 65 68. Một bộ màu nu này size XL luôn, 65 68 ok. Một bộ màu nu nha, chị em mình lên nu XL cho được, còn được bộ nu XL size 65 68 ok nha chị em mình ơi. Chị nào lấy nu XL comment nu XL cho Nguyên là được, còn một bộ nữa thôi là hết. Mã này mà không chốt nữa cho chồng cho con nữa phí quá không chị mình ơi. Chờ đồ nam mà không chốt những cái mã này tiếc lắm. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên nu XL con bộ thôi. Nu XL có một bộ nhựa nha, nu XL có một bộ. Rồi cho Nguyên cái này, nu size M có một bộ, nu M có một bộ. M này là tầm 57 đổ về là ok nha. Nu M 57 cái đổ về là ok. Chị nào lấy nu M chốt nu M 57 đổ về là chốt được. Hàng nó quá là xịn như vậy mình ơi. Lên mã nu M 57 đổ về là ok. 125.000 chị em mình nhìn cái phối của nó này, được chưa? Đó, ai lấy cái này lên mã nu M cho được, được một bộ nu M 125.000 nha. Nu M con bộ thôi. Nu M cho Minh Quân. Xịn lắm. Xịn lắm luôn. 125 nha. Xanh đen size M. Lên mã xanh M cho được. Comment lên xanh M cho là ok, 57 đổ về. Em nói riêng cái áo không sướng. Muốn nói thật sự, nhận cái bộ đồ về 125.000 cái áo không sướng. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên xanh M, nu M em hết rồi. Màu xanh đen xây mờ dạ mà nhìn phối đẹp chưa, con bộ thôi, mã này cũng còn con bộ. Rồi xanh đen xây mờ con bộ, xanh đen mờ, xanh mờ cho Hương Viên, xanh mờ con bộ, xanh mờ con bộ. Rồi đen mờ, đen mờ luôn. Đen này đang có MLXL. Màu đen 3 size MLXL thì là từ 50 độ lên 68 độ về là có size. M là tầm khoảng 57, L là 62. L là 62, XL là 60 5 68. Lên đen kèm size. Đen CM. Em nói riêng cái áo không xứng. Đen CM bên này. Đen CM cho hình vuông. Chúng ta là size. Chúng ta là size phải M thôi. Ra phải nha, xem ở dưới nha, chứ còn cái M ở trên là cái logo của hát đây nè. Đúng rồi, cái M ở trên là logo, ở dưới là mới là sao. Đen M là XL, đen XL chị Ngọc Anh có một bộ đen XL thôi nè. Đen XL chị Ngọc Anh hết, đen XL cho Ngọc Anh. Rồi còn đen ML thôi, còn đen ML thôi chị em mình ơi. Đen M chị Hương Viên. L là 62 nha, L là 62, M là 57, L 62. Đen M cho Hương Viên. M57L62 hết XL rồi chị em mình, nhìn phối cái quần cũng đẹp. Mà đây chị em mình có là 125.000 một bộ đó, bao chắc luôn. 125 nha chị em mình ơi, 125.000 một bộ. Rồi chị nào lấy đen chút đen trong được nhé. Còn ML thôi. Còn đen xây M và đen xây L nha. Đen M và đen L, trong chị nào lấy đen lên đen trong đi nhé. Đen M và đen L nữa là hết chị em mình ơi. Còn đen M và đen L nữa là hết. Đen L cho Phạm Thị Trung Hiếu. L bên này. L bên này. Rồi ai lấy đen comment đen cho được. Phụ mẹ cho chị Nguyễn Lý luôn. Ok, chị nào lấy đen M hoặc là đen L chốt lên luôn dùng luôn. Ok. Còn size M và size L nữa là hát cho chị em mình ơi. Nha, nhanh tay nha. Rồi tiếp luôn chị em mình cái này luôn nè. Tranh thủ cái này luôn nè. Tranh
tranh thủ cái mã này luôn nè, còn được mấy bộ nữa là hết. Ô là trời, đẹp, bộ này đẹp mà bộ này rẻ, đẹp mà rẻ, nhìn nè, cưng chưa. 55, chị nào gọn lên 57. Con bộ thôi, mã này còn đúng bộ thôi. Em đi luôn chị em, bộ này giá lên chị em mình là 79.000. Có tông tàu khô 3158, mã này còn đúng bộ, lên mã phối xanh cho mình là được nha chị em mình ơi. Có một bộ phối xanh thôi nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng em nhé. Ra không thấy ship đồ nhà em, chốt đơn cho chị chưa chị ơi? Đã chốt đơn cho chị chưa? Đã chốt đơn cho chị chưa? Rồi lên mã phối xanh 79.000 nha, những cái mã này là còn lẻ, em sale gọn luôn 79.000 một bộ, bộ cốt tông tàu khô 3158, bao chắc luôn cho dễ mình luôn rồi. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Phối xanh và phối đen, riêng phối xanh còn đúng một bộ nha. 79.000 bộ, mã này không chốt thì tiếc lắm luôn. Rồi chị nào lấy phối đen cho Phạm Thị Trung Hiếu. Chị Phạm Thị Trung Hiếu khách cũ hay mới ta? Cô đúng không? Rồi chị nào lấy cái này lên mã phối đen cho là được nhé. Comment lên mã phối đen cho là được nhé. Phối đen, em đi luôn chị em mình luôn, 79.000 một bộ, bao chắc luôn. Có tông tàu khô mà phối này nữa, bình thường trơn đơn giản người ta đi 115.000 rồi. Phối đen cho Trương Nghĩa. Rồi chị nào lấy cái này lên phối đen. Phối đen còn hai bộ rồi, một bộ phối nâu nữa là hết. Hai bộ phối đen, một bộ phối nâu nữa là hết. Chị nào lấy phối nâu comment phối nâu luôn chung là ok. Phối đen và phối nâu 79.000 một bộ nha chị em mình ơi. Ai lấy cái này lên mã phối chút phối chung là được nè. Còn phối đen và còn phối nâu, chị nào lấy phối comment phối lên luôn nhận được nhé. Phối đen cho Nguyễn Như phối Lê. Nâu phối nâu phối nâu, còn một bộ phối đen và một bộ phối nâu nữa là hết rồi nhé. Tiếp luôn cái nào, ưa dòng cao cấp mà giá ok thì chốt ngay cái mã này nha chị em mình ơi. Chị em mình ưa hàng cao cấp nhưng mà giá ok thì chốt ngay cái mã này. Chị em mình bụng to bụng bự mang cái này. Phong đó là vừa rồi đó chị, cập nhật cho chị Hương Viên. Phong đó là vừa rồi đó này, ô là trời. Không, áo thì em không, áo giờ không có còn, áo bữa còn mấy cái xe chơi. Gửi đơn qua tin nhắn ok rồi là nhà em gửi hàng rồi đó chị. Để ý thử ngày nay người ta có điện, gọi điện giao hàng không nha. Đã qua ok là nhà em đi đơn hết rồi. Trời ơi, cái này mà chị nào bụng to bụng bự mang cái này siêu gan bụng luôn nha, mang quần gan bụng luôn, su lạnh nha chị em mình ơi. Ở dưới pha ren cái này em nói này chị em mình, bình thường chị em mình đi mua một con quần su lạnh không không gan không gì, bình thường nó là đã là 25.000 một cái đúng không, 25.000 một cái. Em đi luôn chị em mình nguyên lối như thế này, 5 cái quần gan bụng, quần chip gan bụng nha, hàng này là hàng cao cấp, quần chip gan bụng hàng cao cấp. Em đi luôn chị em mình cái này, một lố này 5 cái 125.000 cho 5 cái luôn nha. Cái này em đi 125.000 cho 5 cái. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã này, là mã cao cấp chung là được. Ở dưới của nó là ren xịn luôn, ở trên của nó là su lạnh nha. Chị em đến 60-62, chị nào bụng to bự mang cái này ok nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này, là mã cao cấp chung là được. Là sao? Cái quần gì chị Hạnh Trương ơi, Hạnh Trương gửi quần gì? Rồi chị nào lấy cái này lên cao cấp chung là được nhé. 125.000 cho 5 cái, rẻ hơn một cái quần bình thường nữa luôn. Em nói thiệt sự luôn. Không, em đi combo 5 cái. Em không đi combo, đi sau 2 cái chị. Em không đi 2 cái, đã đi combo 5 cái mà sao lại hỏi 2 cái làm sao chốt. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Cao cấp chung em là được, comment cao cấp cho Nguyên là được. Nguyên đi luôn chị em mình là 5 cái với giá là 125.000. Bộ nam em còn lẻ thôi chị ơi, chỉ còn lẻ. Rồi tiếp cái mã này em bán tặng luôn, cái này em còn 4 cái. Cái này phôm to, phôm này chị em 60 ok. Xem lại cố gắng tương tác xíu dạ mình ơi, cái mã này em bán tặng. Cái mã này bán tặng nha, tương tác nha, nhanh tay nha dạ mình ơi. Lên cái này không to nha chị ơi, chị nhắn tin đi, em không rep được tin nha. Em không like, em không có ấy được cái đơn của chị đâu. Cốt tông tàu phông to luôn, 65 ok. Con này 65 kg ok nha, em bán tặng mỗi chị cái luôn, 39k luôn, hết hàng rồi.
phông to nhận hàng cái con này về đi chị ông nó chắc đẹp. Là quất tông tàu có ba cái phông to, chị nào lấy cái này lên mã cam bán tặng 39.000 cái. Giá bán tặng nha, cố gắng tương tác như vậy mọi người, còn được ba cái nữa là hết, bốn cái nữa là hết. Chị nào lấy cái này lên mã cam 39.000. Cam 39.000, nghe rõ cái giá vô dụng nha, chia sẻ lại phát người ta. Like mới có tiếng đồng hồ mà view có 57 view đó ta. Cam 39 cho Trần Nhượng. Gọi qua lúc nha, em không like đi chị. Đừng có báo đủ gì cho like không xử lý được đâu. Nếu như mà không thấy rep thì chị em mình gọi qua lúc nha, em không like á. Em không thấy được tin nhắn, cài tin nhắn tự động đó. Con này bán tặng luôn. Kem này, còn cái này bán tặng 39.000 luôn. Không đi nhập ra được cái này nha. Còn một cái một kem 39. Chị nào lấy kem 39 có đúng một cái. Kem 39 nhá. Hồng này hai cái, hết hàng rồi, cái hàng này hết rồi đó. Sale gọn luôn chị em 39.000. Hồng này có hai cái, phone này chị em để 60 ok, 62 ok, thậm chí 65 ăn được luôn. Chữ của nó là chữ nổi như này. Nha, cái này là cốt tông tàu. Nha, cái này là cốt tông tàu. Chị nào lấy cái này lên hồng. Hồng hồng hồng. Hồng này em đang bán tặng chị em 39.000 luôn. Hai cái hồng nhạt. Hai cái hồng đậm hết. Hai cái hồng đậm, hai cái hồng nhạt. Phải bỏ mã lên chứ. Đâu xuống cho anh Tình nó đi qua đây luôn rồi. Phải bỏ mã luôn chứ. Ai còn đơn nè. Hết. Nhảm nhảm cái gì ra. Hồng đậm cho Trang Nhượng. Hai cái hồng đậm, bộ mẹ chị Nguyễn Lý rồi ok rồi. Nguyễn Lý có rồi nha. Cho mừng cái điện thoại nữa, chia sẻ phát nè, để view xíu dẻo mà nói là tương tác xíu nào. View cao lên xíu nào. Bỏ cho chị ít hàng đi để dùng. Em dùng, bỏ cho chị ít hàng nữa đi dùng. Cho chị bán tặng của chị cáo nắng đi. Ngọc Mỹ Lưu nha. Khách mới lên kèm cả địa chỉ cả số điện thoại hết trên live cho em nha. Địa chỉ số điện thoại luôn nha. Mua hàng kèm cả địa chỉ cả số điện thoại luôn trên live cho em đi chị mọi người. Nha, chốt đơn kèm cả địa chỉ cả số điện thoại luôn trên live cho em nhé. Để chia sẻ phát nữa đây nè. Mũ á. Mũ còn. Mũ còn mấy cặp mũ á Dung. Hai cặp mũ hai cặp mũ hai màu, còn mũ hai màu, mũ đẹp đúng không? Nguyên cặp nếu em đi chị em 125.000 quá rẻ. Còn có màu thôi. Mũ còn nè em, màu còn màu này. Kệ hắn, chữ nó tương tự nhau đi. Chữ nó tương tự nhau đi. Tao bấm vào chia sẻ cái like này về y trên trên bếp luôn nè. Bấm như này chia sẻ thôi. Chứ cầm cái máy nó in thì làm sao không lỗi. Mũ nó mình. Đây mũ nè. Áo cà đốt tóc đằng sau cứ lên màu cho Nguyên đi. Mũ mã này em đang còn màu nâu này, đang còn mấy cặp nữa là em hết nè. Nguyên cặp em nó bao rẻ luôn. Nhận hàng về nữa chị em mình nói. Nguyên cặp này em đi luôn kiểu mình 125.000 một cặp. Ok, Bùi Tuyển một cặp. Cái này ok, Bùi Tuyển một cặp. Rồi okay. Lên mã mũ trong là ok. 125.000 một cặp. Nha. 125.000 một cặp mũ màu nâu. Bao đẹp chưa? Áo gió em còn. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã mũ cho được. Còn áo gió còn ít chị. Hôm bữa em sẽ có 89.000 rồi đúng không? Rồi lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Set 89 chứ set có mũ là set 89 chứ sao set 79 đúng không? Set có mũ là 89.000. Chia sẻ đi ba, chia sẻ vài lượt đi ba. Rồi đẩy view xíu đi dạ mọi người. Rồi chị nào lấy cái này lên mã nâu cho được nhé. 125.000 một cặp. Đỏ này còn đúng một cặp. Riêng màu đỏ này còn đúng một cặp. Set 89 mình lấy màu gì cứ lên màu cho Nguyên đi. Cứ màu gì? Màu đen, màu kem. Set có mũ em Dung. Set có mũ á, set chân váy có mũ kìa. Mũ 8, set 89.000 ấy. Rồi cho Nguyên con này. Áo đằng sau của em là 49.000 cả. Chưa đi đơn phải. Ok cho Bùi Thị Yến cặp. Rồi ok, hết đỏ luôn nè. Hết đỏ luôn. Cười. Mới cào cái cặp em cặp đó nữa.
Rồi nha, tiếp luôn chị dạy mình cái này. Tập trung lên. Rồi cho nguyên cái này. Cho nguyên cái này. Cái này tầm khoảng 20-30 cái nữa là em hết luôn, em ngưng luôn cái mã này. Ngưng luôn cái mã này, hai lớp chị dạy mình ơi, hai lớp mà có kèm một cái khẩu trang. Hai lớp kèm khẩu trang. Còn tầm khoảng 30 cái nữa là em hết. Nha, ngưng luôn cái mã này nhá. Nắng hai lớp, hàng xong hơi, hàng xong thêm như thế này. Lấy màu đi em ơi. Ưa màu gì lấy màu đi. Em dùng rút cho chị cái cặp có màu đen. Không, sếp có mũ, sếp cái chân váy kèm cái áo có mũ kìa. Trời. Sếp chị ái chị mang nè. Này, đây cho chị nè. Thấy màu kem không? Thì nó chân váy cái áo có mũ mà đang không định hình được. Ơi có màu đen, còn màu đen mất màu đen. Nắng hai lớp kèm màu cho ông lụa. Nắng hai lớp kèm cho số ký chứ cái này không chọn màu vậy mình ơi. Dép còn lại tạo cho chà. Chứ chà, kéo bông luôn rồi. Ủa sao chị người tình trăm năm không lên lấy đơn ta? Sao chị để đơn mà em thấy bao của chị nó bám bụi luôn rồi. Mà sao không lên lấy đơn? Em nhắc rồi em thấy ghé lấy. Cái này bỏ riêng nè, kéo bông luôn lấy luôn rồi. Người mạnh mạnh mẽ biết quen. Kép luôn, bay luôn, bung luôn cái. Thế bỏ cho Đoàn Thị Như Ý đi. Chị đó màu đen hả? Hả? 8-9 gì? Áo này em đi chị anh 79 nghìn một cái. Không trùng à. Nha. Còn tầm 30 cái nữa là em ngưng luôn cái mã này rồi. Hết luôn rồi đó. 79.000 một cái, nắng hai lớp như vậy mà nó nhìn này. Là hai lớp nha, hai lớp toàn áo mũ cũng là hai lớp luôn. Chứ không phải mũ một lớp đâu, mà em đi luôn chị mình có là 79.000 cái rồi. Hết hàng rồi, cái gì đó em. Set meal ơi. Không. Set meal này khách đặt rồi. Khách đặt nhiều lắm rồi không có hàng trả đâu. Ừ, để cái này không bỏ qua cho Huyền chốt luôn thì lượt cái mã miêu nó chốt cái mã miêu luôn trong hết đi. À, có màu hồng rồi ok. Bỏ màu hồng ra. Bao nhiêu ký? Lên cho Nguyên cái số ký đi. Lên mã hai lớp kèm vô số ký là được. Hai lớp lên kèm số ký cho Nguyên là ok. Nguyên đi luôn chị mình con này 79 nghìn nghĩ ra trời trời nắng như thế này mà mang hai lớp này, mua hai cái. Mang một cái này mang 3 ngày thôi. Nó mang 3 ngày giặt. 3 ngày giặt thay cái kia. Nha, chị nào lấy cái này lên mã hai lớp kèm số ký cho Nguyên là được. Kèm lên cho Nguyên cái số ký đi chị mình ơi, lên mã hai lớp kèm số ký, đổi điện thoại đi này vô. Hai lớp kèm số ký cho Nguyên nha chị mình ơi. 60 độ về là ok. 60 độ về là ok. Chị nào lấy cái này không chọn màu, chị ơi không chọn màu. Nha, không chọn màu. Chị nào cảm thấy ok là chốt. Chị nào cảm thấy ok là chốt, không chọn màu nha. Ví dụ chị mình đã có màu gì rồi đó, trừ màu gì đó ra. Nếu như mình đã có một màu gì đó rồi, trừ một màu gì đó ra thôi. Chứ em không cho chọn màu cái mã này. Tại vì giờ còn ít Quân Thải lên có 79.000 một cái hai lớp hàng xịn sò nhé. Hàng thông hơi như thế này chị mình ơi. Hàng thông hơi và hàng thông hơi nách như thế này nè. Ok chị nào cứ lấy cái này lên mã hai lớp kèm cho Nguyên số ký là được. Nha. Hai lớp kèm cho Nguyên số ký là ok. Cứ lên mã hai lớp kèm cho Nguyên số ký là được nhé. 79.000 cái. Nguồn cái thì phí. Set meal này còn set à? Ok. Set crop top gì nữa? Ok chưa? Chị nào lấy cái này cứ lên hai lớp kèm cho Nguyên số ký là được. Cái này em còn đúng một set. Set này quá đẹp. Đấy. Đấy. Áo nắng nam còn, cái này còn đúng một set. Cái này còn đúng một set. Cái này nó sẽ có MLXL. MLXL. Rồi ok nha, qua đi chị em mình ơi. Rồi ai lấy cái này nữa lên luôn dùng Nguyên đi. Nắng, kèm cho Nguyên số ký là được. Chị Ngọc Mỹ lưu lên địa chỉ luôn nha. Khách mới lên đơn kèm cả địa chỉ luôn trên live cho em chị ơi. Mua hàng kèm cả địa chỉ dùng Nguyên nha. Cái này em còn đúng một set thì chị em mình. Hai lớp. Hàng thông hơi mà đi. Khuyền cái hộp kéo mình còn hai màu khác nhau là được. Thế còn mấy cái cho lên luôn. Một set cuối cùng. Cái này có một set cuối cùng. Em bán tặng nhá. Ok chị. Ok chị. Này, lên mã set cho 57 độ về. Hàng này là hàng Quảng Châu luôn. Hàng Quảng Châu, hàng nguyên Quảng Châu luôn. Ok. Lấy em bộ đắt quần dài. Từ từ. Từ từ. Ok dạ mình cứ lên nắng kèm cho Nguyên số ký đi.
Hồi nãy giờ ngồi ghi tôi kìa. Chứ không là cuối tháng lại ngồi ghi. Chị ơi một mã thôi chị. Chị Mỹ Hành Hồ đã mua nhà em mấy cái mà có màu này màu kia rồi. Em loại một màu thôi. Em chỉ loại một màu thôi chị. Từ đây cứ đưa lên đây cho. Đây có nó, có mấy thùng đâu. Không chọn đâu chị. Trừ một màu thôi. Trừ một màu thôi. Này đưa ra ngoài luôn cung cho rộng chỗ. Nam 68 mà ta. Nam 68 thì còn cái mã 68 ký nắng nam. Cái này em có set bán tặng đi, 79 nghìn đi. Có một set chứ mày. Bay luôn cái mã này luôn. 79 nghìn cái set này ai nhanh có. Đúng một set thôi. Hàng này rất mẫu lại này. Hết hàng. Cái này về nhanh như một cơn gió. Sạch sành sanh hàng. Set cuối cùng và cũng là mã này là mã bị bôm, bị xả đi. 79 nghìn luôn. Ai nhanh có. Set kem cho Lan Nguyễn 79.000. Rồi cái này lên dép à. Ok. Chờ view lên xíu nữa rồi em lên dép. Chờ view lên xíu nữa okay, đi. Ok, Lan Nguyễn có set kem rồi. Cho em lên view xíu nữa rồi em lên dép. Trời ơi. Ai đang có đơn cho chị mấy ít khăn ướt phần trước nè. Ít khăn ướt nữa luôn, cho khách kẹp đơn luôn. Rồi cho nguyên cái này đi. Lên mã kéo, kéo này là kéo nhặt nha chị em mình ơi. Siêu bé. Cái này em còn thùng. Cái này còn một thùng nhá. Lên mã kéo trong là được. Chốt kéo lên luôn dùng nguyên là ok. Em đi luôn trả mình con này. Bình thường là đi con này 55-59 nghìn cái đúng không? 55-59 nghìn một cái. Giờ em đi nó luôn trả mình con này 35 nghìn một cái kéo. 35 nghìn một cái kéo luôn. Chị nào có đơn tranh thủ vô. Cái này mà trong bếp mà thiếu những con này thì hơi bị phí. Chị em mình về cắt. Lên bộ đát. Có bộ đát hình như còn màu đen chứ mấy. Chị em mình cứ lên kéo, bộ đá còn màu đen thôi. Lên luôn dùng mã kéo cho Nguyên nha. Comment okay, kéo. Cái này kéo hai cái cho Quỳnh. Trời giống xứ không ngon quá. Ghê à. Đây như đài bóc. Ok đi, chốt đi, yên đi. Kéo cho Ngọc Mỹ Lưu. Kéo cho Minh Quân. Rồi nha chị. Ở đây kéo cho Bùi. Ra loại thường à, tối em lên đi. Tối em lên ra thường, tối em lên trăng luôn vậy mà luôn. Tắt màu đen á đâu bạn Dung này. Rồi nhớ chị nào lấy kéo. Đầu tháng tình ngô in, còn cuối tháng Dung đi thôi. Dung ý. Bạn để đem đem về rinh về mang cho hết. Ai kêu đứa con bên 5 kg. Hai đứa. Rồi chị nào lấy kéo, comment kéo cho ai được nhá. 35 nghìn cái à? 35 nghìn cái thôi nha chị em mình ơi. Máy size mình còn không? Cho lên luôn đi, kẹp đơn luôn. Cho chị mấy cái máy size nữa. Cho chị mấy cái máy size kẹp đơn luôn đi. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi nhá. Kéo có 35 nghìn cái, mua hai cái. Để đầy góc, để góc này cái, để góc kia cái nha. Cắt đa năng về chị em mình cắt. Cái này là về chị em mình cắt. Cắt thịt rất là bé. Cắt thịt gà, cắt thịt vịt. Đó, siêu bén luôn. Mà có 35 nghìn một con thôi à. Bình thường chạy hàng này hàng 55 nghìn đấy. Rồi ok, dạ mình lên kéo xuống đây nhé. 35 nghìn một em. Rồi cái này luôn nè, chị nào chưa có. Chứ còn tạm thì quạt về có ít quá không đủ trả. Rồi cho Nguyên cái này. Lên luôn dùng Nguyên cái này. Chị em mình cũng nên có này. Trong bếp có phải nên có một cái như thế này nè. Máy xay. Mà là máy xay tỏi, máy xay ớt nha, máy xay hành. Và chị em mình có con nhỏ thì chị em mình xay cháo. Cái này tích điện nha dạ mình ơi. Dàn tích điện nhá. Chị em mình về có củ sạc rồi cắm. Có cái dây sạc này về em cắm vô thôi. Rồi trong nguyên cái này. Lên luôn dùng nguyên cái mã này. Comment mã size chung là được. Xay tỏi, xay ớt, xay hành, xay xả, xay cháo. Và đừng có xay thịt thôi nha chị em mình ơi. Máy size cho Nguyên. Siêu bén luôn. Siêu bén nha. Cái này lên luôn dùng Nguyên nè. 70.000 cái. 70.000 cái. Robisun còn. Robisun còn. Chị em mình lên mã này, lên mã máy size trong là ok, cực kỳ dễ vệ sinh luôn nè. Chị em mình nhìn đó, thấy chưa? Chị nào mà nhà có con nhỏ như thế này rửa như thế này là rửa thôi. Rửa từng này thôi, khỏe ơ gọn ơ luôn. 70.000 cái. 70.000 cái, chốt đi cái này như chắc còn thùng, thùng hay thùng nữa. 70.000 một cái. Chị nào lấy cái này lên mã máy size trong là ok. 70.000 một cái máy size nhá, siêu rẻ luôn. Chị nào lấy máy size. Okay, comment máy size cho mình được. Lên mã máy size trong là ok nhá.
70.000 một cái. Khách nhà mình mua rất rất là nhiều con này. Dễ sử dụng, dễ vệ sinh nha. Siêu rẻ, 70.000 cái. Chị nào lấy máy size, comment máy size cho mình được nhé. 70 chung là ok. Máy size 70k, chị nào lấy máy size, quên cái này. Rồi trừ cho chị Thu Tâm Lê này. Rồi đó chị Lan cho tìm không còn một bịch. Cái này mới về thêm nha. Không còn một bịch khăn ướt nào hết. Cho Nguyên cái này lên mã khăn ướt cho Nguyên nha. Bộ nam chị nhắn mà chưa rating. Chốt cái đơn nhắn rating chị Giang Hương luôn cái gì. Giàu chiên không giàu, nó bằng chuyển mệt lắm. Máy xay cho sen vỏ. Nó ngồi thị trường người ta bán nhiều rồi mà. Em đi những cái tiền gọn thôi. Em kẹp quần áo thì em tiền gọn thì lại rất là ít tiền gọn thôi. Chị em mình để ít cái này, chị em mình sạch đi, không ai bán 70.000. Em bán 70.000, em bán để kẹp quần áo chị em mình thôi. Sai cho Giang Hương. Bán là để kẹp quần áo thôi, rồi khăn ướt cái này em nói em không đi nhiều. Em chỉ đi 3 bịch thôi. Không đi nhiều nha. Chỉ đi 3 bịch thôi chị em mình nha. Không có đi nhiều nha. Lên mã khăn ướt hàng này là hàng khăn ướt Thiên Phúc, khăn ướt gấu Thiên Phúc. Hàng này là hàng công ty, chị em mình gỡ ra cái này nó có tem chống hàng giả nè. Không có đi cái hàng tàu lao, chị nào mà nhà có con nhỏ nè. Hoặc là chị em mình về mua về cái này chị em mình lau, ví dụ em để một bịch, để đi một bịch để lau ông địa nè, lau bàn thờ nè, sạch sẽ, lau bếp đó. Giấy khăn ướt cho Nguyên, chị em mình lên mặt khăn ướt, em chỉ đi 3 bịch thôi, không đi nhiều nha, chỉ chốt 3 bịch thôi nha, mỗi chị 3 bịch, em đi chị em 35.000 cho 3 bịch, 35.000 cho 3 bịch nhá. Chị nào cái này để em kẹp quần áo thôi, chị nào lấy cái này lên mặt khăn ướt chung là ok, 35.000 3 bịch, siêu rẻ luôn nha. Hết hàng à? Hết đen à? Rồi nha, chị nào lấy cái này lên khăn ướt cho mình được. Em đi 3 bịch thôi. Cứ lên mã khăn ướt cho mình, em mặc định là đi 3 bịch nha. Rồi chị em mình lên mã khăn ướt cho mình được. Đi mặc định là 3 bịch thôi, không có đi nhiều. Đó, chị nào lấy mã khăn ướt, comment mã khăn ướt cho mình được nhé. Văn Nguyễn. Rồi nha. Thảo. Cái gì Thu Thảo vậy? Mỹ Hạnh, Mỹ Thị. Mà tự nhiên mà đọc tên nó mà chốt cái gì? Cái Thu Hà. Nhân viên là nhân viên không phải trả tiền lương. Nên là thắc mắc nhiều là không có ấy. Nên là chị em mình chịu khó xíu nha. Nhân viên là nhân viên. Nhân viên này nhân viên miễn phí. Làm công công. Nhân viên này là nhân viên làm công công. Nên là không dám đòi hỏi nhiều. Xuân Thí. Lâu lâu về làm công công cho mấy ngày rồi đi đó. Bóc bộ đát cho chị cái giông. Bộ đát màu trắng, bộ đát màu đen ống bo. Nguyệt ngày hôm qua Nguyệt giờ vợ xếp hàng đưa cái góc này. Ống bo cái nó không phải. Ống xung, cái mà ống bo á. Mã nó chân gần hết rồi, khách bóc gần hết rồi. Còn ít. Em nói nè. Ok, chờ em xíu. Bộ đắt là chị Thương Nguyễn lấy đắt nam hay đắt nữ? Mọi khi là ở đằng trước xăng ấy. Mà giờ không biết ở đâu rồi. Bạn Huyền đứng lên, bạn Huyền đi tìm phát bạn Huyền. Tìm cho hắn cái nè. Đúng, kiểu như thế. Nữ. Không công mà về phải đưa thêm lương nữa. Lên đồ bộ đùi à? Ưa lên bộ đùi, em lên bộ đùi. Chà, bộ đùi thì đùi có tông tàu khô. Bộ 573kg không còn. Em nói nè, nắng rồi, mua cái này cho con nè. Nguyên đang sale rất là rẻ. Còn màu đen, đưa đây cho chị luôn. Mấy tiền ta? 19. 5 bộ là hết. Còn nhiều giá sợ không? 5 bộ là hết. Đây, bộ đáp đây còn 5 bộ nữa là hết nha. Mai nghỉ à? Mai mình lên. Thì đợi mai nghỉ anh mới kêu cái tận cái con đơn đi ta đi. Cho mình nghỉ lắng như đều gần hết đơn rồi. Rồi cho Nguyên cái này nè. Có 5 bộ nữa thôi là hết. Mã này còn 5 bộ nữa là hết mã này nè. Dạ mà nói. Bộ đát, ống bo. Đẹp cực kỳ. Dạ mình 60 vẫn mang được nha. 115.000 luôn đi, chị em mình nhìn cái quần. Em nói nhận cái quần không 110 mấy nghìn. Nó vẫn xứng đáng đồng tiền chị em mình bỏ ra nha.
thiệt luôn. Dạ mình nhận cái quần không 110 mấy nghìn cũng xứng đáng luôn, cầm cái quần cũng sướng, nó dằn dày nặng chịch luôn nha. Ống bo như thế này cho nguyên cái này em đi luôn, chẹo mình 115 nghìn luôn đi. Đá này đá theo còn đúng 5 bộ, chị nào lấy cái này lên nhanh tay, 60 kg ok, còn có 5 bộ thôi, chẹo mình lên cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Khăn ướt à, khăn ướt combo, khăn ướt Thiên Phúc 3 bịch như thế này nguyên đi là 35 nghìn. Rồi chị nào lấy cái này lên mã bộ đắt đen 115 nghìn luôn đi, hết rồi. Cho Đoàn Thị Như Ý đen, đây này, cái đen này, đây này. Còn từng còn cái 5 bộ này thôi nha, chị nào lấy đắt đen 115 cho nguyên là được, đúng 5 bộ nha. Đây comment mã đắt đen cho nguyên là được, 115 nghìn một bộ nha. Cầm cái quần thì nó nặng trịch 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 luôn, ai lấy đắt đen chút đắt đen cho nguyên là được nhá. 115 thôi chị em mình ơi, size này dành cho chị em mình 57-60 kg ok. Đây đó, chị nào lấy bộ đắt đen, còn mỗi màu đen hai bên của nó nhúng nhúng như thế này đẹp lắm, mang lên form đẹp lắm. Đấy chị nào lấy cái này lên luôn, chị nào gọn lấy 60 ok rồi nha. Chị nào lấy đắt đen lên đắt đen, comment đen luôn nè. Ờ đắt đen đi, có mỗi màu đen chứ mấy, hết rồi, còn mỗi màu đen thôi, hết màu rồi. Chị em mình lên mã đắt đen nhiều nhá, 115 nghìn một bộ đắt đen. Chị nào lấy đắt đen comment đắt đen chung là được. Rồi tiếp luôn dùng nguyên nè, này rồi đúng không, bỏ cái này xuống cái này. Rồi để em lên dép, để view lên xíu nào, em lên dép nhé. Lên dép nó lẽ tẻ sai á mà, ôi là trời. Cái này cũng còn cặp hai cặp nữa là nguyên cũng hết hàng luôn, không có hàng nữa. Như vậy mình ơi, lưu ý đầu mùa nhưng mà là hết hàng. Ruby Su thì còn đủ sai nguyên. Đen nâu Ruby Su hai màu đen nâu nhưng mà không đủ sai, mình cứ lên đi còn sai nguyên bóc nha. Còn màu đen với màu nâu là cái màu dạng như thế này, màu nâu là màu tương tự như thế này. Ruby Su lưng chung nha, mã này nguyên đi chẻ mình là 95 nghìn một cái, vì là like rồi nên nó giờ không còn đều màu đó, nó không còn đủ sai, không còn đều màu. Đi chẻ mình con này 95 nghìn cái này bao chắc luôn nè, p như vậy mà thôi, chắc ruby nha. Đấy, lên mã này, lên mã sung 95 kèm màu như được, có màu nâu là màu tương tự như này, con này màu đen đó. Ai lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé, bỏ in bia gì Yến Nhi luôn. Chị em mình ơi, cho nguyên cái này, nguyên đi luôn chẻ mình cái này là 95 nghìn một cái, có màu đen và màu nâu. Chị em lên mã 95 nghìn kèm màu và kèm cho nguyên số ký là được nha. 95 nghìn lên kèm màu, kèm cả số ký cho nguyên là ok. Rồi tiếp cái mã này, cái này em nói chị em mình, chị ơi dưới 60 là có sai nhưng mà giờ không còn đều màu, dưới 60 là có sai nhưng mà do like rồi nó không còn đều màu. Chị em mình cứ lên mã 95 nghìn kèm màu kèm số ký đi, lên mã 95 nghìn kèm màu kèm số ký, cái nào lên chung nhá nha. Lên mã 95 nghìn kèm màu và cả số ký cho nguyên nữa nhé chị em mình okay, nha. Ok, chung đen cho hạt tài. Chín mươi lăm nghìn kèm màu kèm số kế cho nguyên là được nha. Rồi con này, hàng này là hàng hãng, size cho bé nhà mình 32 đổ về, cái này còn ít, em nói chị nào nhận con này về cũng ưng đúng không. Hàng thì chị em mình đen cho bùi chị em mình mua hàng hãng nhưng mà giá hàng rẻ hơn giá hàng chợ, giá hàng rẻ hơn giá hàng xưởng, toàn bộ là hàng hãng UE. Cho nguyên cái này lên mã nắng bé nắng, rồi mua cho con những cái này, mua hai cái, mua nó thiệt sự giá nguyên sale cái này, mua hai cái đi rẻ hơn giá hàng xưởng. Cái này dễ mình sẽ mua rẻ hơn giá hàng xưởng. Chị em mình lên mã này, lên mã nắng bé trong nguyên trình, nắng trai hoặc nắng gái kèm kèm số ký cho nguyên là được nhé. Chị em mình ơi, trai hoặc gái kèm cho nguyên số ký là ok, vì hàng này hàng có size nên là chị em mình cố gắng kèm cho nguyên số ký và kèm cả giới tính cho nguyên nhé. Trai hoặc gái kèm cho nguyên cả số ký nha. Nguyên đi nốt luôn chị em mình cái con này, giá lên chị em mình này rẻ hơn hàng xưởng luôn. Đi chị em mình hàng hãng xịn sò nhé, 49.000 cái mã này khách nha em. Không chọn màu chị ơi, cái này không có chọn màu. Lên mã nắng bé kèm trong nguyên cái số ký là trai hoặc gái kèm trong số ký là được. Nhỏ nhất là 18-20 kg, nhỏ nhất là 18-20 kg, gần hết rồi, còn một cặp nữa là hết thôi nha chị em mình ơi. Trai hoặc gái kèm trong nguyên số ký là được, nắng trai 49 nghìn nha chị em mình ơi, siêu rẻ. Một gái một trai cho Bùi ba đọc chưa, một là bà in cho đâu thì Dương Bình đọc không tin đi. Chị em mình lên mã nắng trai hoặc nắng gái kèm trong số ký là được nhé. Nha, lên mã nắng trai hoặc nắng gái kèm trong số ký là ok. Nguyên đi luôn chị em mình là 49.000 cái, chị nào ok chốt nha. Đẹp, em nói nắng hàng hãng, chị em mình về, chị em mình muốn mở ra ngửi.
hàng thơm, hàng thơm nhé. Đó, chị nào lấy cái này hàng hãng của nó chị em mình về sợ ra nắng gu e, nắng gu e thì giá bao nhiêu tiền nha. Đó, chị Hương quen là bé, là bé trai hay bé gái chị em mình cứ quen. Trai hoặc gái kèm cho Nguyên cái số ký, trai hoặc gái viên. Kèm số ký cho Nguyên là được. Gái cho Hương viên. Ba đừng, thôi chắc ba không đọc tên ấy, vì còn một cặp nó sợ không đủ size, cái có size là bóc đi. Chị em cứ lên trai hoặc gái kèm số ký chung là được, sợ đọc nó hết size nữa mất công. Thời điểm còn ít còn lại tại size chứ mấy. Em đang đi 49.000 nha, nghe rõ cái giá vô dùng Nguyên giọng rồi. Nghe rõ cái giá vô 49.000. Lên số ký Ngọc My Lưu, Mỹ Lưu nha. Cái này lên đơn kèm cả số ký cho Nguyên nhé. Trai hoặc gái kèm số ký, trai hoặc gái kèm số ký rất là rẻ luôn chị em mình ơi. Trai hoặc nắng gái kèm số ký em đi có 49.000 thôi mà chị em mình mua được hẳn làng hả? Chứ không phải là hàng xưởng nha. Hàng xưởng nhiều khi cũng đâu có giá này anh chị em mình ơi. Hàng xưởng chỉ có giá 32 kg đổ về thôi chị. 32 kg thôi. 35 kg nha. 32 đổ về thôi. 18 lên 32 về chị em cứ trai gái kèm số ký cho được. Trai hoặc gái. Okay, kèm số ký lên chung là ok. Nha, qua nha chị em mình này. Chị em mình cứ chốt lên trai hoặc gái kèm cho Nguyên cái số ký là được. 15 kg rộng chị. 15 kg rộng. Cái quần mà ở đây cái quần này nữa. Rồi qua nha. Trai hoặc gái lên kèm số ký cho Nguyên đi chị em mình ơi. 32 kg đổ về thôi là chị em cho ok. Áo thun phía sau từ từ chạm trên này ha. Trên này đúng không chị? Áo lửng đúng không? Trai hoặc gái kèm số ký, bỏ cái này xuống hay sao? Bỏ cái này bỏ vô bì cho nó gọn, hoặc là bỏ bì cho nó gọn. Rồi nhá. Đây cái này thì dùng hồi nãy em chốt cái này còn không? Còn trắng. Mã này em đi chạm 49 nhìn một cái. Trai mã này lại qua rồi. 57 độ về là ok, có tông tàu xịn sò, không lửng. Mà hồi nãy chị em mình mua quần sung rồi chị em biết cái nào ok. Chị em mình cứ lên. Cứ lên màu cho Nguyên nhé. 57 độ về là ok. 57 độ về là chị em mình chốt đẹp nha. Đây có từng này màu thôi. 57 độ về là ok. Chốt mã này. Em đi chị em con này 49.000 cái luôn. Phong của nó là phong lửng lửng. Em sẽ mang cái gì em xem. Chẳng xin đi mang thử cái gì em xem. Này bán gần hết rồi chưa mang thử gì phải cách co luôn. Bán hoàn này nhé. Chào siêu siêu. Bán gần hết rồi nhưng mà chưa mang thử cái mẫu áo này cho chị em xem luôn á. Cái foam này là foam lửng nha dạ mình ơi. Cái này là foam lửng chứ không phải là foam crop top. Xem mình để nè. Crop top là nó ở trên này. Foam này là lửng, nó không có quá dài mà cũng phải là ngắn lắm. Trong nguyên con này. Đồ mẹ em còn, đồ mẹ em đi dạ mình mấy chuyện. 85.000 một bộ đó. Len luôn dùng nguyên con này là mã lửng cái dạ mình ơi, đẹp. Mã này dạ mình mix với con quần sung, mấy con quần sung này thì bao đẹp luôn. Mang những cái nào mà mix với những con quần sung này cũng bao đẹp luôn, phối sát đẹp luôn này. Đó, hoặc là cái mã sung hồi nãy em xem 59.000. Cái mã này hồi nãy hết đen rồi đó hả Dung? Hồi nãy em nói cái mã này hết đen à? Hồi đi xong. Lên mã này 49.000 kèm màu, nhưng có 49 màu bơ nè, 49 màu nâu nè, 49 màu trắng nè. Đó, 49 màu hồng trong em nè. 49 màu đen, từng này tông màu nhé. 49.000 một cái, chị nào thích cái mã này đây mã 49 cho Nguyên là ok. 49.000 một cái, cái này siêu rẻ luôn nha. Chị nào thích cái này cứ lên mã 49 cho Nguyên là được. Siêu rẻ luôn nha. Chốt 49 lên luôn dù Nguyên đi chợ mình ơi. Rồi cái mã này, cho bà sao cái quần này. Cái quần này. Quần này mà chị nào không chốt phí nha, riêng cái này chị nào không chốt phí. Đây này, lửng ở đây này sao. Trên đó kìa có mấy cái trên thanh trinh bóc hàng xuống cái đã siêu ghen bụng luôn đó, màu bơ đó kìa, thấy cái màu xanh xanh bơ bơ đó đó đó, từng nữa thôi trắng luôn kìa. Lấy hồng à? Không hoa cái tao chú hồng đây. Em nói con quần này siêu ghen bụng, quần mì xịn cho Nguyên nha. Cặp của nó là cặp to. Cái này mà chị em mình mà
Cái này hôm bữa em mang thử cho em coi đúng không? Đẹp lắm luôn. Cho chị em mình từ 40 độ lên 62 độ về là chị em cho ok. 40 lên 62 về chị em mình chốt đẹp cái con quần này nha. Chị em mình mã này em luôn dùng mã này là mã. Chốt chị Hà Tài chưa? Có bóc xúc không chốt đơn à? Có chị Hà Tài, chị Thanh Trinh kìa. Lên luôn dùng nguyên cái này con quần ngố mì nha chị em mình nhá. Form này chị em mình từ 40 độ lên 62 độ về có size. Hàng có size nha. 40 lên 62 độ về. Nguyên lên luôn chị em mình con này. Siêu đẹp luôn. Cái này mà chị nào bụng to bụng bự mang con nào rất là ok luôn nhá. Siêu gan bụng luôn. Hai dây hàng xịn sò. Cái này em đi luôn chị em mình là 79.000. Chốt mã quần 79 kèm trong cái số ký là được. Nha, lên mã 79.000 kèm trong nguyên cái số ký là ok chị em mình ơi. Cho chị Thanh Trinh cái màu bơ. Rồi nha, chốt lên luôn dùng mã này. Comment mã này lên mã ngố đi. Comment mã ngố đi. Kèm cho nguyên cái số ký là được. Từ size 40 độ lên 62 độ về là chị em chốt ok nha. Ai lấy cái này lên ngố, chốt ngố kèm size trong là được. Tương tác xíu như vậy mình ơi. Tương tác xíu nữa đi. View lên xíu, chờ view lên để mà lay dép mà view. Lên chậm quá. Lên cho nguyên mã 69.000 kèm, ôi nhầm, 79.000. Kèm cho nguyên số ký là ok. 79.000. Không chị, 79.000 kèm số ký. Chị nào lấy cái này lên ngố 79.000 kèm số ký lên trung nguyên là được nha dạ mình ơi. Size cho chị em mình từ 40 độ lên 62 độ về là chị em chốt ok. 40 lên 62 về nhé. Rồi tiếp luôn. Đưa cái này luôn nè, đưa cái này luôn. Cái bộ này còn mấy bộ này. Đó, cho mấy bộ này em bán tặng luôn chị bộ luôn. Không chọn màu nhé, màu nào cũng được nhé. Hàng này 69.000 lụa xịn. Cái này là bộ ngủ lụa xịn trung nguyên nè. 40 lên 62 về lại 60 về chị em cho ok. Chị em mình lên mã bộ ngủ. Còn được 4 bộ, màu nó ra ná như nhau nha. Cái này ná như nhau, như nhau nhé. Các chị thấy thanh cái màu màu nâu. Em ra đi. Quần kêu mờ cho Hiền Anh. Màu gì cũng được nhá, lụa xịn chắc nó mức mờ à. Chắc nó mức mừng mượt à. Nguyên đi luôn trẻ mình con này luôn. Huyền chị Phương Kiều nó chốt cái đơn bỏ luôn 10 cái quần à. Quần tam sung ấy. Cái hai bộ chục bộ lụa siêu nhẹ nó cho chị đi đơn cái. Chị đang cần hàng. Lên mã bộ ngủ nha. Cái này em còn được từng này bộ. Hàng này hàng hôm bữa em xem 69.000 bộ đây nè. 69.000 một bộ và giờ nó còn lẻ tẻ màu ấy. Còn được 5 bộ 6 bộ mà là dòng lụa xịn luôn. Em bán tặng 49.000 một bộ. Nha, có mấy bộ thôi. Chị nào lấy mã bộ tay của nó là tay bèo như thế này nè. Còn sót được mấy bộ. Cưng lắm luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Quần này thì lai rất là nhiều rồi. Quần này là quần 75. Còn quần này là quần size 59. Rồi nha, chị nào lấy bộ lụa lên bộ lụa. Nhớ là dòng lụa xịn nha. Nhận hàng về. Hàng mà hàng khô, hàng xấu. Đừng mua hàng nữa. 60 độ về ok luôn nha. Còn được mấy bộ thôi. Cưng lắm. Cứ nhận hàng về coi. Cái này em chạy rất là nhiều rồi. Đây là những bộ cuối cùng em bỏ lên bán tặng luôn chị em mình là 49.000 bộ. Rồi chị nào lấy bộ ngủ chốt bộ ngủ trong được 49.000 luôn dùng ok. Thương Nguyễn. Nha. Comment mã bộ ngủ 49.000 chốt mã bộ ngủ 49.000 trong ngoài được. Comment mã bộ ngủ. Không, bỏ ra đi đừng chốt đơn. 49.000 màu gì cũng được ok chốt như chị hết như thôi. Hàng người ta đã gọi là xả lỗ xa với giá nhà. Không, đừng chốt, không lọc màu không chốt nha. Chị nào lọc màu không chốt đâu. Phúc đại thôi. Hàng đi nhập ở đâu đâu cả tiền trăm. Chị nào lọc màu không chốt nhé. Cả tiền trăm á, em sale có ok, Thương Nguyễn 2 bộ. Con mấy 49.000 nhận, chị em mình cứ nhận cái bộ đồ về đi. Coi thử cái giá 49 của nhà Nguyên nó ra như thế nào. Đó, hàng nữa hàng còn lẻ em bỏ lên bán tặng. Đều có mấy cái áo Chanel đâu. Đâu bắt được ta. Áo neo trắng chỗ này. Rồi set này cho Nguyên. Nguyên nó này, chị bên nhà chị 64 kg. Hết nha. Chị bên nhà chị 64 kg. Chị mang cái bộ này được luôn, tại vì dáng người gọn. Em chúc 52 rồi đó. Bỏ cũng Nguyễn Thị Khai ra đi. Bỏ cũng Nguyễn Thị Khai ra đi. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Xét cho Nguyên nha.
một cái áo có mũ như này, cái này lên cưng nè. Dạ mình mang đi chơi những cái mã này đẹp này. 52 đổ về là ok nha. Em đi luôn chạy mình set này 89.000, còn máy set nữa là hết rồi. 89.000 cho nguyên là được. 52 đổ về. Nguyên nó thật sự là hàng nó giảm rất là nhiều. Chị mình mà 60 cũng được ấy. Nhưng mà Nguyên chốt cái số ký này để rồi chị mình mang đẹp. Là tầm quay đầu 52 ký quay đầu là mang đẹp nhất. Còn mà 60 ký chị mình mang vẫn được. Ưa mang vẫn được luôn. Vì hàng nó giảm rất là nhiều. Chị bên nhà chị 64 ký chị mang cũng được. Đó chị nào lấy cái này lên mã set trong được. 89.000 một set luôn nha. 4 set. Set 89 trong là được. Chị bên nhà em không nói đi lên. Mà nó một cây màu này. 4 set thôi. Cái này em có 4 set. Set cho Minh Quân. Hết rồi chị, bộ 49 hết rồi. Bộ 49 hết rồi. Những cái mã mà em nói là em sale bốc màu ngẫu nhiên đừng, tại vì còn ít em thải lên luôn thì để mình đừng chọn màu. Set cho không có chốt được. Hương Nguyễn. Nha, chị nào lấy cái nào lên set. Set 89.000 luôn. Đẹp, cái này vậy em mang đi chơi, mang đi cà phê, cà pháo vô tư luôn. 89.000 một set cho Nguyên nghe chị em thôi. Còn chị nào lấy set 89 chút set 89 cho Nguyên là được nha. Lên set 89.000 cho Nguyên là ok. Rồi tiếp tục luôn. Mã này nhanh nè. Lan Nguyễn có hai bộ mà bộ 49 rồi nha. Có không? Đó. Hồi nãy chỉ chọn màu mà. Lên cho Nguyên cái mã này có mấy con rồi. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Mấy con màu nâu có tông tàu, phông to. Hàng này đi nhập đào 6 nữa chị ông nữa. Nhập số lượng nhiều là đi nhập đào 6. Con này đi nhập số lượng okay, nhiều là sẽ đi nhập đào 6 nha. Nguyên đi gọn luôn chị mình con này. 49.000 cái. 49.000 nha dạ mình ơi. Lên mã B nâu cho được. Cái này đóng thùng vô rất là đẹp luôn. Size cho chị em mình từ 40 độ lên 62 độ về là ok. Nhớ là có tông tàu nha. Chứ không phải hàng khô đâu, còn được đẹp này nữa nè. Em đi gọn luôn. Toàn bộ đi nhập đầu 6 về vậy em được 69.000 đó. Riêng áo thun là bán lại mấy nghìn thôi. Đây còn X em lên nó luôn chị em mình con này. 49.000 cái. Chị nào lấy cái này lên mã B nâu cho được. B nâu 49 nha, còn được từng này cái nữa là hết. Những cái này chị em mình mua đi. Hàng nhập có tông tàu nhưng mà TC nhiều khi đi rẻ quá là chị em mình lại tưởng hàng chắc 6 đây nè. Được ra còn X này là em sale gọn. Chị nào lấy cái này lên mã B nâu, chốt B nâu chung là được. Đi chị anh 49.000 cho mã B nâu. Chốt lên mã B nâu cho Nguyên là được. Cái dạ mình ơi. Rồi tiếp cái này. Tiếp cái này luôn sợ bên tay em sẽ này. Bên cái túi này nè. Túi này. B nâu 49 cho Thơ Nguyễn. Tiêu này sao lên dép ta? Thôi, ở đây sao vậy? Lên mã này lên mã xịn cho Nguyên là được. Chốt lên mã xịn cho Nguyên là ok như vậy mình ơi. Cái này chị em mình 57 thì nào gọn lên 60 ok nè. 57 gọn lên 60 chị em mình chốt đẹp cái này. Này. Chắc. Bao phê chưa? 57 và gọn lên 60 cái này chị em mình mang lên gọn lắm. Nó có chạy cái đường dạng đường tràng eo nè. Nên là dạng đuôi tôm hết mang lên rất là gọn. À lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. 55 57 độ về. Nguyên đi luôn chị em mình con này. Em đi chị em con này 55.000 chốt mã. 55 cho Nguyên là được, có mấy cái thôi. Còn được từng này cái đây nè. Cảm ơn mã 55 cho Nguyên là ok nhé. Lên mã 55 nha, chốt lên mã 55 cho Nguyên là được. Cho chị cái bộ khô và khô hồng đó luôn em. Bộ khô hồng bên kia luôn kìa. Rồi lên luôn dùng mã 55. Chấm tương tác lên xíu đi chị em mình ơi. Để view xíu nữa là em lên dép nha. Còn ít dép em lên luôn. Rồi nha, chị nào lấy mã này lên mã 55. Comment mã 55 cho Nguyên là ok. Đấy, chốt mã 55. Comment mã 55 cho Nguyên là được. Một bộ đi. Rồi, bộ này là bộ có tông tàu khô. Size này chị em mình lấy 60 ok. Nhầm 57 độ về ok. Đó, nó đó. Hắn đó. Bộ có tông tàu khô 3158, 57 độ về là ok nhỉ em mình. Cái này Nguyên đi gọn luôn chị em mình là 79.000 một bộ. Hàng chị em mình hai Thái Nguyên Lai là 8995 đúng không? 8995.000 cho bộ có tông tàu khô. Cái này em đi gọn luôn chị em bộ này 79.000. Chị nào lấy cái này lên mã phối hồng chung là được. 79.000 cho Nguyên là ok như vậy mình ơi. Comment lên mã phối hồng 79k. Size dành cho chị em mình 57 độ về là chị em cho ok. Chị nào lấy phối hồng
comment mã phối hồng trong là được 79 nhá. Phối hồng 79. Đấy, lên mã phối hồng 79 trong là được. 57 độ về là chị em cho ok. Riêng cái này là chắc có tông tàu khô 3158, hàng nguyên đi 95.000. Còn được mấy bộ nha. Cái này càng giặt càng mềm, hàng này nó thấm hút mồ hôi rất là nhiều. Đi luôn chị em mình 79.000 một bộ. Cho mấy cái áo này lên sale luôn đi ba. Có mấy cái này. Cái này em còn lại mấy cái. Em bán gọn luôn nha. 59.000. Con này lên mã chữ nổi. Tương tác lên xíu đi dạ mọi ơi. Còn theo dõi like tương tác lên xíu để mà lên hàng nha. Cái giờ này là bắt đầu đi ngủ hết rồi đây. 3 giờ kém là bắt đầu là view x rồi đây. Cái này em còn mỗi màu cái em bán tặng nó luôn chị em 39.000 cái luôn. 39.000 cái nhá. Size này dành cho chị em mà 57 độ về là ok nè. Lên mã này, cho nguyên mã này lên mã nổi và sale luôn 39.000 con này. 60 vẫn được nha. Riêng cái này chị em mình 60 cái vẫn mang ok. Lên mã nổi và 39.000, nổi nu 39 luôn. Nổi vàng, nổi nu, màu vàng có đúng một con, nổi nu và nổi đen. Chữ đen. Này, chị em mình nhìn cái con áo 39 của nhà Nguyên đi, hết hàng rồi đó. Nên là em sale gọn luôn. Nha. Vàng, nu, đen, Boris như thế này, giả như thế này, đi hết 39.000 một cái. Vàng có đúng vàng một cái cho Văn Nguyễn. Còn quần mang váy, còn quần mang váy nha. Rồi chị nào lấy cái này lên mã nổi kèm màu. Hết vàng rồi, hết vàng rồi. Còn nu còn đen cơ. Vàng con cái chứ nu đen. Nu đen cho Yến Văn. Yến Văn cho chị cái quần mặc váy cho nó luôn bây giờ. Nu cho Văn Nguyễn. Nu cho Nguyễn Kim Vương. Nu cho Na Hòn. Hơi vừa bắt mà ra không thấy. Quần mặc váy á. Nói chung là có rồi bóc ra cho họ like chứ. Thấy nu cho Thơ Nguyễn. Rồi nhá, chị nào lấy nổi cho Nguyên đi. Comment nổi cho Nguyên đi. Chốt mã nổi cho Nguyên được. Cái này còn được 2 cái set cho con. Hôm qua ngay chỗ. Anh Hình có 55 rồi nha. Cái này còn 3 cái em sale luôn nó 49.000. Không view 50 view này làm sao mà like hết được chị. Rồi trong cái này em bán tặng luôn 49.000 cái luôn. Hàng này là hàng nhập 68 của Nguyên này. 55 độ về Boris xịn còn đúng 4 cái. Em đi luôn chị em 49.000. Bán thằng luôn 49.000 một cái nhé chị em mình nhé. Được chưa, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nè. Nu lộn hết luôn rồi nha. Con này lên 49.000 cho Nguyên là được nhé. Có 4 cái thôi. Cái này có 4 cái thôi. Hàng này hàng nhập 68. Áo lót nam thì em có 3 lỗ thôi chị. Hàng nhập 68, hàng 787. Đi nhập cao lắm. 55 độ về là chị em cho ok nha. Em nhập 600 áo mà là 6-700 áo là 68.000. Để em mix cái em mix vô cái áo phông to em bán. Hàng này chị em mà đi mua là 105 này. Em bán tặng luôn 49.000 hết hàng rồi. 92 cái cho Thơ Nguyễn. Cái này có combo, cái này còn được 2 cái lẻ lẻ như thế này. Size này là size chị em 60kg. 2 cái thôi. Quần này là không phải là đùi thẳng mà là đùi ngố ngố. Cái này là ngố ngố size 60. Lên mã quần ngố size 60. Cái này em đi luôn chị em mừng luôn nè. 60.000 hai con. 60.000 hai con cho size 60. Lên mã cặp trong là được nhé. Quần ngố 60kg. Hai con sale 60.000 luôn. Nha. Cái này
ba con ốc đại mỗi chị con. Ba con này size 57. Ba con này size 55 57. Lên mã 30 chung là ok. Mua cho da hăng ngô. Comment mã 30 chung là ok, 30.000 một con. Size 57 nhá, size L. Lên mã 30 màu nào cũng được, như vậy mình đơn sót lại ba cái. Chị nào lấy cái này lên mã 30 chung được, 30.000 cái. Cái nào mà chị nào đang có đơn đã chốt dùng Nguyên nhé, không có đơn bỏ qua những cái mã này dùng Nguyên. Có ra chống thấm, có ra chống thấm nhé. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên cái này. Đây 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 đây. Được có mấy cái thôi. Mã này còn được vài cái thôi. Dòng này là dòng su lạnh, không chọn màu chị. Ốc đại đi. 30.000 ốc đại dùm em nhé. Rồi cho Nguyên cái này không chọn màu. Su lạnh. Cái này là dòng su lạnh. Nó không chọn màu. Dòng su lạnh, cái này là quần gan nha dạ, mà nó siêu gan bụng luôn, dòng su lạnh nha. Trong nắng hai lớp nam thì là em còn mỗi size nhỏ, size 62 đổ về thôi. 62 đổ về thôi. Lên luôn dùng nguyên cái này. Cái này đúng chị em mình đi sợt. Đúng mà cái dòng này không ai bán. Nó chị em mình đào giá nhưng bán luôn nha. Su lạnh. Chứ không phải là có tông như vậy mình ơi. Su lạnh. Cái này dạ mình vừa mang cái anh bụng. Có sai. Rút dây. Rút dây, rút dây. Cái này rút dây. Mua hai cái cho Lan Nguyễn. Lên luôn dùng nguyên cái mã này. Có sai nha chị em mình lên cho Nguyên số ký. Cái này phải lên số ký để chốt hàng như vậy mình. Hàng có sai. Hàng có sai lên trong số ký. Em đưa chị em con này 29.000 một cái. Mỗi cái là kèm trong một cái túi zip như này. Bàn chị em mình đi mua một cái con quần chip. Quần chip mà quần chip su đã 25.000 một cái rồi. Em đi chị em mình một con quần gen mặc váy như thế này nha. Mà đi có 29.000 cái thôi. Chị em mình lên mã này, lên mã chip 29 cho được. 29 kèm size đi chị em mình. Lên mã 29 kèm size. Kèm số ký đi. Không chọn màu nhé. Nhà em bóc đại màu không có màu nổi. Cứ lên mã 29 kèm số ký cho là được. Vô tư cho dạ mình dạo giá vô tư những con này luôn á, em còn ít á. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé, 29.000. Cái này em đi ra đi. Rồi lên mã su kèm size cho Nguyên, kèm số ký cho Nguyên đi chị em mình ơi. Su kèm số ký. Chị em mình cứ lên su kèm số ký được hoặc là 29 kèm số ký cho Nguyên là ok. Nha. Rồi chị nào lấy cái này em đi chị em mình 29.000 cái, đừng mua một cái, mua nó thì sự. Cái này phải mua mấy cái để dành mà mang. Riêng cái giá này phải mua mấy cái để dành mà mang nha chị em mình ơi. Còn giá chị nào lấy cái này lên mã su lạnh kèm hoặc lên mã 29.000 kèm trong số ký là được. Cứ lên mã 29.000 kèm số ký trong em ok nha. Chị nào lấy mã 29 kèm trong số ký là được nha. Dòng này Nguyên nói là siêu rẻ nha, riêng dòng này nói là siêu rẻ. Chị nào lấy cái mã này lên mã 29.000 kèm số ký trong em là được nha. Chốt lên mã 29.000 kèm trong số ký. Size dưới 60-62 là chị em cho ok nhé. Nguyên lên chị em chỉ có 29.000 cái thôi, khỏi phải lăng tăng. Qua nha. Chị nào chưa có cái mã này lên nè, 29.000 chốt lên kèm số ký cho Nguyên là được nhé. Comment lên 29.000 kèm số ký. Qua mã như vậy mọi người. Comment 29.000 kèm lên cho Nguyên cái số ký là được. Rồi tiếp. Cái này em cũng còn ít nè. Lan Anh Nguyễn 50 ký. Còn từng này về về 2 ngày. Mấy trăm cái đó. Còn được từng này cái nữa là Nguyên hết luôn rồi này. Cái này là bra. Bra ba lỗ như vậy mình ơi. Dòng bra này bra ba lỗ. Chị em mình mặc đi. Mặc nhà cũng được, mặc đi chơi cũng được, mặc đi tắm biển ok luôn. Bra ba lỗ có kèm mốt ngực luôn, chị em mình đến 60 ok luôn. Sau cái này còn được mấy cái này em đi từng màu chị em chốt luôn. Nha, bình thường cái này không cho chọn màu đâu. Này bị dơ xíu rồi, ok. Này dơ xíu rồi, bỏ ra đi. Còn được từng này cái nữa là em hết mã luôn nè chị em mình ơi. Ba cái màu trắng nữa là hết luôn nè. Cái nào mà chị em mình mặc đi chơi được nhá, chị em mình mix quần sung lên rất là đẹp. Hoặc là chị em mình mặc mặc nhà, mặc mix quần đùi mặc nhà và chị em mình đi tập vẫn được, đi tắm biển ok, mốt ngực mai hẳn luôn, giãn vô tư, giãn thoải mái. Nha. Cái này có ba cái màu trắng. Còn có ba hết rồi đấy. Cho chị Sương Thu luôn, còn có một cái đen nó chị Sương Thu hết nè. Ba cái màu trắng. Em đi luôn chị em con này 45.000, nhận hàng con này đi. Rồi là bra đen cho Sương Thu. Bra trắng, có ba cái, bra ba lỗ nhé. Còn đúng ba cái màu trắng. Nha chị em mình lên mã bra trắng cho được. 45 thôi. Còn màu đâu gì nữa đâu mà không chọn màu, còn từng này cái lên nó luôn cái gì nữa thì chọn màu nữa hay không. Còn có từng này cái nữa hết rồi. Nhìn chị em mình nhìn chắc nè.
mốt ngực có mai hẳn vô luôn rồi nha chị em mình ơi. 45.000 một cái và da trắng luôn nha. Còn lại tải như thế này em lên nốt luôn chị em mình luôn. 45.000 và da trắng này. Okay, bà ra xám thì còn có một cái luôn. Một cái bà ra xám duy nhất khách hàng rồi đó. Mà ra nâu, bà ra ghi. Đấy. Xám này còn một cái. Mốt ngực mai hẳn nha, em sale luôn. Em đi luôn chị em 45.000 cái. Rồi chị nào lấy cái này lên nha tay cho em nhé. 57 độ về là chị em cho ok. 57 độ về là chị em chút đẹp cái mã này luôn đó nè. Rồi. Rồi cho xám này con cá chứ mấy xám con cá này xám cho dương vỏ của tam đàm là màu gì nước màu gì còn màu nâu với lại màu màu này màu ghi ghi á mấy tám mấy tiền tao nhớ là bán mấy tám mấy tiền à, chứ điều hòa ai nhầm rồi giống thống màu xám hết rồi chị hết xong xám hết rồi chị nha. Rồi, mà chị đây. Màu nâu, màu ghi, màu trắng. Có màu ghi, màu nâu đó tăng đàm nha. Cái này Nguyên nói này nó xịn hơn cả Âu Gu nha. Nhưng mà Nguyên qua những cái mã này tại vì nó có mấy cái chữ này nè. Cái chữ thương hiệu nè. Em sale luôn nha. Hàng này nó xịn hơn cả Gu. Gu là chị em mình đi mua hàng hot girl để 135.000 cái à, đúng là 135.000 cái. Hàng Gu thì mình đi chỉ 69.000 cái. Con này thì mình đi 75 cho size 52 đổ về. Còn sót được mấy cái nào mà gì chị em mình hỏi tiện ra này. Còn được mấy cái 1, 2, 3, 4, 5 cái sao là hết 5 cái đó. Lên mã sơ mi cho mình là được. Vải nó rất là sướng nha, nó đẹp hơn cả Gu mấy lần luôn á. Mình nói thiệt sự luôn. Ok tăng đào vải đẹp lắm, 52 độ về chị em chốt được cho size M. Còn mỗi size M thôi, có 5 cái. Em bán tặng luôn 49.000 cái sơ mi này. Mua ngay con này nè chị em. Chốt ngay con này, em nói thiệt sự rất chắc rất là đẹp luôn. Bình thường chị em mình mua Gu về thấy chị em thấy đẹp đúng không? Con này phải đẹp gấp mấy lần Gu nha. Mà muốn đi chị em có 49.000 thôi. Chị nào lấy cái này em sale gọn 49.000 cái. Giá này đi size dưới giá nhập luôn, có 5 cái. Cái cho Thu Hà. Mà này có 5 cái. Rồi nhá, chốt mã sơ mi chung là được. Sơ mi cho Minh Quân 49.000. 49.000 một cái nhé. Thì nào lấy cái này có 5 cái. Em sale gọn luôn 49.000 một cái. Quá là rẻ như vậy mọi người. Nó 49 em chốt rồi phải không? Rồi nha, còn một cái nữa là không, đâu có 57 đâu, chị Trang Trang 52 đổ về thôi. Còn mỗi một size chứ mấy. Hết rồi, còn có từng nớ phát nữa là hết. Từng nớ cái nữa là hết. Từng nói cái nữa là hết sạch luôn rồi vậy mà. Thơ Nguyễn. Cái này còn cái này đẹp. Rồi, tiếp cái mã này luôn. Cái này em còn có đúng một cái nè. Cho mi cho Diệu Thanh. Đúng một cái này nữa là hết nè. 49.000 xanh. Thì nào lấy xanh 49, comment xanh 49 chung là được. Một cái xanh 49 thôi. 60-62 ok. Mã này đẹp, chị em mình tranh thủ chốt đi. Nha. 49.000 con áo xanh này nè. 60-62 ok. Chị nào lấy xanh 49 chút xanh 49 trong Nguyên là được. Không phải là Gu đâu chị. Gu nhà Nguyên vẫn chạy nhưng mà Gu 69.000. Cái này thời điểm có cái tên thương hiệu sợ đi mỗi lần mình đi kiểm tra nó thương hiệu được không phải cho em xem cho nó lộn. Rồi cho Nguyên cái này. Cái này là một mã chị em mình không thể thiếu nhé. Mã này một mã không thể nào thiếu trong trong tủ đồ chị em mình ơi. Size giả mình đến 62 ok. Cái này cho giả mình chọn màu vô tư nha. Cái này mã này là mã mới về nên là nó đầy màu nên là cho chị em mình chọn màu vô tư. Và ra dây mốt may hẳn vô trong áo luôn. Size này dành cho chị em mình đến 62 ok. Từ 40 độ lên 62 độ về. Cái này mà chị em mình mua cho con gái mang ok mang đi học thì chị em mình lấy những cái tông màu trắng như thế này nè. Nguyên đi luôn chị em mình con này 39.000 cái. Lên mã dây 39 cài màu cho Nguyên nhé. Nguyên có màu xanh này, cho màu xanh đi. Màu trắng này, màu ghi nè nha. 39.000 kẹp màu vô cho Nguyên nhé. Màu đen nè. Rồi 39 nâu cho Nguyên nhé. Chị nào lấy cái này lên mã 39 kèm màu lên chung là được. Mốt là mốt mai hẳn vô trong áo như vậy mà nói. Cái này vậy mình mặc nhà mang đi chơi mang tắm biển đều được hết. Chị nào mi nhon xíu mang con này mang với quần xung cũng đẹp. Mang đi tắm biển mang đi tập ok. Rồi lên mã này lên mã dây cho Nguyên kèm màu. Dây kèm màu chung là được nha. Lên mã dây hoặc lên mã 39.000 kèm màu chung là ok. 39.000 kèm màu nha.
lên mã 39.000 kèm màu cho Quân là được nhé. Cái này chị em mình yên tâm, em chạy nói thực sự là chạy không biết bao nhiêu đợt hàng rồi. Cứ vài tháng là về một lần, vài tháng là về một lần. Chị em mình cứ hay hỏi những cái mã này. Em đi có 39.000 con này thôi. Rồi giá trị nào lấy cái này lên mã 39.000 kèm màu của Trung Nguyên nhé. Từng nửa tông màu 39.000. Rồi ai lấy mã 39. Rồi View X đẩy cho mấy cái bao cam này lẻ lẻ này. Okay, lên sale mấy cái bao cam nữa rồi luôn. Đẩy mấy cái bao cam lẻ lẻ này nè. Đây là cái mã hôm qua chị Nguyệt chị dọn lò ra mấy cái bao lẻ này bỏ lên sale đi. Rồi tương tác lên xíu này em lên. Kéo có. Tương tác lên xíu em đi những cái mã lẻ này luôn. Mã lẻ này thứ con cái chứ mấy chị em mình rồi. Tương tác lên xíu, đẩy view lên xíu thôi chị em mình nhé. Những cái mã này là những cái mã hàng lẻ rất tốt lại. Ok, Lan Anh Huỳnh, Đen Ghi. Coffee Stool. Bao tiên hương, cái này siêu dai luôn. Cái dòng này là siêu da thôi, này để lại cho mình dùng. Để còn trong đó một bịch à. Mã này còn trong đó một bịch. Okay. Cái này nhớ tới loại ngắn đâu ta. Loại ngắn dễ dùng hơn loại này. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên đi. Em đi chậm con này 19.000. Cái này là bao tay hưu ấy. Cái này dòng này siêu dai luôn nha. Cái này dùng siêu bền luôn. Cái dạ mình rửa chá giặt đồ gì đó là dùng những con này. Cái nào còn ít tụi nó về thử một bịch nhá. 19.000 luôn. Bao tay su siêu dai, dòng này siêu dai, bao tay hư ấy siêu dai luôn. Chị nào thích cái này cứ lên mã bao tay cho một, còn một nhỏ nhỏ 19k gọn luôn nha. Chị nào lấy cái này lên mã bao tay cho được. Cái này còn sót lại ít. Rồi tiếp luôn, cái này em sale luôn 39.000 cả. Cái này cố gắng tương tác cho Nguyên dạo mà nói bao tay su cho Liên vậy á. Chị bốn đời xe mình lên mã bao tay trong là được nhé. 19k mua mấy đôi mà dùng như Nguyên giờ mà bảo rửa chén là phải có những cái đôi như này quen tay là phải có bao tay vô mới rửa được. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên này 39.000 vàng. Chị nào lấy vàng 39 chút vàng 39 chút là được nhé. Theo con này size chị em 57 độ về là ok. 57 độ về là chị em chốt đẹp. Chị nào lấy theo chốt theo 39 luôn. Cái này là hàng lẻ. Cái này là những cái mã hàng lẻ thôi. Hàng này là dọn hàng rớt mã lại thôi. Vàng 39.000. Vàng 39 cho Mỹ Nhung Lê. Cái này là hàng dọn mã, dọn hàng rớt mã rất lẻ lại thôi. Con này em đi chị anh 49.000 hàng công ty luôn. Con này chốt mình chị em mình không? Hàng công ty luôn, cái này xịn sò luôn. Lên mã cổ hồng cho được, 60 kg ok luôn. Ui con này 49.000 cổ luôn, con cá đó. Chị nào lấy cổ 49 chốt, một cái duy nhất cổ nha. Chị em mình lên cổ 49 cho là ok. Đúng một cái cổ 49 nhá. Cổ 49 có một, chị nào lấy cổ 49 chốt, cổ 49 cho là ok. Cái này còn hai cá, em đi chị anh 30. Cổ 49 cho Mỹ 35.000 luôn đi. Một con 50, con một con 48, một con 50. Con này quần kaki và hàng Quảng Châu, có hai cá đó. Cái này có hai cái, một cái 48, một cái 50. Size M là 48 độ về, size L là 50 độ về, em bán tặng 35.000 một cái luôn, có hai cái đó. Sale gọn luôn chị em 35.000 cái. Cái này không chốt phí này. Tiếc nè. Có cái áo hồi nãy thấy có chị nào chốt hai cái chứ chứ. Cái nó còn. Rồi lên mã quần trong là được, hai size M 48. Chị em mình ơi, 35.000 con nguồn Quảng Châu. Nhiều cái giá sốc chưa? Tại vì hết hàng rồi đó, rất lại cái em bán tặng thôi. Size M là 48 độ về thôi. Size L là 50. Cho Minh Quân. Size L 50, em đi chị em 35.000 nha. Chốt nhanh thôi, 35.000. Hàng này là hàng dọn hàng. Dọn mãi lẻ đây, rất là chỉ bỏ trong thôi bao. Cái này cũng hết hàng rồi, đang mà cho vô quần lẻ rồi. Ruby này. Lời cho Văn Nguyễn. Ruby mà Ruby 2 nút. Còn không? Cái này hàng xã. Bộ này là bộ hàng xã. Còn đúng 65.000 cái bộ này luôn. Hàng này đi nhập trên trăm. Nhập 1 lẻ 5 đấy.
bộ thun thái cho Nguyên. Thái trở lên thì anh Nguyệt nha. Con này bộ thun thái ở đây giảm là bộ là 65.000. Size này chị em lấy 60 ok nha. Con này thôi. Sao chị bỏ vô trong hàng lẻ đây? Hay là cái con hàng xã. Lên mã bộ thái 65 con bộ thôi. Chốt nhanh mã bộ thái 65. Cho bên 65 cho Mỹ Nhung Lê. Size cho bé nhà mình 22 độ về, 69.000 cái bộ này. Bộ HM 69.000. Rồi cho chị cái bộ này chị bán tặng đi. 69.000 bộ HM. Nha chị nào lấy bộ HM comment mã bộ HM cho được con bộ. Cái áo trắng nó cho chị đem đi thôi. Cái áo trắng nó cho chị đem đi. 22-23 đổ về. Cái bộ này đẹp lắm. Riêng bộ HM không có ai bán đầu chục này như thế này đúng không chị em mà nói. Bộ HM 69.000 con bộ. Rồi lên luôn nhiều nguyên con này. Bộ HM cho Minh Quân. Xịn sao chưa? Trắng nè. Còn được 3 con màu trắng nè. 2 con màu trắng nè. Lên luôn nhiều nguyên con này. Trắng 55. Trắng 55 57 đổ về là chị em cho ok. 57 đổ về nha chị mình ơi. Đẹp. Dòng này đẹp lắm luôn. 57 đổ về nha chị nào. Hả? Màu trắng thôi, ba cái màu trắng. 55 57 chị mình chốt ok con này nhá. Chị nào lấy cái này lên mã trắng 55 trong là được. Những cái mã này chị mình không chốt hơi tiếc này. Đẹp lắm luôn. Hàng xịn sò nhá. Cái này hôm bữa là về 500. Like giờ rất là còn mấy chục áo này. Cái này chị mình chốt nhiều lắm, còn chốt mấy cái không? Hôm bữa ấp mẫu lên toàn trẻ mình bóc kiểu gì cũng được, bóc cái gì mỗi màu cái đây 55.000 cái đây nè. Đó, 55.000 nhé. Chị nào lấy trắng 55, chút trắng 55. Rồi xanh 55 luôn. Trắng 55 và xanh 55 nhé. Trắng 55 cho Trần Dựa. Comment xanh 55 luôn chung là ok. 55k. Chốt. 55k xanh luôn. Nha. Này trẻ mình nhìn hàng này xịn xò lắm. Chốt mã xanh 55. Mấy cái quần riêng lại dưới góc này để con xe luôn. Rồi lên xanh 55 trong em là được. Chị nào lấy xanh 55. Nâu này còn ta. Nâu 49 này. Phong lửng. Phong lửng nhưng đang mang. Còn cái nào này. Màu nâu này đẹp. Nãy là mang màu nâu này. Lên nâu 49 trong em là được nhé. Xanh 55 cho Mỹ Nhung Lê. Nâu 49. Chị nào lấy nâu 49 comment nâu 49 dùng là được. Huyền chỉ cho bán phân cái bộ nam đi. Phân sai cái bộ nam cho vô trong chấm gọn. Phân sai cái bộ nam đi. Chị cho vô trong hoặc bóc hàng gì. Nào 49 cho Văn Nguyễn. Hai chín nghìn luôn cho năm áo 50 độ về. Lên mã ngố 29. Ngố 29 trong là được. Nha dẹo mình ơi. Comment lên ngố 29 trong là ok. Con cái nè. Ngố 29 nghìn luôn. Chốt ngố 29. Phun chi đây ta. Có con tàu à. Con tàu à. Tàu 49. Ngố 29 cho Thơ Nguyễn. Hai bộ siêu nhẹ cuối cùng. Hết hàng. Đúng không? Hết luôn rồi đúng không? Và lùa siêu nhẹ mà lùa siêu nhẹ hàng hãng nha. Hàng hãng cái gì em mình ơi. Em nói mà nhận cái bộ đồ này về đi. Mang cho nó phê. 62 cái độ về ok luôn nè. Còn được một bộ em đi luôn chẳng. À đây, đây một bộ mẫu trên đó nè em kìa. Một bộ hồng mẫu trên đó nữa kìa. Rồi chị nào lấy cái này lên siêu nhẹ bộ hàng hãng 62 đổ về nha. Đi nó luôn chị em bộ này luôn. 59.000 bộ này. Chốt nhanh cái bộ này thôi. Sỉ nha, không có giá này. Em nói thiệt sự sỉ không có giá này đâu. Hết hàng rồi. Nè chị em mình nhìn chắc nè. Vô tư thoải mái luôn. 62 đổ về ok. Mang cái này cực sướng. Nghe Nguyên mua thử bộ này về thử. Đúng đúng sướng không. Giống như mang không mang đồ luôn. Đó mà không phải làm thế siêu nhẹ cho Hình Thương giống như ở chùn rồi. Hồng này còn một bộ bán vàng luôn 59.000 thì hết hàng một triệu đi. Sailor được hai bộ, một bộ hồng nữa không. 55 đổ về lên mã hồng trong là được, hết hàng rồi. 59.000 gọn luôn nha. Lên mã L trong là được. 59k nát luôn. Chị nào lấy L comment L nhé. 55 đổ về Sailor hồng L. Hồng chị hồng cho Mỹ Nhung Lê. Đây còn một hồng L nữa nè. Lên màu hồng nhạt cho Nguyên. Lên mã nhạt cho được nha. Sướng. Mang cho nó sướng cái đời. Mùa nắng này mang cho sướng sướng hơn lanh á. Cái này mang sướng hơn lanh. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nha. Hồng nhạt. Comment mã hồng nhạt cho Nguyên là được. Đây mấy cái xác này cho chị luôn. Máy xác. Bán tặng luôn đi. Hết 85.000. 1, 2, 3, 4, 5. 5 xác dơ.
55 đổ về. Mã này em bán cực kỳ chạy. Hình như cái này như em like có một like duy nhất, giờ còn 5 set chúng ta. Mã này like một like duy nhất thôi. Giờ còn 5 set này nè. Nhạc lời cho Hình Thương. Bán tặng nha. 55 đổ về. Giờ cũng nói cái này mà em mang lên dẹp lại chốt hết, đẹp lắm. Sách dơ như thế này nè. Hàng sale, em đang sale 8. Sao cái quần trước hư luôn rồi. Cái nào nãy mình bật không được ta? Cái đứng. Đang chạy hả Lý? Đây là bật con đào là. Hồi sáng ba chị em ngồi nó náo chạy mở luôn á. Vật không ấy, không chạy. Em xe luôn 69.000 luôn, sách dơ chung là được. Màu này màu xanh. 55 đổ về như vậy mình ơi. Cái mã này em like trên một like chứ mấy. Hết rồi, giờ còn sót 5 bộ một màu này nữa thôi là nguyên hết luôn. Gọn luôn, giảm 69.000 nhá. Cái tay của nó là tay dơ dơ đó, đẹp lắm. Rồi lấy mã set 69, còn được 3 set nữa là nguyên hết, tổng test luôn. 69.000 mã dơ, chị nào lấy dơ comment dơ 69 cho là được nhé. Tổng test mã dơ 69.000. Dơ cho Thơ Nguyễn. Gì ta? Quận Nam. Quận Nam này. Cái này bán tặng để hề quần Nam. Quần Nam mà hàng xúc size 35. Thôi này 80kg ok. Cái này là hàng xúc, cái này chị mà thấy người nước ngọt hay mang. Cái này chị người nước ngọt hay mang, size 80kg lần hết. Em bán tặng luôn nhé, hàng xúc như vậy mình ơi. Hàng công ty, hàng xúc như vậy mình ơi, xịn lắm. 80kg. Em bán tặng luôn 49.000 luôn. Nhớ là hàng xịn nhưng mà size nó bự. Size 80 luôn. Dạng giống quần gió giãn. Hàng này người nước ngọt hay mang. Chị nào lấy cái này lên mã 49 size 80 nha. Size 75, 75 gần 80kg ok á. Rồi chị nào lấy cái này lên mã quần, cái này là trong hàng lẻ. Sót lại cái, chị nào lấy chốt. Em đi luôn chị mình nói. Cái mã này mình còn không ta? Mình cho qua hàng lẻ rồi đây. Size này là size 55kg, bộ HM size to, size 55kg, 60kg ok luôn. 69.000 nha. Cái này em đi giảm 69.000. Quần 49 cho Văn Nguyễn. Bộ cá hàng xúc dư HM nha, trẻ mình lên mã cá cho là được. Bộ hàng xúc dư HM. Mương lên trẻ em là 69.000 thôi. Ai lấy cái này lên mã cá cho là được. Hàng xúc HM xây bự. Không một nhà nào đi. Em đi nhiều cái giá chị em mình nghĩ không ra luôn. Nha, size to. Size này 55-60kg ok luôn. Chốt mã bộ cá cho là được. Nhưng đây luôn chị em mình nốt luôn. Người kia mình là 69.000 một bộ. Chị nào lấy cái này lên mã cá 69 cho là được. Nha. Cá 69 cho Mỹ Nhung Lê. Một cái set này. Một cái set vest này size. Set vest size S. Hàng này hàng 165. Riêng cái con khóa là 65 ok, nhưng mà con trang váy tầm khoảng 50kg đổ về thôi nha. Nên là coi như là em sale cái áo khóa và em tặng kèm cho em mình cái trang váy. Lên luôn trẻ mình cái này luôn. 59.000 một set vest này luôn. Hàng 169.000 này. Lên luôn trẻ mình 59.000 luôn nha. Cho nó sốc nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng em. Comment mã set vest 59. Cái áo em nói bao nhiêu ký mạng được? 62kg vô tư. Nhưng mà cái dáng váy là váy nhỏ. Nha, lên mã set vest không được. Set vest 59 cho Lan Nguyễn. Sang sang sao thấy được này không thấy lấy hàng nữa ta. Qua lấy hàng đi nha. Có đơn qua lấy dùng đi nhá, không có để lâu nha. Thì cái này là bộ dài. Hết. Cá hết rồi nha. Không bữa chốt rồi mà đang ấy. Hàng gì này. 35, cái này làm gì còn. 35kg, em bán tặng 49.000 luôn, ai nhanh có. Bộ hàng xúc dư HM mà bộ dài. Xoay 35kg, 49.000 luôn. Bộ gáp, bộ này bộ gáp xúc. Nha, bộ này bộ gáp xúc. Ai lấy cái này lên luôn dùng đi nhá. Gáp xúc, 49.000 bộ bé. Bộ bé 49.000 trong là ok. Rồi tiếp luôn dùng ngay cái này.
39.000, con này crop top Paris. Paris 39.000. Rồi chị nào lấy cái này lên 39 đỏ cho được. Bé 49 cho mặn đẹp. Bộ gáp đó mặc xíu xíu đấy. Cái này là khách chốt rồi. Mà xả ra đó. Xả ra đó cho hết rồi. Đỏ 39 luôn. Mua nhà chứ Nguyên đâu có bán 1.40 đâu, đúng không? Rốt à. Đỏ cho Minh Quân. Nhà Nguyên ví dụ như bộ dài là em đi là 79 hay 85 gì đó. Còn bộ đùi là em đi size 69 gì. Mì đây đỏ luôn. Size này là size 48 đổ về giả váy. 39 gì thôi. 39 gì. Cái này dặn giả váy. À, hàng xúc đúng rồi, trẻ mình đi vô. Nhớ là mấy cái tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi, mấy cái cửa hàng xúc dư người ta bán cao. 120, 130, 120, 130 bộ hết chứ không có giá bèo nhiều như nhà Nguyên đâu. Bèo nhiều mà gặp nhiều chị ổng ẹo nó đuối. 55.000 con này. À con này không, con này chị ơi, con này bị lỗi rồi, từ từ cho em xích. Đúng rồi, đúng rồi, đúng chính xác luôn đó chị ơi. Em cũng dạy nó mà. Mấy hồi em nó dạy nó mà. Cái này mới sụt, sụt chỉ rồi. Chị ơi, em xe 55.000 đúng không? Em xe 35.000, chị đạp lại giùm em nhé. Đạp lại giùm em 5.000 chứ. Đây nè, sụt chỉ nhé. Ok, chốt 35.000. Ok chưa? Từ từ không, để cho chị ấy thì ok đã, chị đang chốt rồi. Nếu như mà chị ok, chốt cho chị cái đã. Chị Minh Quân ok không? Cái này em còn một xác nè. Chốt cho người khác nha. Cái này hồi nãy xe này 80.000, xe 57 còn một set này chẳng nè, trong hàng lẻ này. Chị Minh Quân ok không? Lỗi xe ok, okay. Đi cái này 35.000 ghi rõ là lỗi đi chứ không. Nhiều khi nhiều hầu chị không để ý giá chứ ôi sao cho con quần nén bị lỗi ra đuối á. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nè. Set này 3 cái xe 57, 3 cái xe 57. Em đi luôn chị, mình cái này 80.000. Nãy 2 cái. Hồi nãy là 2 cái chị, cái này là 3 cái. Coi like rõ giùm em phát nha. Hồi nãy là 3 cái, hồi nãy là 2 cái, giờ là 3 cái. Cho Văn Nguyễn. Nha, coi like rõ rõ giùm em phát nào. Phải không? Ừ thì hàng 89.000 là hôm bữa xe 89.000 đó. Họ chốt rồi chị ơi. 105. Cái này khách chốt rồi chị ạ. 105.000 con này nè. Size này dành dạ mình 52 đổ về su nhung tâm. Cái này là dòng nhung tâm. Còn áo khoác mũ khoác chống nắng còn màu đen chị. Riêng khoác em còn màu đen. 69.000 con này luôn. Chị nào lấy cái nào lên mã nhung tâm trong anh là được. Cái con nào mà chị em mình đi ra ngoài đường nhiều, đi nắng nhiều mang những cái con này quá sướng luôn. Dài đã lắm nè. 69.000 con này, hàng này hàng 115.000 hay 125.000 chứ đó của Nguyên. Đi nói luôn chị em mình con này giá luôn chị em mình là 69.000. Chốt mã quần xịn 69 trong anh là được. Lên mã quần xịn 69 cái gì đó. Nhung tâm cho Lan Nguyễn. Cái này nãy mình xem máy 39.000 luôn à. Rồi 39 vàng luôn. 55 đổ về trong hàng lẻ. 59 vàng. Luôn cái đó đi. Cho nó qua gọn luôn cái đó đi. Tặng luôn cho chị nào đang có đơn. Lên mã tặng đi. 1, 2, 3, 4, 5 cho chị nào đang có đơn. Con này chị nào đang có đơn là chốt dùng nguyên cái này nha. Không có đơn thôi nha. Tạm là chị nào có đơn đã chốt con này. Không có đơn bỏ qua con này nha. Nãy giờ chờ view lên á, để lại dép chả thấy view lên. Xuống là xuống luôn. Không lên nổi được 100 view nữa đâu. Hey. Cố gắng lại mỗi chuyện lượt chia sẻ nè. Nhung tâm chốt chưa? Con này là hàng hôm bữa là săn được hàng sale. Em nói thiệt, săn được hàng sale. Em về em bán tặng cái gì em mình coi. Là em tặng 29.000, bán tặng 29.000. Bán tặng kèm 29.000. Mã là kho nó báo là có màu cam, có màu trắng, có màu đen và có mã sọc. 500 con. Đó, em về em bán tặng 29.000 đúng để em kẹp hàng. Em bán tặng cái gì em anh chị là có đơn. Xong cuối cùng được có mấy cái màu kia. Còn lại toàn bộ màu này hết. Toàn bộ là màu này hết.
nha. Size này chị em lấy 60-62 ok. Lên mã V. Đây là đâm ra cái mã này màu này còn dư nhiều quá. Rồi trong nguyên con này tặng thôi cho chị nào đang có đơn. Bán tặng không đồng cho chị nào đang có đơn. Hàng này là hàng hàng sale, hàng đã cắt tát cho nguyên cái này. Không đồng. Nha, không đồng thôi. Lên mã không đồng là được. Cảm ơn mã không đồng cho là ok. Cho chị nào đang có đơn thôi nhé. Tạm thì cho chị nào đang có đơn, chị nào không có đơn thì tạm thời bỏ đi. Hàng này là hàng tàu nha. Em nó mua những cái con nguồn này. Dạ mình đi vô những đa số là hàng order. Cao, cái này cao lắm luôn ấy nè. Các chị em còn 50-52 đổ về. Thôi em bán tặng gọn luôn nhé. Còn ít. Cái này em còn ít, em bán tặng gọn luôn nè. Tặng cho Thu Hà. Chị em mình 52 đổ về mua con này, mua ngay con này. Em nói thiệt sự luôn, dòng xịn hồng Quảng Châu nha. Hàng order. Tặng cho Minh Quân. Cao, cái này chị em mình ưa thì thả like xuống được, gặp like lên được. Cái này em bán tặng gọn luôn, size 50-52 đổ về, em sẽ ưa chị em con này 95.000. Em nói đi mua đầu 300.000 con quần. Cho mẵng đã. Siêu mềm, đi mua đầu 300 quần con quần, 300 con quần này. Em sẽ luôn chị em con này 95.000 nó. Thấy rồi nha. 95.000 con này. Thôi hồi nãy em mới đặt xong rồi, 95.000 đi. 95.000, hàng này hàng nguyên chạy 125.000. Hàng này là nguyên chạy 125, em sale luôn chị em con này 95.000, chút mà 95 cho là được nhé. Con cá xe, hàng này sót lại đây. Xe S, hàng xịn nha, hàng tàu xịn đấy. Hàng Quảng Châu xịn đấy. Cái này còn cái, lên mã chữ nổi đen, em sale chị em 39.000 luôn. Nè, có tông tàu chị em mà nhìn 55 đổ về là ok, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên này. 95 cho Xuân Thế. Lên mã nổi chung được 39.000 nổi. Comment mã nổi 39 chung là ok. Lên nổi 39.000 chung là được. Đây là tôi để dành này nhà mình mang. Cái hàng cũng được rồi. Sắp này nhà mình mang. Tình ngô. Đi tình ngô đi bỏ cái tủ để dành. Eo. Cái này cô ta trước à. Chị em mình ơi, 11kg, 12kg, 11kg. Hàng thiết kế cho bé. Xếp co, sóc con xếp. Em bán tặng luôn 49.000. Trời ơi, mùa nắng mang cái này bao cu tê. Mấy đứa búp búp á. Má này cưng quá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã bé cho là được nè. Lên mã bé, 49.000 cho Nguyên đi. Lên mã bé 49. Bé 49, chị nào lấy bé 49. Comment mã bé 49 cho Nguyên là được. Bộ bé này size 8 sót lại đấy. Size 8, size 10 sót lại này. Bán tặng luôn 59.000. Bộ này bộ có tông thái. Bộ này bộ có tông thái cho bé nhé. Bộ có tông thái cho bé còn được một bộ này. Đây luôn chẻ mình bộ này luôn 59.000. Rồi con này size 50 đổ về một cái. Cái này bây giờ em nói 35.000. Hàng hàng 79.000. Cái này là đã chốt rồi đấy chẻ mình. Con này em đi chị anh 35.000 nát luôn nha, chốt mã quần 35k chung là được. Hàng này là hàng kaki, em đang đi 79.000, bình thường chạy 79.000, size 50 đổ về là ok nha. Lên mã quần 35 chung được, con cái quần 35 size 50, quần 35 size 50. Rồi tiếp cho nguyên con này, em đi chị anh con này có tông tàu phong to 60 đổ về ok luôn, đi 49.000 luôn này. Nha, con này đi 49.000 luôn chị anh này, em đi 49.000 luôn nhá. Quần 35 cho Nguyễn Lành. Con này con xe 49.000 luôn nha. Rồi chị nào lấy cái này. Phom to 60kg ok. Phom này to 60kg ok. Chị nào lấy 35 chút 35. 49.000. Ôi còn một con quần ống đứng size 52 độ về. Xịn chưa? 149.000. Còn con cá ống đứng size 52. Riêng ống đứng size 52. Áo thun nao cho Bích Hạnh Nguyễn. Quần riêng ống đứng size 52. Mình đi chị em con này 149, cái này bỏ riêng. Mình riêng này bỏ riêng đừng. Chị Nguyễn chị tắm chân vào trong hàng bán hết trơn. Không lắp thì có mấy cái quần riêng lẻ lẻ. Lên lên bán tặng chị em mình mỗi chuyện cái. Đứng bao nhiêu? Ống đứng 149. Ông đứng cho Minh Quân. Hàng thường Nguyên chạy 169.000 nó bao rẻ. Cái này em lên cái này để hè rồi chị em mình mang đi chơi, mang đi cà phê, cà pháo, đi
hôm nào chắc cũng phải làm một cái live selling này. Size S nè, bán tặng luôn hả, gọn nha. Size S như nguyên cái này mang vẫn được ấy, để mình mang đi chơi, mang đi cà phê, mang đi biển vô tư. Con này bán tặng 49.000 luôn. Size S nha, lên mã riêng S49, hàng giãn lưng siêu cao, vàng giãn 50 độ về. S49 trông được con cái, mã nó con cái. S49 trông được nha. S với L, mà nó có S có L. L là 55 độ về. Ồ, còn một mã đó. 49.000 hết, có size S và có size L. Nha, dưới 55 chị em mình lấy size L. Dưới 50 chị em mình lấy size S. U là trời, nhìn cái con quần riêng em sale 49.000. Lưng siêu cao nha. Rẻ hơn con quần cốt tông á chị em mình ơi. Còn một mã này thôi. Nha, sale gọn luôn 49.000 một cái. Nha, chốt mã này lên mã riêng. Kèm size chỉ có size S với lại size L. S chị em mình 48-50 độ về. Và L chị em mình 55 độ về, chị em chốt đẹp. Nha, chị nào lấy cái này lên riêng chốt riêng cho là được nha. Comment riêng cho là ok chị em mình ơi. Ruby sung này size 52 này. Cái mã này cũng hết này. Em đi chị em con này 79.000. Ruby sung túi nách con cái. Riêng CL cho Văn Nguyễn. Chị nào mà nhận Ruby về của nhà Nguyên về coi chắc. Sale luôn con này nhá, 79.000 luôn con cái. Trai hai gái chị Thơ Nguyễn ơi. Quần, à quên lộn, bộ bác xin xin lại. Đồ nhà em nhiều lắm, đồ bán nhà em nhiều lắm. Trong kho đồ bán, hiện tại đồ bán nó nhiều hơn cả đồ lớn luôn. Rồi chị nào lấy cái này lên mã túi 50-52 đổ về là ok. Quần Ruby sung nha, có một cái sót lại em đi chạy bên con này 79.000 luôn. Hàng này là hàng Nguyên đang đi chạy 95 nha, mã này cũng mới về đấy thôi, giờ rớt sai lại rồi. Bữa giờ không có hàng về, còn sót lại cái đi nốt luôn chị em, đi nốt luôn chị em 79.000 luôn. Đi chị nào lấy Ruby comment Ruby 79 cho nó là đẹp nhé. Ruby 79 quần cho Tăng thì kim cốt to phủ mông giáo quần 49.000 luôn. Hàng MT rồi nha chị nào. Không em à, để xíu là bỏ luôn vô trong đường luồn hết lít. Cái vô trong nó rất sai lít. Cái nó chốt rồi. Trên khu đi. Để xíu cho vô trong đấy. Rồi cho Nguyên con này đi. Nguyên đi luôn chạy mình con này 49.000. Nha, lên mã áo 49 cho Nguyên là được. Con này tiếp luôn dùng Nguyên còn cái này. Con này chắc đuổi lụa em bán tặng 29.000 luôn. 29.000 lên là không chị em mà nó 2 ao. Ao đây. Ao đây. Như nó cứ ở 50 view. Nó vẫn ở 50 view nó lại khó lắm. Áo 49 cho Mừng Võ. Có 3 cái bao cam hàng lẻ nhưng mà view cũng ít quá. Không lên được lỗi nào. Còn một cái váy này nè. Sao hả? Con này size 57 còn được cá này chị em mình ơi. 49.000 luôn. Lên mã chăn váy 49 cho nó được, size 57 đổ về nha con cái. Rồi tao ngưng nghe chị em mình nè. Cái caro là áo rộng và quần rộng. Đây, còn được máy set nữa là hết. Máy set thôi, 3-4 set chứ. Áo rộng và quần sung như thế này 57 độ về là ok. Còn được máy set thì lấy chút cái này đi máy thôi. Cái này cái giờ đăng like mà cứ gọi sáng ta. Set đằng sau em còn 4-5 set gì đấy. Là hết luôn. Chân váy cho chị Thu Hà 49.000 luôn. Chị nào lấy set lên set cho Nguyên nha. Em sale luôn gọn 79.000 đi. Còn được máy set nào hết. Sale gọn 79. 57 độ về là ok. Áo là áo có tông tàu. Quần là quần thô mềm xung. 57 độ về là ok. Sale luôn 79.000. Chị nào chốt chút đó bằng cái quần ấy. Em nói thiệt sự bằng cái quần chứ mấy. Cái áo này không có tông tàu khôn hơn rồi. Sale gọn 79.000. Chị nào lấy chốt. Xong ngưng like vậy mình. Xong ngưng like với mày để em qua lên tối nhé. Cắt like nhé.